Mà hư ảnh của Bạt ở phía sau Hứa Thanh giờ phút này cũng giữ tợn sừng sững, giống như đang làm chứng cho trận sát phạt vừa xong. Một màn này rơi vào trong mắt Trương Tam, khiến cho tâm thần của gã phải rung động mạnh. Gã nhìn trên mặt đất đầy máu tươi, lại nhìn thân hình như thanh đao của Hứa Thanh, đột nhiên gã cảm thấy phán đoán lúc trước của mình có chút không đúng. Hứa Thanh trước mắt này có lẽ không điên cuồng bằng đội trưởng, nhưng hung tàn thì lại giống đội trưởng. Nhất là những thi thể trên mặt đất lại phần lớn là bị cắt đứt cổ. Mà giờ khắc này, thời gian một nén nhang cũng đã đến nhưng đội trưởng vẫn chưa trở về hứa thanh trầm mặc mắt nhìn trương tam đang vác pho tượng thần lại đợi thêm nửa nén hương mà trương tam cũng phát hiện thời gian đã trôi qua thật lâu thần sắc có chút ảm đạm trương tam sư huynh thời gian đã qua ta muốn đi khu vực khác ngươi phải bảo trọng hứa thanh nhẹ giọng mở miệng đưa cho trương tam một túi độc dược sau khi hướng dẫn cách dùng cho gã hắn quay đầu nhìn về phía xa xa thân thể bỗng nhiên đi về phía trước hắn hy vọng đội trưởng có thể thuận lợi nhưng cũng sẽ không vì thế mà ở đây chờ đợi y trong thời gian dài đây là thế giới của nhân ngư tộc hứa thanh cũng còn chuyện trọng yếu hơn phải làm giờ phút này hắn toàn diện bộc phát tốc độ của mình ngay khi lao đến chỗ không người hắn liền lấy ra linh thức đăng sau đó liền đặt vào bên trong cái bóng để cảm ứng rất nhanh hứa thanh đã xác định được phương hướng chuyển xác thu hồi linh thức đăng rồi bay nhanh về chỗ sâu trong khu thần miếu thời gian chậm rãi trôi qua phạm vi của khu thần miếu này rất lớn Mãi cho đến khi đi được nửa canh giờ, bước chân Hứa Thanh mới dừng lại, ngẩng đầu nhìn về một tòa thần miếu rất tầm thường. Tòa thần miếu này không khác gì những tòa thần miếu ở bốn phía cả, nhưng chấn động mà linh tức đang chỉ dẫn lại chính ở ngay chỗ này. Hứa Thanh cảnh giác quan sát bốn phía, sau khi xác định nơi đây hoàn toàn trống trải không có gì đáng ngại, hắn nhanh chóng rác mảng lớn độc dược dung nhập khắp nơi, bao phủ trọn cả tòa miếu này, thậm chí còn có rất nhiều phấn độc lan tràn vào trong thần miếu. Hứa Thanh cũng không hành động thiếu suy nghĩ, mà ẩn thân lặng lẽ chờ đợi cho đến khi phát hiện ra không có gì thay đổi hắn mới xông lên phía trước bước chân vào bên trong miếu thờ ngay một khắc bước vào hắn liền nhanh chóng quan sát bốn phía bên trong miếu thờ này cũng rất trống trải chỉ có một pho tượng pho tượng kia không phải là câu anh mà là một lão giả nhân ngư tộc thần sắc của lão không giận mà uy đồng thời trên đỉnh đầu còn mang theo một cái vương miện nhìn tổng thể thì không có chỗ nào thần kỳ cả hứa thanh quét mắt qua chú ý đến trên vách tường của miếu thờ nhưng vách tường nơi đây cũng trống trải như cũ trên vách tường cũng không có gì khác biệt cả hứa thanh tìm tòi hồi lâu nhưng cũng không có phát hiện gì ở nơi này vì vậy hắn lấy ra linh thức đăng lần nữa kiểm tra bốn phía nhưng mọi thứ vẫn bình thường như trước hứa thanh suy nghĩ một chút đốt linh thức đăng lên sau đó đi vòng quanh bên trong miếu thờ một vòng nhưng vẫn không có bất kỳ phát hiện nào hứa thanh trầm ngâm dứt khoát đặt linh thức đăng vào bên trong cái bóng trong thời gian ngắn màu sắc ngọn đèn dần cải biến từ mờ nhạt biến thành màu lục âm u, tia sáng từ chiếc đèn liền chiếu rọi khắp bốn phía, có một bộ phận rơi vào trên vách tường, chỗ đó hình như xuất hiện một chút biến hóa. Ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ lại, chậm rãi tới gần. Theo hắn tới gần, ánh sáng âm u màu xanh lục từ ngọn đèn cũng chậm chậm chiếu rọi phạm vi càng lớn hơn vào trên vách tường, thời gian dần qua, vách tường vặn vẹo, trong khi tâm thần Hứa Thanh chấn động, toàn bộ vách tường từ nguyên bản không có gì, thình lình nổi lên một bộ tranh vẽ mà trên bộ tranh này lại khác một cảnh tượng vô cùng minh mông, cảnh tượng này tựa hồ là miêu tả về một cái tế đàn thật lớn, mà chỗ đó có một mảnh biển do vô số bạch cốt hình thành, mà ở trên vùng biển do bạch cốt tạo thành này tồn tại ba thân ảnh cao vút tới mây. Hai vị cúi đầu chào, một vị thì đứng sừng sững. Trong hai vị cúi đầu chào, vị bên phải chính là lão giả nhân ngư tộc bên trong tòa miếu thờ này, chỉ là lão ở bên trong bích họa giống như là hoàng của nhân ngư tộc vậy, trên người tràn ngập uy nghiêm, Thân hình đứng ở nơi đó nhưng lại tỏa ra khí chất uy vũ phi phàm, vương miện khảm nạm trên đầu có một khối bảo thạch. Mà một bên khác là một bà lão, bà lão này mặc trường bào bằng xương cá, tràn ngập xúc tu, phía sau còn có một cái mặt quỷ giữ tợn, chính là câu anh. Mà thân ảnh bọn họ cúi chào rõ ràng là một người khổng lồ có chín đầu rắn quấn quanh toàn thân. Người khổng lồ này mặc một bộ áo giáp tràn ngập vô số phù văn, hai vai vác hai tòa thế giới, đỉnh đầu có một thanh đại kiếm nổi lơ lửng. Thanh đại kiếm này truyền đến cho người ta một cảm giác kinh tâm động phách, dường như một khi nó hạ xuống, liền có thể khai thiên tích địa. Người được câu anh cùng với hoàng của nhân ngư tộc cúi chào dường như rất giống thần linh. Mà ở trên người của vị này, trong miệng của một con rắn đang ngậm một chiếc đèn đang cháy. Tạo hình của ngọn đèn này giống như một cái dù màu đen lộn ngược, bề ngoài cũng rất giống với linh thức đăng, nhưng lại làm cho người ta có cảm giác hoàn toàn không phải cùng một loại đồ vật. Giống như là nham thạch cùng mỹ ngọc vậy bên trong còn ẩn chứa một tia hoàng uy vô thượng, khiến cho toàn bộ người thấy vừa liếc mắt liền có thể nhìn ra, đây mới là hàng chính phẩm. chương 295, Hứa Thanh cũng điên rồi. một Hứa Thanh nhìn bức tranh trên tường, tâm thần chấn động, đột nhiên cái ngọn đèn màu đen ở bên trong bức tranh trên tường phát ra quang mang trói lọi, giống như thật sự tồn tại vậy, tia sáng xuyên thấu qua bản thân bức tranh, khuếch tán tràn ra phía bên ngoài. Cùng lúc đó, linh tức đăng trong tay hứa thanh trong một cái chớp mắt cũng lóe ra một tia sáng vô cùng đậm, tia sáng này hòa cùng tia sáng trong bức tranh tạo thành một luồng sáng to lớn, ầm ầm bộc phát. Hứa Thanh biến sắc, vừa muốn lui ra phía sau nhưng đã không kịp, thân ảnh của hắn ngay lập tức bị đoàn ánh sáng to lớn này bao phủ. Trong chớp mắt, theo đoàn ánh sáng to lớn biến mất, thân ảnh của Hứa Thanh cũng tương tự tan biến. Dường như đã trôi qua thật lâu, cũng giống như chỉ là một cái chớp mắt. Khi cảm giác Hứa Thanh từ mơ hồ biến thành rõ ràng, thứ đầu tiên hắn cảm nhận được là một uy áp cố kinh khủng đến tột cùng, tựa như có một tuyệt thế hung thú đang gào thét, từ phía trước đập thẳng vào phía trước mặt hắn vậy. Rõ ràng không có âm thanh mà chỉ là uy áp, nhưng vẫn khiến cho hai lỗ tai hứa thanh vang lên âm thanh vù vù như trước, màng nhĩ tựa như sắp không chịu nổi sắp vỡ tan vậy, từ bên trong lập tức có máu tươi theo lỗ tai của hắn chảy xuống. Không chỉ như thế, mũi của hắn cũng là như vậy, hai mắt cũng đồng dạng đau đớn, rất khó mở ra. Nội tạng bên trong cơ thể cũng cuộn trào mãnh liệt, dường như toàn bộ lục phủ ngũ tạng cũng đều đang run rẩy trước luồng uy áp này. Tất cả những thứ này tạo thành từng trận đau nhức kịch liệt, khiến cho hứa thanh ở dưới tình huống không thể mở mắt ra, không dám chạm đến bất luận vật gì ở bốn phía. Hắn chỉ có thể nhanh chóng ngồi xổm người xuống, theo bản năng bày ra tư thế tấn công, đồng thời khuếch tán phấn độc ra khắp bốn phía, que sắt màu đen cũng được lấy ra. Hắn không trần chờ chút nào, trực tiếp cởi bỏ phong ấn của lão tổ kim cương tông. Theo phong ấn cởi bỏ, bên trong que sắt lập tức có một tiếng kêu rên truyền đến lão tổ kim cương tông đã tỉnh chỉ là trong nháy mắt tiếp theo lão liền gào lên thê thảm chủ tử ta sai rồi ta thật sự sai rồi a à a à à. nơi này là chuyện gì vậy trời ơi nơi đây nơi đây chủ tử có phải ngươi muốn ném ta đến nơi đây hay không để cho ta vĩnh viễn thừa nhận hành hạ ở chỗ này ta đã xem qua rất nhiều sách cổ bên trong có rất nhiều nhân vật đều bị xử lý như vậy chủ tử ta thật sự thành tâm đầu hàng Thành Tâm làm khí linh của ngươi mà, ngươi đừng hành hạ chết ta, ta rất nghe lời, ta biết rõ mình sai rồi, ta thành thật nói hết, thật ra ta còn chôn không ít linh thạch ở một nơi khác, ta cũng đã tìm một chút đạo hữu nhờ vả và, và đáp ứng sẽ cho bọn họ một số tiền lớn, nhiều bọn họ một khi ta không có tin tức, bọn họ sẽ lập tức tới tìm ngươi. Chủ tử, ta sẽ nói cho ngươi biết bọn họ là ai, ta sẽ giúp ngươi giết chết bọn họ. Cầm miệng, Hứa Thanh không cách nào mở mắt ra, nghiến răng mở miệng. Nói cho ta biết tình huống bốn phía nơi này như thế nào lão tổ kim cương tông càng run rẩy lợi hại hơn nhưng lời hứa thanh nói lão không dám không nghe lại không dám giấu giếm hồn mạng của lão nằm trong tay đối phương sinh tử chỉ ở một ý niệm của đối phương cho nên lão vội vàng run giọng mở miệng chủ tử nơi đây tựa hồ là một cái tế đàn bốn phía là một biển xương do xương cốt tạo thành chỗ chúng ta đang ở là một chỗ khá cao phía trước có một cái bậc thang đi lên một đoạn là một con đường có vách núi ở hai bên cuối con đường là một cái tế đàn hình tròn. Mà trước cái tế đàn là một biển xương tràn ngập, trời ơi, nơi đây quá lớn, phía trước còn có ba pho tượng thần kinh thiên động địa. Có phải ba pho tượng này đặt song song nhau không? Hứa thanh phát ra truyền âm trầm thấp, không phải là một đứng hai bái. Lão Tổ Kim Cương Tông không hề biết mình vừa lượn qua một vòng ở quỷ môn quan. Tiếp tục, hứa thanh chậm rãi mở miệng, người đứng yên là một người khổng lồ, trên người có chín con rắn quấn quanh, giống như là một tôn thần linh vậy đây là cái đồ chơi gì, ta vừa liếc mắt nhìn đã cảm thấy mắt mình như sắp mù luôn rồi, nếu ta không phải là khí linh mà có phàm thể, đoán chừng ta liền mù thật rồi, phía trước pho tượng này còn có hai pho tượng đang bái. Chủ tử, ta sai rồi, nơi này là chỗ nào vậy hả? Theo thanh âm lầm bà lầm bầm của lão tổ kim cương tông, đáy lòng hứa thanh cũng đang chấn động vô cùng, hắn đã rõ rồi, vị trí của mình bây giờ chính là thế giới được vẽ trên bức tường. Vì vậy hắn trầm ngâm không nói chuyện, sau đó tiện tay phong ấn lão tổ Kim Cương Tông lại, khiến cho lão câm miệng tiếp tục ngủ say, rồi hắn lặng lẽ chờ đợi thân thể thích ứng cùng khôi phục. Cho đến khi thời gian một nén nhang trôi qua, theo khối thủy tinh màu tím đang không ngừng khuếch tán lực lượng khôi phục vào trong cơ thể hắn, lúc này mới khiến cho hứa thanh chậm rãi thích ứng tới trình độ nhất định với uy áp ở bốn phía. Mặc dù toàn thân hắn vẫn tràn ngập cảm giác đau nhức kịch liệt, cảm giác thân thể tan vỡ vẫn không tiêu tán, nhưng hắn vẫn có thể miễn cưỡng mở mắt ra, thấy rõ tất cả mọi vật ở bốn phía. Nơi đây đúng như là lão tổ Kim Cương Tông đã miêu tả, chỗ hứa thành tựa như một cái động quật thật lớn, lại dường như là một tầng thế giới khác vậy. Phía trước có một bậc thang cực lớn, không giống như là nơi hành tẩu của nhân tộc, mà vị trí xa nhất trong biển xương, chính là ba pho tượng thần uy nghiêm ngập trời. Uy áp khiến cho hứa thanh không chịu nổi chính là được tràn ra từ trên người bọn họ. chương 296, hứa thanh cũng điên rồi. hai Đôi mắt hứa thanh đau đớn chảy máu, hắn cắn răng kiên trì nhìn qua, sau đó hai mắt bỗng nhiên co rút lại, hắn thấy được trong biển xương, trên thân người khổng lồ đứng sừng sững kia, trong miệng một cái đầu rắn đang quấn quanh người vị này có ngậm một cái đèn nhỏ màu đen. Ngọn đèn màu đen này chiếu ra vạn đạo ánh sáng, nhìn đầu màu ngọc bích, chiếu vào hai thế giới trên vai người khổng lồ, khiến cho hai cái thế giới này trông rất sống động. Hô hấp hứa thanh lập tức rồn rập, tim đập vô cùng kịch liệt, trong đầu cũng lập tức ông ông nổ vang, ánh mắt cũng thẳng lên, gắt gao nhìn chầm chầm cái đèn nho nhỏ màu đen giống như cái dù kia. Mệnh đăng, tâm thần hứa thanh chấn động mãnh liệt, trong đầu hắn hiện ra miêu tả về mệnh đăng mà đội trưởng nói lúc trước, một cỗ khát vọng không cách nào hình dung bay lên trong lòng hắn. Tuy trước khi tới hắn cũng đã có chút suy đoán, nhưng một màn này vẫn khiến hắn chấn động như trước. Nơi đây vậy mà thật sự tồn tại một ngọn mệnh đăng. Chuyện này nếu như truyền ra, sợ là thi đấu phía ngoài liền lập tức kết thúc, mọi ánh mắt đều sẽ hội tụ vào nơi này, liên minh bảy tông môn ở đại lục vọng cổ cũng sẽ vò tới trước tiên, trên thực tế thì cũng đúng là như thế, một khi việc này lộ ra, vậy thì bên ngoài nhất định sẽ trở nên điên cuồng, mà so với ngọn mệnh đăng này, nhân ngư tộc gì gì đó hoàn toàn không trọng yếu. Và lại nhân ngư tộc rõ ràng cũng không hề biết về việc này, bằng không mà nói, nếu bọn họ tặng thứ này cho bất kỳ một thế lực hoặc đại tông nào, đều có thể đổi lấy được sự che chở đời đời. Mà hứa thanh đến được nơi đây, nếu không phải do cái bóng thì cũng rất khó tìm đến được. Giờ phút này, hứa thanh nhìn qua ngọn mệnh đăng, tâm tình vô cùng kích động, nhưng hắn cũng không hành động thiếu suy nghĩ mà thở sâu một hơi đè xuống gợn sóng dục vọng trong lòng khiến cho tâm tình của mình giảm sốc một chút tiếp theo hắn giơ tay lên lao đi máu chảy xuống từ trong đôi mắt mà theo năng lực khôi phục của thủy tinh màu tím trong cơ thể liên tục tràn ra trạng thái bây giờ của hắn so với trước khi đến cũng đã khá hơn một chút rồi qua một lúc lâu hứa thanh cũng đã thoáng bình phục hô hấp lại lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía mệnh đăng trong mắt chậm rãi lộ ra một tia quyết đoán hắn thử đi thẳng về phía trước cho đến khi nhích tới gần phía trước, mắt nhìn bậc thang cực lớn phía dưới, thân thể liền mạnh mẽ bước xuống. Nhưng ngay khi hắn bước xuống, khi thân thể rơi vào bậc thang thứ hai, uy áp đến từ nơi này lập tức trở nên mạnh hơn so với trước đây, và còn đang ẩm ẩm tăng lên. Thân thể hứa thanh lần nữa run rẩy, ít hầu ngòn ngọt, ngọt, một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt vô cùng trắng bệch, thân thể lay động, hắn lập tức khoanh chân ngồi xuống điều tức một phen. Điều tức cả buổi hắn mới cảm thấy khôi phục, hắn tiếp tục nghiến răng đi thẳng về phía trước, từng bước khó khăn, thân thể nổ vang, thất khiếu cũng chảy máu, xương cốt hình như cũng đang vỡ vụn tán loạn. Cho đến khi hắn miễn cưỡng đi tới gần mép của bậc thang thứ hai, thân thể của hắn cũng đã đạt đến cực hạn có thể thừa nhận, giờ phút này mọi thứ trước mắt hắn đều có chút mơ hồ. Hứa thanh rất rõ ràng, mình không thể tiếp tục nữa, hắn có một dự cảm mãnh liệt, nếu hắn bước xuống bậc thang thứ ba, vậy thì sẽ có thứ rất sợ đáng sợ xuất hiện. Nhưng hắn ngẩng đầu gắt gao nhìn chằm chằm ngọn mệnh đang nho nhỏ kia, hắn thật sự không cam lòng cứ rời khỏi như vậy, vì vậy hắn cúi đầu, nhìn mặt đất dưới chân mình. Ánh sáng ở nơi này được truyền đến từ phía trước, khiến cho cái bóng của hắn mơ hồ được chiếu ra ở phía sau. Hứa thanh quay lại, đưa mắt nhìn cái bóng của mình, hai mắt nheo lại, bỗng nhiên mở miệng nói. Tỉnh lại, không phải là người thích tắt đèn hay sao, đi tắt ngọn đèn kia cho ta. Trong lúc nói lời này, hứa thanh lập tức bắt đầu điều khiển cái bóng, cái bóng liền bắt đầu vặn vẹo, giống như không cam lòng, chậm rãi từ phía sau trườn tới mặt đất dưới chân hắn sau đó lại trôi về phía trước dưới tia sáng chiếu rọi cái bóng không rõ ràng lan tràn về phía trước chỉ có hứa thanh có thể cảm thụ sự tồn tại của cái bóng vì vậy trong sự khống chế của hắn cái bóng đã rơi vào cái bậc thang thứ ba không có bất kỳ dấu hiệu không ổn nào truyền đến một tia sáng lóe lên trong mắt hứa thanh hắn tiếp tục điều khiển cái bóng đi tiếp cho đến khi đi tới bậc thang thứ tư bậc thang thứ năm cuối cùng dưới sự khống chế của hắn cái bóng đi qua toàn bộ bậc thang, đi thẳng đến trên tế đàn rồi tiếp tục đi về phía trước, hướng về ba pho tượng thần ở trong biển xương cốt. Đến cùng cái bóng có thể dài bao nhiêu, điểm này hứa thanh cũng không có đáp án. Nhưng hắn có thể cảm nhận được, càng điều khiển cái bóng đi xa, lại càng cần lực khống chế lớn hơn, đồng thời hình như cái bóng cũng càng không ổn định, và lại trình độ khó khăn cũng tăng lên tương tự. Nhất là khi sắp tiếp cận ba pho tượng thần ở trong biển xương, cảm giác không ổn định của cái bóng càng ngày càng mãnh liệt, phản hồi đến trong lòng hứa thanh, không cách nào tiếp tục tiến lên phía trước nữa. Trong mắt hứa thanh tràn ngập tơ máu, nhìn mệnh đăng một chút, lại cảm thụ cái bóng một chút, không có biện pháp nào khác, hắn dứt khoát khiến khối thủy tinh màu tím lập lè, tràn ra một cỗ lực lượng chân áp, thử chân áp một chút nhìn xem cái bóng có thể càng dài ra thêm một chút hay không. Cái này là phương pháp khi không có cách nào xử lý nữa, nhưng ngay khi lực lượng chân áp hình thành, không đợi hắn hạ xuống, cái bóng vốn có chút không ổn định bóng đột nhiên chấn động, dường như nhận được thêm sức mạnh vậy, đột nhiên lại dài ra một mảng lớn, trực tiếp liền tràn tới trên người của tượng thần khổng lồ, chỉ thiếu một chút khoảng cách nữa là có thể tiến đến đầu rắn đang ngậm mệnh đăng, chỉ cách một chút nữa mà thôi. Nhưng lần này nó thật sự đã đến cực hạn, hứa thanh từ bên trên có thể cảm giác nó đang rõ ràng run rẩy, xuất hiện dấu hiệu giống như bị xé rách. chương 297, hứa thanh cũng điên rồi. 3. Dù là hứa thanh cố gắng dùng khối thủy tinh màu tím chân áp mạnh hơn, nó vẫn không cách nào tiếp tục tiến lên phía trước, thậm chí có dấu hiệu muốn rút lui, dường như không chịu nổi nữa. Việc này khiến cho hô hấp của hứa thanh trở nên rồn rập, nhưng hắn không tin được cái bóng, không biết đối phương bây giờ có phải là cố ý hay không, hay là thật sự không làm được, vì vậy hắn nhìn chầm chầm cái bóng, trầm giọng mở miệng. Nếu như lần này không cầm được cái đèn kia, như vậy sau khi rời khỏi đây, cho dù ta chết, trước khi ta chết cũng phải trấn áp ngươi một nghìn lần, đến khi giết chết được ngươi mới thôi hứa thanh rất bình tĩnh nói ra lời này lời này giống như chứa lực sát thương cực hạn đối với cái bóng vậy vì thế cái bóng rõ ràng run rẩy điên cuồng muốn tràn ra thêm về phía trước nhưng hiển nhiên là nó thật sự không làm được dấu hiệu bị xé rách càng ngày càng mãnh liệt hơn nữa hứa thanh cảm thụ một màn này lúc này đáy lòng hắn mới thực sự tin tưởng vì vậy trong mắt hắn rất nhanh lộ ra vẻ quyết đoán hắn lấy ra phù bảo lại lấy ra pháp chu triển khai toàn bộ lớp phòng hộ thân thể cũng đi lên trên pháp chu xuất ra rất nhiều linh thạch đặt ở lỗ khảm trên trận pháp khiến cho lực lượng phòng hộ càng thêm hùng hậu tiếp đó hắn thở sâu một cái không trần chờ chút nào chợt điều khiển pháp chu bay về phía trước một bước xuất hiện ở bên trên chiếc bậc thang thứ ba ngay khi thân ảnh của hắn theo pháp chu tiến gần về phía trước cái bóng trong trước mắt cũng theo hắn di động tràn ra thêm một bước về phía trước trực tiếp liền đụng tới mệnh đăng trong miệng rắn hung hăng nắm về phía mệnh đăng cũng không đợi hứa thanh xem xét xem có thành công hay không theo pháp chu tới gần một cỗ uy áp vượt qua lúc trước quá nhiều, một tiếng nổ vang ngập trời trực tiếp bộc phát ra ngay khi hắn tiến tới phía trước, tiếng nổ vang này siêu việt cả tiếng sấm sét, uy áp tạo thành lực lượng bài sơn đảo hải, lập tức đập vào mặt Hứa Thanh. Thứ đầu tiên không chịu nổi là pháp chu, phía trước pháp chu ầm ầm sụp xuống, tầng phòng hộ thứ nhất do cánh buồm tạo thành trực tiếp liền vỡ ra, toàn bộ pháp chu bỗng nhiên cuốn ngược lại phía sau. Sau đó là tầng phòng hộ thứ hai, tương tự như lớp phía trước, cũng lập tức nổ tung, dù có rất nhiều linh thạch ra sức trợ lực cũng không cách nào tu bổ mà trực tiếp tan vỡ, mà pháp chu lại càng cuốn ngược lại nhanh hơn. Tiếp theo là đầu thuyền, thần tính trên da hải thích tản ra, nhưng vẫn không có cách nào hóa giải như trước, đầu thuyền lập tức chia năm xẻ bảy, sau đó là nửa thân thuyền phía trước cũng đồng dạng như vậy. Toàn bộ pháp chu trong chốc lát liền trở nên thê thảm vô cùng, đồng thời, cỗ lực lượng này cũng đã rơi vào trên lớp phòng hộ bằng phù bảo của hứa thanh. Lớp phòng hộ đang điên cuồng ngăn cản, những văn tự phía trên phù bảo lập tức ảm đạm nháy mắt sau liền biến mất dư lực ầm ầm cuốn tới trực tiếp rơi vào trên người hứa thanh toàn thân hứa thanh chấn động mãnh liệt hắn giống như bị một ngọn núi đập trúng vậy thân thể nổ vang phun ra một ngụm máu lớn xương cốt cao thấp toàn thân vỡ vụn không ít máu thịt trực tiếp mơ hồ mà pháp chu của hắn trong thời khắc này rốt cuộc đã rút lui đến cực hạn theo tia sáng bốn phía lập lòe trong tòa thần miếu ở thế giới dưới biển của đảo câu anh bên cạnh bích họa hứa thanh và pháp chu tàn phá của hắn đột nhiên bị hắt văng ra từ bên trong bích hỏa. Lực lượng trục xuất cực lớn, khiến cho hứa thanh và pháp chu hung hăng đâm vào trên một vách tường khác, vách tường lập tức tan vỡ, pháp chu bị ném bay ra bên ngoài, trên mặt đất liền có một vết lõm kéo dài 100 trường. Hứa thanh ở bên trên đang phun ra từng ngụm từng ngụm máu tươi, tương tự lắc lư theo pháp chu, cũng bị hất ra ngoài 100 trường, khắp toàn thân xuất hiện tình trạng máu thịt mơ hồ. Lộ ra cả xương cốt, thậm chí rất nhiều chỗ xương cốt cũng đều đã lòi ra trên bụng của hắn còn có một đạo vết thương cực lớn xuyên thấu qua cả người về phần áo bào thì càng chỉ còn lại có non nửa tình trạng thê thảm tột cùng máu tươi tuôn ra rất nhiều phút chốc liền tràn ngập bốn phía đồng thời hứa thanh cũng cảm thấy mọi vật trước mắt đang nhanh chóng mơ hồ thương thế nặng nhất trước đó chưa từng có nhưng tay phải của hắn giờ phút này vẫn gắt gao bắt nắm lấy một vật phẩm đó là ngọn mệnh đang ở trong thế giới bức tranh bị cái bóng túm lấy cầm về không thể hôn mê trước mắt nhanh chóng trở nên mơ hồ hứa thanh hung hăng cắn đầu lưỡi một cái, chợt mở mắt ra, vùng vẫy lấy ra rất nhiều đan dược từ trong túi chữ vật, hắn cũng không kịp đi ăn, trực tiếp liền đặt lên trên miệng vết thương, cũng lập tức tản phấn độc tràn ngập bốn phía, cảnh giác khả năng ở bốn phía sẽ có nguy hiểm tới. Hắn cũng không kịp đi quan sát tìm hiểu ngọn mệnh đăng vừa lấy được, trước tiên hắn liền nhanh chóng thu hồi nó lại, để vào trong túi chữ vật dạng hạt châu thu được của lão tổ kim cương tông. Sau đó hắn vẫn lo lắng, lại đặt túi chữ vật hạt châu ở trong một cái túi chữ vật khác, lại vẫn cảm thấy không ổn thỏa, cho nên lại lấy cái túi chữ vật này để vào trong một cái túi chữ vật khác. Nhiều tầng như vậy, khiến cho khí thức của mệnh đang dưới vô số tầng ngăn cách không tràn ra chút nào nữa. Mặt khác, Pháp Chu tàn phá còn lưu lại một chút thần tính, hứa thanh không kịp đau lòng, lập tức điều khiển Pháp Chu khiến cho thần tính tản ra, hóa thành màn phòng hộ bao phủ chung quanh hắn. Làm xong những thứ này, hứa thanh lại phun ra một ngụm máu tươi, cảm giác suy yếu mãnh liệt làm cho hắn tựa như cảm nhận được tử vong đang triệu hoán, thủy tinh màu tím trong cơ thể đang tràn ra vô số ánh sáng tím, không ngừng chảy xuôi toàn thân của hắn. Nhưng cảm giác đau đớn kịch liệt từ toàn thân truyền tới vẫn khiến cho hứa thanh không nhịn được rên rỉ một tiếng, sau đó gắt gao nghiến chặt răng để cho mình không hôn mê đi, chờ đợi thủy tinh màu tím khôi phục trong sự dày vò. chương 298, đáng giá. Một, thương thế lần này vô cùng nghiêm trọng, đối với hứa thanh mà nói, đây là lần trọng thương nặng nhất từ trước tới giờ của hắn. Dù là đã dùng hai tầng phòng hộ của Pháp Chu, hơn nữa còn dùng thần tính để đối kháng, lại đã lấy đầu thuyền ngăn cản. Thậm chí hắn còn hao phí rất nhiều phù bảo, còn có lực lượng tu vi ngưng khí đại viên mãn của bản thân, tất cả cộng lại mới miễn cưỡng chống cự. Nhưng cho dù như vậy, hắn cũng đã gần như ném đi nửa cái mạng của mình, lướt ngang ranh giới giữa sự sống và cái chết. Dù có khối thủy tinh màu tím khôi phục, nhưng hứa Thanh cảm thấy thương thế lần này muốn khỏi hẳn cũng vẫn cần phải tốn một ít thời gian, đồng thời cảm giác sống sót sau đại nạn cũng trào dâng mãnh liệt trong đáy lòng của hắn. Hứa Thanh cảm thấy nếu như vừa rồi mình chỉ hơi thiếu đi một vài lớp phòng hộ thôi, sợ là giờ phút này hắn cũng đã chết thật rồi. Nhưng, đáng giá, Hứa Thanh nghiến răng thừa nhận từng cơn đau nhức kịch liệt từ trên thân thể truyền lại, bắt đầu kiểm tra lại tiêu hao của mình. Phù bảo là thứ nhất, trọng yếu hơn chính là pháp chú hắn vất vả khổ cực tích lũy tiền để chế tạo, giờ phút này thần tính còn lưu trên đó đã còn cực ít. Và lại nửa cái thân thuyền cũng đã tan vỡ giải thể hết rồi, có thể nghĩ đến khi trở về sẽ phải trả phí tổn chữa trị cực kỳ kinh người nhưng dù là như thế đáy lòng hứa thanh vẫn thấy vô cùng phấn khởi như trước cảm thấy rất đáng giá bởi vì lợi nhuận hắn thu được càng có giá trị lớn hơn nhiều hơn nữa linh thức đăng hàng phục chế cũng vẫn còn khó trách đội trưởng lại đi liều mạng như vậy hóa ra một khi thành công lại có được thu hoạch kinh người đến thế hứa thanh nghĩ tới đội trưởng nhưng hắn cảm thấy đây không phải là một thói quen tốt một ngày nào đó cũng sẽ tự giết chết chính mình giờ phút này hứa thanh thở sâu một cái đè xuống phấn khởi và kích động trong lòng, miễn cưỡng vận hành tu vi, thử khiến cho thủy tinh màu tím khôi phục thương thế nhanh hơn. Dẫu sao bây giờ hắn cũng không cách nào di chuyển, ngồi lâu ở nơi đây nhất định rất nguy hiểm. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, rất nhanh đã trôi qua nửa canh giờ. Lúc này, cách nơi chứa thương của hứa thanh một khoảng, vẫn là ở trong khu thần miếu như trước, nhưng là ở một khu vực cách hứa thanh khá xa, mặt đất chỗ đó có dấu vết bị người đào móc, bên dưới có một cái động đất, trong động cất giấu một pho tượng thần bị máu thịt bao phủ trương tam thì ngồi ở một bên cảnh giác nhìn ra cửa vào động đất bên ngoài cửa vào đã được gã bố trí rất nhiều đồ vật tự bạo một lần bốn phía còn có rậm rạp chất độc lượn quanh khiến cho nơi đây từng bước từng bước tràn ngập nguy cơ muốn giết vào bên trong thì cực kỳ khó khăn lúc ra ngoài cũng cần phải cẩn thận đặc biệt phải đi đúng con đường riêng mà gã lưu lại từ trước mới có thể đi ra nhưng trương tam vẫn có chút không yên lòng về những thứ không biết trước này gã còn tản ra những sợi tơ của mình khiến cho chúng nó tràn ngập ở khắp bốn phía trong động đất, đồng thời chú ý cẩn thận, gã cũng thi thoảng quay lại nhìn pho tượng thần, không ngừng thở dài. Đội trưởng ơi là đội trưởng, người sẽ không thật sự chơi chết chính mình ở bên trong rồi đó chứ. Người cần gì phải làm như vậy chứ, đang tốt lành tại sao lại lấy cái mạng nhỏ của mình đi chơi hả, người ở tông môn chơi cùng các sư tỷ sư muội không vui hơn sao. Đó chính là câu anh đấy, mặc dù không phải là thần linh thật sự nhưng cũng là tồn tại thần thánh kinh khủng, cả nhân ngư tộc có ai lớn hơn nó đâu, có lẽ ngoại trừ tồn tại không rõ như di ách, sẽ không có ai kinh khủng hơn nó cả. Người cũng đừng chết nha, người mà chết thì sự đầu tư những năm này của ta liền coi như mất không hết rồi. Trương Tam thở ngắn thở dài, gã cũng đã phòng thủ nơi này gần hai canh giờ, đáy lòng cảm thấy xác suất mà đội trưởng chết là rất lớn. Giờ phút này gã lắc đầu bất đắc dĩ, quyết định đợi thêm một nén nhang, nếu như đội trưởng vẫn còn chưa đi ra, như vậy thì gã cũng thật sự không có biện pháp, không tiếp tục chờ ở đây nữa vì vậy gã nhìn qua chung quanh, đang cân nhắc xem trước khi đi có nên gọt một miếng của khối thịt máu trước mắt này để lưu lại làm cái kỷ niệm hay không. Đang lúc nghĩ ngợi, đột nhiên khối thịt máu bao quanh tượng thần kia chấn động kịch liệt, bên trong truyền ra từng trận gào thét khiến cho tâm thần Trương Tam run rẩy. Thần sắc Trương Tam biến đổi, lập tức rút lui, nhanh chóng thu hồi sợi tơ từ bốn phía, bao phủ lấy khối thịt đằng trước. Cùng lúc đó, theo từng cơn chấn động, khe hở trên khối thịt nhanh chóng co rút lại, lúc to lúc nhỏ tựa hồ như đang hô hấp, âm thanh gào thét từ bên trong theo khe hở khép mở truyền cũng càng lúc càng rõ ràng. Phảng phất như có thứ kinh khủng gì đó đang điên cuồng tới gần thông đạo bằng khối máu thịt này vậy. Một màn này khiến cho Trương Tam trở nên hoảng sợ, lần nữa rút lui, cho đến khi rút lui ra tới cửa ra, gã đã làm xong chuẩn bị nếu hơi có chút không ổn liền lập tức chạy trốn. Không lâu sau, trong sự căng thẳng của Trương Tam, một cánh tay tràn ngập máu tươi đột nhiên rũi ra từ bên trong khe hở của khối thịt, trên cái tay này chỉ còn lại ba ngón tay, cũng không còn bao nhiêu thịt, chỉ thừa lại một chút thịt nho nhỏ, lộ ra từng khúc xương cốt rõ ràng. Giờ phút này, sau khi cánh tay duỗi ra liền chảo một chảo về phía ngoài khối thịt, mượn lực bò ra ngoài khe hở, rất nhanh, gần nửa người đội trưởng liền chui ra từ trong khe hở máu thịt này. Tóc của y đã không còn, cả đầu đều là máu tươi, trên mặt cũng có không ít máu thịt bị ăn mòn, phần lớn bộ phận lộ ra đều máu thịt mơ hồ, thoạt nhìn không giống như là người. Mà thân thể cũng dập dạp vô số miệng vết thương càng nhìn càng thấy mà giật mình vài đạo sâu nhất tựa hồ như đã xuyên thấu thân hình của y vậy nhưng tay phải của y lại đang nắm thật chặt một khối thịt màu vàng đang đang ngọ nguậy bên trên nó còn mang theo chấn động kinh khủng thần tính kinh người cũng từ bên trong máu thịt tràn ra đây chính là máu thịt của câu anh sự xuất hiện của nó lập tức liền khiến cho bốn phía vặn vẹo phảng phất có vô số tiếng gào thét thê lương vang vọng khiến cho trong đầu trương tam lập tức vang lên âm thanh vù vù thất khiếu chảy máu thân thể cũng không đứng vững Kéo giúp ta một tay đi này." Đội trưởng Phảng Phất là đã dùng toàn bộ khí lực của thân thể để bò vào khe hở rồi, giờ phút này trong thần sắc mang theo vẻ gấp gáp, nhanh chóng mở miệng gọi Trương Tam. Trương Tam miễn cưỡng ra tay, phất tay điều khiển sợi tơ bốn phía quấn quanh người đội trưởng, kéo mạnh một cái, nửa thân hình của đội trưởng liền trực tiếp chui ra khỏi khe hở, rớt xuống dưới đất. Nửa người dưới của y đã không còn, chỉ còn có nửa người trên, mà nửa trên cũng máu thịt mơ hồ, thoạt nhìn vô cùng thê thảm chương 299, đáng giá. hai Nhanh ra tay đồng loạt, đánh nát cánh cửa bằng máu thịt này, đằng sau có cái gì đó đuổi theo. Sau khi được kéo ra, đội trưởng lập tức hô to, bấm niệm pháp quyết chỉ một ngón tay về cánh cửa bằng máu thịt ở phía sau lưng. Trương Tam biết rõ lúc này là thời khắc nguy cơ, nghiến răng ra tay, bốn phía lập tức có chấn động pháp thuật mãnh liệt, lực lượng của cả hai người đồng loạt ầm ầm đánh vào trên cánh cửa bằng máu thịt, khiến cho cánh cửa bằng máu thịt lập tức tan vỡ, chia năm xẻ bảy. Bên trong mơ hồ có một tia phẫn nộ truyền ra, chỉ vẻn vẹn truyền ra một tia, nhưng đã khiến cho toàn bộ người của Trương Tam chấn động mãnh liệt, phun ra mấy ngụm máu tươi, trong lúc thân thể lùi lại liền truyền từng âm thanh rắc rắc, chỉ ít có hơn 40 khối ngọc giản đã tan vỡ để hóa giải lực lượng của một tia này, nhưng vẫn khiến cho gã dính phải tổn thương và ngã xuống đất. Giờ phút này gã lập tức vùng vẫy lấy ra đan dược nuốt vào, sau đó sắc mặt mới từ trắng bệch hiện ra một tia huyết sắc. Đội trưởng cũng phun máu tươi ra, một nửa thân thể bị cuốn bay rơi vào một bên, nhưng tay phải của y vẫn nắm chặt khối máu thịt của cậu anh như cũ, trong thần sắc lộ ra một tia phấn khởi, cười ha hả. Ai có thể so với ta chứ? Kể từ khi ta biết lần thi đấu này sẽ đánh với nhân ngư đảo, ta đã bắt đầu mưu đồ việc này rồi, rốt cuộc cũng để cho ta lấy được máu thịt của loại tồn tại thần thánh này, phát 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 tài lớn, lần này hoàn toàn phát tài rồi. Đội trưởng hưng phấn vô cùng, trong lúc cười to bỗng tác động đến thương thế trên người, đau đến nhe răng trợn mắt vội vàng thu hồi máu thịt của câu anh lại. "Đáng giá không? Nửa người của ngươi cũng đã không còn rồi." Trương Tam cười khổ nhìn đội trưởng, "Đáng giá? Một nửa thân thể mà thôi, ta chuyên môn tu luyện bí pháp khôi phục thân thể, phối hợp cùng một chút đại dược của tông môn, mấy tháng sẽ lại mọc ra mà thôi, hơn nữa, ta có máu thịt của câu anh, dung nhập luyện hóa thần tính của nó vào trong cơ thể, sẽ có thể khôi phục nhanh hơn nữa." Nói đến đây, đội trưởng hưng phấn nhìn chung quanh, "Đội phó của ta đâu?" Ngươi kêu thủ hộ nơi này một nén nhang, cũng đã sắp hai canh giờ rồi, sau khi hứa sư đệ thủ hộ ở nơi này hai nén nhang, thấy ngươi vẫn chưa về, hắn có việc khác cần làm cho nên đã nhanh chóng rời đi, trước khi đi cũng lưu lại cho ta rất nhiều phấn độc. Trương Tam vừa ăn đan dược, vừa mở miệng, "Không sao, ta cũng không ngờ sẽ đi lâu như vậy, xém chút nữa đã không về được." Đội trưởng nói xong, lấy ra một quả táo từ trên thân trên, há miệng bắt đầu ăn, vừa muốn tiếp tục nói chuyện nhưng vào lúc này đại điện liền vang lên một tiếng nổ lớn. Toàn bộ đảo câu anh trong một cái chớp mắt liền chấn động mãnh liệt, tựa như đất sung núi chuyển vậy, đưa ánh mắt nhìn qua có thể thấy hết thảy các kiến trúc đang lập tức sụp xuống, từng sợi hắc khí từ trong những kiến trúc sụp xuống hiện lên, cũng từ bên trong hải tảo bay lên, từ bên trong hải quỳ chui ra. Toàn bộ thế giới đáy biển vào trong thời khắc này, cùng với toàn bộ vật phẩm cũng đều nhanh chóng bốc lên rất nhiều hắc khí, những hắc khí này nhanh chóng hội tụ, hóa thành từng phiến khói đen ầm ầm khuếch tán về bát phương, như muốn tràn ngập toàn bộ thế giới dưới đáy biển vậy. Trong đó ẩn chứa dị chất nồng đậm, có thể ăn mòn hết thảy, đồng thời giống như cũng có ẩn chứa thứ quỷ quái gì đó, nó khiến cho toàn bộ thi thể tàn phế tử vong trong thế giới dưới đáy biển vào thời khắc này đều bắt đầu chuyển động. Phảng phất như đang phục sinh vậy, và lại theo hắc khí không ngừng hình thành, phạm vi khói đen cũng càng lúc càng lớn, trong lúc cuộn mình tản ra bao phủ khắp bát phương, khiến cho thần sắc của toàn bộ đệ tử thất huyết đồng ở thế giới dưới biển của đảo câu anh lập tức biến hóa, giờ phút này mọi người đều lập tức bay nhanh, chạy vội về phía cửa ra. Đại địa rung động lắc lư tựa như địa long chờ mình, khiến cho một nửa thân thể của đội trưởng cũng bị lắc nảy lên. Quả táo trong miệng cũng xém chút nữa không cắn chúng, thân sắc của y cũng lập tức biến đổi, nhanh chóng bỏ tới trên lưng trương tam. Cái này là đòn sát thủ cuối cùng của nhân ngư tộc, ta ra chậm mất rồi, nhanh, chúng ta phải nhanh chóng chạy tới cửa ra rồi đi ra ngoài. Sắc mặt trương tam biến hóa, trong khi sương mù hiện lên ở bốn phía, nhanh chóng chạy như điên, lao thẳng đến phía cửa ra của thế giới dưới biển. Cùng lúc đó, ở trong một khu thần miếu khác, Hứa Thanh đang mượn nhờ thủy tinh màu tím khiến cho bản thân khôi phục một chút cũng nhanh chóng mở mắt ra, hắn cảm nhận được đại địa nổ vang, cũng nhìn thấy khói đen từ xa xa đang cuồn cuộn bay tới khắp nơi, đôi mắt co rụt lại. Không chút do dự, Hứa Thanh vùng vẫy nhảy lên, thu hồi pháp chu không cách nào phi hành, nghiến răng chạy thật nhanh về phía trước, mà ngay khi hắn rời khỏi không lâu, bốn phía lập tức có khói đen bao phủ đến. Tràn Ngập địa phương hắn chữa thương lúc trước, đồng thời cũng xâm nhập vào tòa thần miếu đổ nát trước đó hứa thanh đi vào. Chỉ là bên trong tràn ngập sương mù nên không ai có thể thấy, bức tranh trên bức tường tràn ngập lỗ hổng của tòa thần miếu đổ nát đang không ngừng lập loè, giống như muốn hình thành lại, nhưng cuối cùng vẫn là thất bại. Duy chỉ có khi tấm hình trên bức tường hiện ra, một khắc khi tấm hình tàn lụi rồi chậm rãi phong hóa, toàn thân hoàng của nhân ngư tộc bên trong tấm hình đã tiêu tan. Giờ phút này khi toàn bộ tu sĩ thất huyết đồng ở dưới đáy biển đều đang chạy như điên về phía khu vực cửa ra, khu vực bên ngoài cũng xuất hiện biến cố tương tự. Không chỉ có đảo Câu Anh xuất hiện khói đen, đảo Y Mỹ Kỳ cùng với đảo U Tàng, còn có đảo Di Ách, đều cùng lúc bộc phát ra loại sương mù có thể thôn vệ hết thảy này. Từ xa nhìn lại, rất nhiều khói đen đang từ khắp nơi trên bốn hòn đảo bay lên, tràn ngập bát phương, phản phất cái này chính là thủ đoạn cuối cùng của nhân ngư tộc vậy. Trên bầu trời, thất ra ở trên đại dực cũng cúi đầu nhìn về phía đảo nhân ngư tộc bị lồng trận pháp bao trùm, tuy bên trên có trận pháp che khuất ánh mắt, nhưng lão vẫn là có thể cảm nhận được biến hóa xuất hiện trong đó. Chỉ là biến hóa này chẳng những không khiến cho thần sắc của lão ngưng trọng lại, ngược lại còn khiến lão nở nụ cười đối với lão tổ nhân ngư tộc ở một bên. Không tệ, rốt cuộc cũng đã có một chút thủ đoạn dùng được, trước đó ta còn đang suy nghĩ, lần thí luyện lần này hình như rất đơn giản với đám sói con kia. Nơi đây có chỗ nào gọi là thí luyện đâu hả, đây rõ ràng là đang tặng tài nguyên cho bọn chúng thôi, cũng may cuối cùng ngươi cũng không chịu thua kém, tạo cho bọn chúng thêm một chút khó khăn, để cho đám sói con âm hiểm này không còn thong dong như vậy nữa. chương 300, ba người tụ họp một trong thế giới dưới đáy biển của đảo câu anh, hứa thanh khẽ chuyển động thân thể, cảm giác đau nhức kịch liệt lập tức ập tới, miệng vết thương chỗ hai chân hai tay và ở bụng đang thoáng khép lại thì vào thời khắc này bỗng nhiên lại bị xé rách ra, máu tươi lại tràn ra một lần nữa, nhuộm đỏ chiếc đạo bào rách nát của hắn mặc dù ngoài thân thể của hắn có lớp linh năng phòng hộ khiến cho nước biển sẽ không đụng vào được miệng vết thương nhưng đau đớn trong khi di chuyển vẫn càng ngày càng mãnh liệt như cũ thương thế lần này của hứa thanh quá nặng coi như là thủy tinh màu tím cũng không cách nào khiến cho hắn có thể khỏi thật nhanh được giờ phút này sương mù ở bốn phía đang cuồn cuộn bay tới nuốt hết bốn phương hứa thanh có thể không thèm để ý tới dị chất ẩn chứa trong đó nhưng hắn có thể cảm nhận được trong sương mù còn có thi độc nồng đậm hắn cảm thấy lấy trạng thái bây giờ của mình mà gặp phải thi độc cũng có thể sử dụng thủy tinh màu tím phân ra một bộ phận lực lượng để dọn dẹp nhưng như vậy sẽ bất lợi với việc chữa trị thương thế mặt khác hắn cũng nhìn thấy bên trong sương mù có một chút thi thể rõ ràng phục sinh sống lại bò lên từ dưới mặt đất trong miệng còn truyền ra tiếng gào thét giống như dã thú lại còn có thể chạy nhanh trong sương mù một khi bị sương mù bao phủ nhất định sẽ gặp phải nguy cơ sinh tử phải mau chóng rời khỏi nơi đây đôi mắt hứa thanh co rút lại nghiến răng chịu đựng đau nhức kịch liệt bộc phát tốc độ cao nhất tăng tốc chạy nhanh về phía trước loại vận động mạnh mẽ này khiến cho sắc mặt của hắn càng thêm trắng bệch nhưng trước mắt thì hứa thanh không có biện pháp nào khác chỉ có thể miễn cưỡng bỏ qua cơn đau đớn ở giữa những đám sương mù tràn ngập chung quanh chạy thật nhanh về phía cửa ra thậm chí cũng dùng cả phi hành phù chỉ là thân thể của hắn bị trọng thương linh năng cũng gần như khô kiệt đồng thời còn nhất định phải giữ lại thủ đoạn phản kích khi đi vào hiểm địa cho nên hắn cũng chỉ có thể dùng phi hành phù không cách nào dựa vào tu vi để tăng nhanh tốc độ. Cứ như vậy, thời gian trôi qua một nén nhang sau, rốt cuộc hứa thanh chạy ra khỏi phạm vi của khu thần miếu. Phóng tầm mắt nhìn bốn phía, ngoại trừ một mảnh sương mù trống trải, duy có nơi xa chỗ mà sương mù không ngừng nuốt tới gần, còn mọi chỗ trong thần miếu, mọi kiến trúc san hô đều bị đám sương mù thôn vệ trong nháy mắt, những nơi đi qua, hết thảy đều bị phủ lên một màu đen. Nơi đây vốn là đã ít người, giờ phút này càng không nhìn thấy ai chỉ có trong sương mù truyền ra từng tiếng gào thét vang vọng tựa như yêu ma quỷ quái phục sinh vậy sắc mặt hứa thanh âm trầm hắn chú ý tới ngay cả đáy biển phía xa cũng là như thế hình như bên dưới còn có khói đen càng đậm hơn đang bốc lên khiến cho hứa thanh không thể tiến đến vì vậy hắn nhấc chân đạp mạnh vào mặt đất thân thể lại lần nữa lao ra phi hành phù lập lòe trên người tiếp tục bay nhanh nhưng hắn cách cửa ra quá xa cho nên khi hắn đi về phía trước một nén nhang theo sương mù bốn phía tràn ngập hắn không thể tránh khỏi bị đoàn sương mù bao phủ ở bên trong hầu như ngay khi sương mù bao phủ màn phòng hộ bằng linh năng của hứa thanh lập tức chấn động kịch liệt lớp phòng họ đang bị ăn mòn nhanh chóng mà tầm nhìn bốn phía trong thời khắc này cũng bị che lấp nghiêm trọng chỉ có tiếng thi thể gào thét từ bát phương càng lúc càng truyền đến gần sát cơ trong mắt hứa thanh lóe lên tay phải đột nhiên giơ lên que sắt màu đen xuất hiện nơi tay bỗng vụt qua một bên tiếng kêu hung tàn truyền đến ở khoảng cách gần đó là một thi thể vừa được phục sinh Khác với hải thi tộc, thi thể này khi còn sống là đệ tử thất huyết đồng, nhưng giờ phút này toàn thân đã biến thành màu đen, ánh mắt cũng là như vậy, dù cổ có bị que sắt đâm thủng, đầu rơi xuống, nhưng hai tay nó vẫn hung hăng đánh một chảo về phía hứa thanh. Tay trái hứa thanh bấm niệm pháp quyết, lập tức có một màn nước tràn ngập, mãnh liệt tản ra phía ngoài. Tiếng nổ vang lên, thi thể kia bị đánh ra ngoài hơn 10 trường. Hứa thanh không muốn tiếp tục đánh chết nó, giờ phút này bốn phía quanh hắn càng ngày càng vang lên nhiều tiếng gào thét, thần sắc hắn lộ ra một tia quyết đoán, tay trái bấm niệm pháp quyết, nhấn một cái về phía mặt đất, bên cạnh hắn lập tức có vô số giọt nước hình thành, trong chốc lát những giọt nước này liền hợp lại, hóa thành một con xà cảnh long. Ngay sau khi xuất hiện, con xà cảnh long liền mãnh liệt khuếch trương, trong chốc lát đã to hơn 100 trượng, sau khi bao phủ hứa thanh vào bên trong liền gầm nhẹ một tiếng, xà cảnh long mãnh liệt xông về phía trước. Những nơi nó đi qua, bất luận là thi thể nào ngăn cản, đều bị xà cảnh long trực tiếp đánh bay đây là đòn sát thủ cuối cùng của hứa thanh một khi xà cảnh long tan vỡ hắn muốn rời khỏi đây cũng sẽ vô cùng phiền phức cũng may tốc độ của xà cảnh long rất kinh người thân thể to lớn nhưng có đủ lực lượng lao tới mặc dù không ngừng bị ăn mòn thu nhỏ lại nhưng hứa thanh chứa đựng rất nhiều linh năng ở bên trong xà cảnh long điều này khiến cho xà cảnh long có thể chống đỡ được một hồi nó cấp tốc mang theo hứa thanh di chuyển ở bên trong sương mù cách cửa ra càng lúc càng gần trên đường đi hắn cũng gặp phải một chút đệ tử thất huyết đồng mỗi một người đều ra sức chạy như điên nhưng gặp nhau cũng đều bỏ qua chỉ là ngay khi hứa thanh sắp tiếp cận tới khu vực cửa ra bởi vì tu sĩ chết trận ở nơi đây quá nhiều cho nên không đợi tới gần hắn liền cảm nhận được phía trước chuyển đến vô số tiếng gào thét rất nhiều đệ tử thất huyết đồng đang chạy đến nơi đây biết không thể tránh khỏi bị thi chiều cơn sóng thi thể nơi đây ngăn trở sắc mặt hứa thanh âm trầm hai tay bấm niệm pháp quyết mạnh mẽ vung một chảo về phía trước xa cảnh long của hắn lập tức co rút lại nháy mắt tựa như trở nên héo rũ thân thể bỗng nhiên thu nhỏ lại linh năng ẩn chứa trong đó nhanh chóng tràn vào trong cơ thể hứa thanh khiến cho linh năng khô héo trong thân thể hứa thanh nhận được bổ sung chỉ bất quá làm như vậy sẽ khiến cho xà cảnh long nhanh chóng tiêu tán hơn nhưng giờ phút này hứa thanh cũng không lo được nhiều như thế theo thân ảnh xà cảnh long tan biến linh năng trong cơ thể hứa thanh trực tiếp khôi phục hơn phân nửa mặc dù thương thế trên thân thể vẫn nghiêm trọng như trước nhưng sức chiến đấu tổng thể của hắn cũng đã khôi phục một chút trong lúc bấm niệm pháp quyết, từng giọt nước hiện ra ở bốn phía chung quanh hứa thanh, sau đó trực tiếp xoay tròn chung quanh người hắn, thân thể hứa thanh bỗng nhiên lao ra, vọt thẳng vào thi chiều, lúc gặp phải thi thể cản trở, những giọt nước bên ngoài thân thể của hắn sẽ tuôn ra một chút, bao phủ đối phương và hất ra. Cứ như vậy, hứa thanh một đường bay đi, những nơi đi qua có vô số cỗ thi thể đều bị những giọt nước của hắn bao phủ, tạo thành từng quả bong bóng nước, không cách nào ảnh hưởng tới hắn. Cho đến một lát sau, rốt cuộc hứa thanh thấy được cửa ra, đang muốn nhảy lên. Nhưng vào lúc này, Hứa Thanh bỗng nhiên nghiêng đầu, hắn trông thấy có một đạo thân ảnh từ một phương hướng khác đang chạy như điên đến đây. Chương 301, ba người tụ họp hai. Vừa chạy, người này còn vừa ném từng cái cơ quan chỉ cần chạm là nổ tung về bốn phía, tiếng nổ vang vọng khắp nơi, đồng thời trên phần lưng của người này còn có một người, từ trên đó còn truyền ra một giọng nói quen thuộc. Trương Tam cố gắng lên, đúng rồi, chính là ném như vậy, nổ chết chúng nó, ai à da người ném không đúng chỗ rồi đáng lẽ người phải ném về bên đó chứ người đang chạy nhanh chính là trương tam còn người đang nói chuyện chính là đội trưởng trương tam chạy không kịp thở gã đang liều mạng chạy như điên mà đội trưởng được gã cõng sau lưng phảng phất như không thèm để ý tới hoàn cảnh nơi này vậy luôn miệng cười nói còn không ngừng bình phẩm câm miệng trương tam nổi giận quát ô trương tam tại sao ngươi lại dám nói như vậy với đội trưởng thuở ban đầu của ngươi đội trưởng bất mãn lấy ra một quả táo, cắn một cái. Người còn nói tiếp ta sẽ ném người ra rồi tự mình chạy. Tam ca, cố lên, thần sắc hứa thanh có chút cổ quái, đưa mắt nhìn Trương Tam đang cấp tốc tới gần cùng với trên lưng cõng đội trưởng không có nửa người dưới, đáy lòng hắn lần nữa có nhận thức mới về sự điên cuồng của đội trưởng. Cùng lúc đó Trương Tam cũng đã nhìn thấy hứa thanh, ánh mắt lập tức sáng ngời, nhanh chóng ném ra một sợi tơ xuyên thẳng đến, trực tiếp quấn ở trên người hứa thanh, mượn lực để mạnh mẽ nhảy lên, rất nhanh liền chạy tới gần nha, hứa đội phó, ngươi cũng làm ra chuyện gì lớn phải không, biến cả người thành như vậy, tại sao ngươi lại hư nhược như thế? Chẳng lẽ ngươi đi tầm cung của công chúa nhân ngư tộc, bị người ta ép khô hả? Đội trưởng cũng nhìn thấy hứa thanh, sau khi chú ý thấy hứa thanh thương thế đầy người cùng với chiếc đạo bào bị tàn phá thê thảm, ánh mắt y lập tức sáng lên. Còn có thể mọc lại không? Hứa thanh không trả lời y, mà quét mắt nhìn một nửa thân thể còn lại của y, bình tĩnh mở miệng. Không có vấn đề, cái này tính là cái gì đâu chứ, trở về ta liền có thể vui vẻ. Đội trưởng ngạo nghễ mở miệng, "Ừ, vậy khi nào quay lại ta sẽ tặng ngươi một cọng lông vũ." Hứa Thanh không gợn sóng nói, "Lông vũ, vì sao lại tặng cho ta lông vũ?" Đội trưởng sững sờ, "Các ngươi còn nói chuyện cái quái gì vậy? Trời ơi, đi mau đi." Trương Tam ở một bên đang vô cùng cấp bách, gã cảm thấy Hứa Thanh và đội trưởng đều là người biến thái, bây giờ nơi đây đã nguy hiểm như vậy rồi, mà rõ ràng hai người còn có hứng đứng nói chuyện tầm phào hứa thanh thu hồi ánh mắt nhìn nửa thân thể của đội trưởng nhoáng một cái phóng đi xa trương tam nhanh chóng ném ra sợi tơ quấn quanh người hắn mượn lực để chạy nhanh theo cứ như vậy hai người bọn họ và một nửa người chứ không đủ ba thân người nhanh chóng tới gần chỗ cửa ra trong nháy mắt tiến đến liền trực tiếp chui vào trong đó biến mất không thấy gì nữa cũng không lâu lắm khói đen ở bốn phía liền ầm ầm bao phủ nơi này toàn bộ thế giới dưới đáy biển đã hoàn toàn bị sương mù bao trùm nhưng màn sương mù cuồn cuộn này vẫn không có kết thúc theo hòn đảo trên mặt đất, theo thông đạo, theo tất cả mọi vị trí, nó vẫn đang tiếp tục bộc phát ra ngoài. Trong thông đạo đi xuống đáy biển, tốc độ chạy của Hứa Thanh cực nhanh, độc ở nơi đây đã tiêu tán không sai biệt lắm rồi, Hứa Thanh cũng không biết là chúng bị tản đi tự nhiên hay là đã xâm nhiễm đến địa phương khác. Sau thời gian nửa nén hương, thân thể của hắn liền phá vỡ mặt nước, oanh một tiếng, nhảy lên, một khắc phá mặt nước lên trên, phi hành phù trên người hắn cũng bộc phát toàn lực, hóa thành một đạo cầu vồng, bay thẳng lên phía trên. Trương Tam cũng là như thế, lấy ra phi hành phù theo sát phía sau, chỉ có giọng nói của đội trưởng vẫn mang theo vẻ kinh ngạc như trước, không ngừng truyền ra. Hứa Thanh, người nói tặng lông vũ cho ta là có ý gì? Hứa Thanh không nói chuyện, hứa đội phó, người còn thiếu nợ ta 8.000 linh thạch đấy, lông vũ là có ý gì vậy? Hứa Thanh vẫn không hề liếc mắt nhìn, giờ phút này trong lúc gào thét chạy ra khỏi thông đạo, ngay khi bước ra bên ngoài, hắn lập tức cảm nhận được cuồng phong đập vào mặt, liền nhìn qua bốn phía, thần sắc lập tức biến hóa. Trương Tam cũng là như vậy, sau khi lao ra chú ý tới bốn phía, cũng biến sắc tức thì. Giờ phút này bên ngoài đã trở lên đại loạn, cuồng phong gào thét khắp nơi, từng đạo sương mù màu đen đang xoay tròn ngược dòng bắn thẳng lên, tiếp nối một chỗ cùng trận pháp trên bầu trời, tựa như vòi rồng hút nước vậy, thả mắt nhìn tới thì có trọn vẹn tám cái vòi rồng, mỗi một hòn đảo đều có hai cái. Khắp mặt đất còn có vô số hắc khí hóa thành sợi tơ, không ngừng dung nhập vào tám vòi rồng sương mù, Bọn chúng giống như đang hút nước vậy, khiến cho chúng nó càng ngày càng kinh người, thậm chí lúc ba người Hứa Thanh nhìn lại, một cái vòi rồng xương mù cách bọn họ không xa kia đã bắt đầu biến đổi kịch liệt. Ở bên trên nó xuất hiện từng đoạn phân nhánh, những phân nhánh này rất nhanh hóa thành những đầu rắn, tổng cộng có 9 đầu, sau khi hình thành liền nhanh chóng cùng nhau phát ra tiếng gào thét đinh tai nhức óc về phía mặt đất. Tiếng gào thét này thật sự kinh thiên động địa, khiến cho mặt đất cũng phải rung động lắc lư. Trong đó phảng phất ẩn chứa rất nhiều dị chất và thi độc giờ phút này đang theo tiếng gào thét bay tới, mà lực lượng của nó cũng đang cấp tốc tăng lên, giống như đã phá vỡ trận pháp của thất huyết đồng, nháy mắt liền đạt đến sức mạnh của cảnh giới kết đan, thậm chí vẫn còn đang tăng lên thêm. Một màn này tạo thành rất nhiều áp lực, cũng khiến cho tâm thần hứa thanh rung động, hắn nhận ra con đại xà chín đầu này, con này chính là con đại xà chín đầu ở bên trong bức họa dưới đáy biển, là con rắn chín đầu quấn quanh trên thân vị thần linh khổng lồ. Đồng thời giờ phút này bảy vòi rồng khác cũng đều đang cuốn theo sương mù. Sau đó cũng lần lượt hóa thành hình dáng đại xà chín đầu, theo tiếng gào thét của chúng nó vang lên, dị chất khắp bốn hòn đảo của nhân ngư tộc liền trở nên vô cùng mãnh liệt. Vô luận là nhân ngư tộc còn sót lại hay là đệ tử thất huyết đồng, bây giờ đều bị dị chất xâm nhập. Vô số cỗ thi thể trong thời khắc này cũng mở mắt ra, nhao nhao phục sinh. Chương 302, sư huynh, ta là linh Nhi một. Bốn hòn đảo của nhân ngư tộc đã biến thành một mảnh đại loạn. Lúc này nơi đây không chỗ nào mà không có dị chất xâm nhập thì độc thì lan tràn ở khắp mọi phía. Từng tu sĩ nhân ngư tộc còn sót lại cũng đều hiện ra biểu cảm dữ tợn, so với trước kia thì càng hung tàn hơn, giống như đang có dự định đồng quy vô tận cùng đệ tử thất huyết đồng vậy. Nhưng, rất nhanh, tu sĩ nhân ngư tộc còn sống liền phát hiện chỗ không bình thường. Mặc dù khí thế của tám con đại xa ở trên bốn hòn đảo càng ngày càng mạnh, và lại dị chất cùng thi độc ở trên mặt đất càng ngày nồng đậm, còn có càng lúc càng nhiều những thi thể đang sống lại, nhưng rõ ràng phần lớn đệ tử của ngọn núi thứ bảy hình như đã có chuẩn bị từ sớm bọn họ trực tiếp lấy ra rất nhiều bạch đan sau đó ăn vào giống như ăn kẹo vậy còn có người lấy ra cả phù bảo chuyên môn ngăn cách dị chất trong một thời gian ngắn không chút đau lòng sử dụng biện pháp để đối phó thậm chí có một bộ phận bắt đầu đào hầm hình như lựa chọn ẩn núp tránh đi đợt thi chiều này ngạnh kháng dị chất cùng thi độc nhưng mà người làm như vậy phần lớn đều là hạng người mà tu vi bản thân không tầm thường Đồng thời có một chút đệ tử thất huyết đồng trực tiếp lấy ra pháp chu của riêng mình, trốn ở bên trong nhìn ra bên ngoài. Còn có một vài người lại lấy ra trận bàn để bố trí trận pháp, thậm chí còn hô hoán tới những đệ tử đồng tông khác, có thể dùng phí tổn nhất định để đi vào. Khoa trương nhất chính là ở trên đảo Y Mỹ Kỳ, có người rõ ràng không biết đã dùng phương pháp gì, vậy mà có thể khống chế được hơn 10 thi thể vần quanh thành một vòng, không ngừng phun ra nuốt vào dị chất cùng thi độc ở bốn phía, khiến cho đệ tử thất huyết đồng ở trong đó vô cùng nhẹ nhõm còn đưa ra giá cả để mời các đệ tử khác đến. Phải nói là đủ các loại phương pháp, vô số, thậm chí còn có một chút đệ tử thất huyết đồng lại dứt khoát chui vào bên trong thi chiều, đi tới để lục soát túi ra ở trên thi thể, bên trong cũng diễn ra vô số cảnh dụ dỗ phục kích thi thể, chỗ nào cũng có. Hình như bọn họ không thèm để ý chút nào tới tám con đại xà chín đầu ở phía trên kia, hay là nói, coi như tám con đại xà chín đầu này có kinh khủng hơn nữa, nhưng vẫn không cách nào ngăn cản ý niệm phát tài trong đầu của bọn họ cả rõ ràng đều cùng là sợ hãi nhưng có một loại hoặc là giết chết ta hoặc là đừng có tới ngăn cản ta đi lấy tài nguyên một màn này khiến cho đáy lòng của từng tên tu sĩ nhân ngư tộc đều hiện lên cảm giác vô lực nhưng rất nhanh bọn họ đã biết vì sao lại như thế rồi bởi vì trên bầu trời giờ phút này thất gia đang đứng trên đại dực nguyên bản vẫn còn xem náo nhiệt cảm thấy khó khăn lắm trận thí luyện mới trở nên thú vị nhưng trong nháy mắt tiếp theo khi lão nhìn thấy tám con đại xà chín đầu kia ánh mắt của lão liền phát sáng lên bỗng nhiên giơ tay lên hung hăng chúi xuống phái dưới, tám con rắn chín đầu lập tức liền có ba con phát ra tiếng kêu rên, thân thể ầm ầm tan vỡ, hóa thành khói đen lao ra khỏi trận pháp, nhanh chóng bị thất ra bắt tới chỗ của mình. Sau khi lão đưa tay về, trong thần xác hiện ra một chút vui mừng. Đồ chơi này rất thú vị, cùng lúc đó, 13 trưởng lão kết đan cũng đều động tâm, cùng nhau nhau ra tay, chỉ bất quá do có trận pháp tồn tại, cho nên khi bọn họ xuất thủ cũng sẽ bị trận pháp ảnh hưởng. Nhưng giờ phút này 13 người cùng phát lực xuống phía dưới, trên trận pháp lập tức liền dịn ra từng sợi hắc khí, bị bọn họ thu vào tay. Trên trăm chúc cơ ở một bên làm sao có thể ngồi nhìn, từng người đều triển khai thủ đoạn của riêng mình, có người thậm chí còn bay tới gần biên giới trận pháp, điên cuồng thu hắc khí. Mà dưới sự cướp đoạt của bọn họ, năm con đại xà còn lại trong trận pháp cũng giống như không còn sức lực nữa, khí tức giảm mạnh trong nháy mắt, một con trong đó còn trực tiếp bị hút khô, chỉ kịp phát ra một tiếng kêu rên liền lập tức tiêu tán bốn con còn lại cũng đang liên tục bị giảm bớt sức mạnh, bắt đầu từ kết đan, nhưng rất nhanh đã chỉ còn chút cơ sơ kỳ. Và lại vẫn không kết thúc, vẫn còn tiếp tục suy giảm, chỉ là tốc độ hơi chậm lại một chút. Lão tổ nhân ngư tộc nhìn hết một màn này, sau đó nhìn qua từng tu sĩ thất huyết đồng ở bốn phía, khi thấy trên mặt từng tên đều có vẻ hưng phấn, lúc này đáy lòng của lão đã hoàn toàn tuyệt vọng. Đường đường là thất huyết đồng, tông môn lớn như thế, nhưng từ khi tên trịnh khải dịch này trở thành phong chủ của ngọn núi thứ bảy, thay đổi rồi, tất cả đều đã thay đổi hết rồi. Cùng lúc đó, đệ tử của thất huyết đồng trên bốn đảo nhân ngư tộc cũng thấy một màn này, cũng có một chút người động tâm lao ra, cùng đồng tông liên thủ, vây giết đại xa. Trên đảo Câu Anh, Đinh Tiêu Hải với quản áo tàn phá nhưng khí thế của gã liền như một đảo cầu vồng, gã cũng là người thứ nhất lao thẳng đến đại xa ở ngoài thành xương cá, bên cạnh còn có ba vị đồng môn từ bốn phía vào tới, đồng loạt ra tay cùng gã. Chỉ bất quá mục đích của ba người kia là thu hắc khí, mà mục đích của đinh tiêu hải là đánh chết con đại sàn này tiếng nổ lập tức vang vọng hứa thanh cũng thấy được một màn này cũng nhìn thấy ba người đồng loạt ra tay cùng đinh tiêu hải mỗi một người đều không hề tầm thường bên trong còn có một thiếu nữ mặc đạo bào màu xám thiếu nữ này rất dễ hấp dẫn ánh mắt chú ý của người ngoài dáng người thiếu nữ này nhỏ nhắn xinh xắn nhưng lại vô cùng quyến rũ khuôn mặt giống như bông sen lông mày như liễu ánh mắt vô cùng câu dẫn nhân tâm so với hoa đào còn quyến rũ hơn mái tóc tinh lệ bay múa theo gió Bờ môi đỏ tươi hơi cong lên, xinh đẹp phi phàm. Đạo bào trên người nàng rất là rộng, nhưng lúc thân thể lắc lư vẫn có thể nhìn ra bộ ngực sung mãn cùng với bộ mông cong như trái đào, nhất là vòng eo nàng còn rất nhỏ, điều này càng khiến cho vóc dáng của nàng đặc biệt khiến người khác chú ý. Trương Tam nuốt ngụm nước miếng, nhưng uy áp đến từ đại xà khiến cho tâm thần gã phải rung động lắc lư, gã cảm thấy với thực lực của mình, sợ là bị một cái đầu rắn quét ngang thì không chết cũng phải tàn phế. Hứa Thanh đưa mắt nhìn qua, trong mắt không có bất kỳ gợn sóng nào, trọng điểm nhìn của hắn chính là con đại xà chín đầu kia, giờ phút này bộ dáng của con đại xà trước mặt này liền trùng lập với bộ dáng của con trong bích hỏa, việc này khiến cho hắn rất giật mình, đồng thời trong đáy lòng cũng lập tức dâng lên sự cảnh giác nồng đậm. Hắn bỗng lo lắng, nếu như con rắn này vẫn còn tồn tại, vậy thì phải chăng người khổng lồ nâng hai tòa đại thế giới ở trên bờ vai kia cũng sẽ xuất hiện. Chương 303, sư huynh, ta là linh nhi 2 mà giờ phút này bên đội trưởng cũng không hỏi hứa thanh về việc lông vũ nữa y nằm ở trên lưng trương tam ánh mắt trực tiếp nhìn về phía đại xà trong mắt lộ ra từng tia sáng mãnh liệt đây là đồ tốt nha nồng đậm dị chất hoạt hóa như vậy cái đồ chơi này chính là lợi khí của phụ nữ đó bây giờ nó đã bị trận pháp áp chế vô cùng thuận tiện để đi lên đánh đấy nếu như có thể lấy một chút mang đi bán cũng có thể phát tài bán thứ này liền có một đám người trên núi sẽ dùng tiền cướp mua thật sự là không ngờ nha tiểu tử đinh tiêu hải này bình thường thoạt nhìn nghiêm trang vậy mà dụng tâm cũng kín đáo đấy chứ biết rõ cái này là đồ tốt cho lập tức đi tới chém giết không được cái đồ chơi này ta cũng muốn trương tam chúng ta lên ra mặt trương tam co quắp một chút quay người chạy thật nhanh về phía ngược lại không hề quay đầu lại một bộ dáng vô luận như thế nào ta cũng sẽ không đi qua làm hành động tìm chết trương tam ngươi đừng sợ ngươi lên đi mà đây chính là thứ tốt thật đó rất đáng giá nếu không ta bỏ ngươi xuống Người tự mình bò lếch qua đi. Trương Tam trả lời một câu. Đội trưởng thở dài, lại quay đầu nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh, người sông lên nha, cái đồ chơi kia thật sự là đồ tốt. Hứa Thanh không thèm quan tâm, hắn đã lấy được trí bảo, hắn không muốn đi bốc lên bất kỳ nguy hiểm nào nữa. Giờ phút này ý niệm duy nhất trong đầu của hắn chính là cố gắng chờ đến khi thi đấu kết thúc, sau đó nhanh chóng rời khỏi nơi đây, trở về liền lập tức chúc cơ. Mắt thấy Hứa Thanh cũng không muốn đi, đội trưởng thở dài ra mười hơi. Gia sức ăn quả táo đã biến một nửa thành màu đen, nhìn qua đại xà rồi cắn một cái với vẻ mặt tiếc nuối, trên mặt lộ ra vẻ vô cùng đau lòng, tựa hồ là cảm thấy như người khác đang đoạt vật phẩm của y vậy. Đúng lúc này, trong bốn người đinh tiêu hải đang giao chiến xa xa cùng đại xà, trong lúc vị thiếu nữ thiên kiều bá mị kia đang linh hoạt chạy qua lại bên cạnh đại xà, hình như có chỗ phát hiện, bỗng nhiên quay đầu nhìn về vị trí ba người hứa thanh. Sau khi đôi mắt đẹp chú ý tới hứa thanh, ánh mắt thiếu nữ rõ ràng sáng lên một cái nhanh chóng gật đầu về phía hứa thanh, tựa như đang chào hỏi. Mắt thấy hứa thanh không hề chú ý tới mình, phi hành phù trên người thiếu nữ lập tức lập lè, vậy mà lại bỏ lại đầu đại xà mà bay thẳng đến chỗ hứa thanh. Tiếng giết truyền đến, hứa thanh lập tức cảnh giác ngẩng đầu, que sắt màu đen xuất hiện ở trong tay phải, nhìn chằm chằm vào thiếu nữ đang nhanh chóng tiếp cận mình, đồng thời cũng chuẩn bị sử dụng phấn độc. Bèo nước gặp nhau, cả hai đều không biết nhau, đối phương lại cấp tốc lao đến phía mình như thế, việc này để cho hứa thanh rất đề phòng. Trương Tam vừa thấy như thế, phát hiện Hứa Thanh đang muốn sử dụng độc, liền bị hù dọa nhanh chóng lùi ra một chút khoảng cách, đồng dạng nhìn về phía người đang lao tới. Đội trưởng thì hơi nheo mắt lại, cười nhạt một cái. "Sư huynh, chào ngươi." Phảng phất không phát hiện ra sự cảnh giác của Hứa Thanh, thiếu nữ này vẫn một đường vui vẻ chạy tới, giơ tay phải lên, vậy mà lấy ra một đoàn xương mù màu đen. Vật này chính là máu thịt của đại xà, bị thiếu nữ đặt ở trong một cái bình trong suốt. "Sư huynh" ta là linh nhi của tình báo ti, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề, nếu như ngươi nói với ta, ta sẽ đưa khối thịt này cho ngươi được không? Thiếu nữ vừa đến, thanh âm êm tai giống như chim sơn ca liền vang lên, nhưng hình như nàng không hiểu nhiều về việc quan sát thần sắc của người khác thì phải, không đợi hứa thanh mở miệng, nàng liền lập tức nói ra vấn đề của mình. Sư huynh, ngươi thích rắn, hay là thích ăn mật rắn vậy? Trên mặt thiếu nữ hiện ra vẻ chờ mong, hình như vấn đề này đã trôn giấu trong lòng nàng cực kỳ lâu rồi vậy, giờ phút này rốt cuộc tìm được cơ hội để tới hỏi một câu, nói xong nàng lập tức thẳng tắp nhìn qua hứa thanh, bỏ qua đội trưởng cùng Trương Tam. Trương Tam nhìn thiếu nữ trước mặt, mặc dù nàng nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng dáng người lại quá mức kiều mị rồi, lại nhìn hứa thanh một chút, đáy lòng thở dài một tiếng. Hứa thanh nhăn mày lại, theo bản năng lui ra phía sau vài bước, đáy lòng nổi lên đề phòng, đồng thời cũng rất kỳ quái về vấn đề mà đối phương hỏi này, vì vậy hắn chậm rãi mở miệng. Mật rắn quá đắng, vậy thì thích rắn rồi. Thiếu nữ nghe được câu này xong ánh mắt lại càng thêm sáng ngời, mà nàng cũng không hiểu che giấu cảm xúc, sự vui vẻ hoàn toàn hiện lên trên mặt, còn hưng phấn xoay một vòng. Sau đó đưa bình nhỏ trong tay cho hứa thanh rồi vừa lòng thỏa ý chạy đi, phảng phất muốn tiếp tục đi đánh nhau cùng con đại xà chín đầu. Đội trưởng trên lưng trương tam đưa mắt nhìn bình nhỏ trong tay hứa thanh, bỗng nhiên hô to một tiếng về phía thiếu nữ đang chạy nhanh đi xa. Linh nhi sư muội người cũng có thể hỏi ta một vấn đề, ba cái cũng được, nếu không thì mười cái. Linh Nhi quay lại, thè lưỡi lêu lêu về phía đội trưởng rồi nhanh chóng chạy đi xa. Đội trưởng hiện ra vẻ mặt tức giận, vỗ đầu Trương Tam, thanh âm mang theo một chút bất mãn. Dựa vào cái gì, ta cũng không xấu trai nha, 10 cái vấn đề không phải có lợi hơn một vấn đề của hứa thanh sao. Ngươi còn dám nói dựa vào cái gì, nửa người dưới của ngươi cũng đã không còn, ngươi dựa vào cái gì. Trương Tam âm u mở miệng, đội trưởng ngây ngốc một chút, có lòng muốn phản bác, nhưng nhìn thấy trương tam hình như đang có cử động muốn buông tay ném mình đi vì vậy dáng nhịn lại cứ như vậy thời gian chậm rãi trôi qua bốn con đại xà còn dư lại theo tu sĩ trên núi của ngọn núi thứ bảy bên ngoài trận pháp không ngừng hút ra càng ngày càng suy yếu hơn nữa các đệ tử trong trận pháp của bảy ngọn núi cũng từng người đoán được giá trị của nó tất cả đều như sói con một loạt lao lên vì vậy từng con đại xà cũng lần lượt tan vỡ theo một con đại xà cuối cùng bị chia năm xẻ bảy trận thi đấu này cũng cứ như vậy mà kết thúc giờ khác này trận pháp trên bầu trời cũng ầm ầm mở ra bên ngoài đã là sáng sớm ánh mặt trời đã chiếu xuống từ lâu chiếu vào bên trong những hòn đảo của nhân ngư tộc giống như tổ ong cũng chiếu vào trên người những người đệ tử thất huyết đồng với những cái túi phình to ra mặc dù tử vong khoảng chừng hơn một nửa đệ tử nhưng những đệ tử còn lại từng người đều đứng ở dưới tia nắng ban mai trong mắt của ai cũng đều bắn ra ánh sáng hứa thanh cũng ở trong đó hắn ngẩng đầu nhìn về đông đảo tu sĩ trên bầu trời cuối cùng chú ý đến thân ảnh đứng trên đỉnh đầu đại dực. Các ngươi làm tốt lắm, tiếp theo có lẽ ngọn núi thứ bảy chúng ta sẽ có nhiều thêm một ít tu sĩ chúc cơ nữa rồi, lão phu ở đây chúc mừng các ngươi trước. Thanh âm già nua lộ ra vẻ thỏa mãn, vang vọng khắp thiên địa. chương 304, nhà đầu ngốc một theo thanh âm của thất gia truyền ra, trận thi đấu của ngọn núi thứ bảy ở trên hòn đảo nhân ngư tộc. Đã tuyên bố kết thúc, lần này nhân ngư tộc đã không có cơ hội cùng tư cách để trở thành minh hữu nữa bây giờ tộc nhân của nhân ngư tộc đã tử vong hơn phân nửa cường giả cũng đã bị nô dịch chấn áp nhìn thì tài phú mặt ngoài của bốn tòa đảo bị cướp sạch không còn nhưng hiển nhiên đối với một tộc quần mà nói bên trong hẳn còn rất nhiều tài bảo và nội tình còn được bí mật cất giấu chỉ là những thứ này thì đệ tử ngưng khí ở dưới núi không thể chạm đến được tuy rằng có trận pháp chấn áp nhưng đúng là vẫn còn rất nhiều mật thất và nơi chứa đựng nội tình mà tu sĩ ngưng khí không thể phát hiện ra được như vậy liền có thể tưởng tượng ra tiếp theo sau đây sẽ chính là trận thịnh yến của tu sĩ trúc cơ của ngọn núi thứ bảy. Lần này thất huyết đồng đã đại thắng, một mũi tên không biết đã bắn được bao nhiêu con chim. Đội trưởng nằm ở trên lưng Trương Tam nở nụ cười, nhưng hình như nụ cười lại tác động tới thương thế, y nhanh chóng lấy quả táo chưa ăn xong lúc trước, ra sức cắn một cái, biểu cảm biến thành thỏa mãn, hình như chỉ như vậy mới có thể khiến cho y quên hết cảm giác đau nhức. Bao nhiêu con vậy, Trương Tam nghe vậy liền tò mò hỏi một câu biến cả nhân ngư tộc trở thành một nơi thi đấu cho ngọn núi thứ bảy, đây chỉ là an bài trên mặt ngoài, đệ tử dưới núi là đợt vơ phép thứ nhất, trúc cơ là đợt vơ phép thứ hai, đợt vơ phép thứ ba chính là kết đan, lần vơ phép thứ tư chính là của các lão đại. Như vậy thì nội tình bao nhiêu năm tích góp của nhân ngư tộc đều không giấu được, tất cả sẽ đều bị mang đi, đây là con chim thứ nhất mà thất huyết đồng bắn được. Về phần an bài mục tiêu trên mặt ngoài, thì đã bí mật biến nhân ngư tộc trở thành mồi nhử, thu hút hải thi tộc mở ra truyền tống trận đi tới đây, khiến cho lão tổ vừa mới đột phá đang rơi vào trạng thái đói khát có thể ăn no nê đây là con thứ hai mặt khác chúng ta còn có thể mượn nhờ lần ra tay này để chấn nhiếp dị tộc bát phương khiến cho khí thế của thất huyết đồng tăng cao hơn nữa đây là con thứ ba rất tuyệt về phần con chim thứ tư hải đảo của nhân ngư tộc chính là vị trí chiến lược ở giữa thất huyết đồng cùng hải thi tộc nếu có thể chiếm cứ nơi đây vậy thì có thể triển khai chiến thuật nhảy cóc có thể nhằm vào hải thi tộc rồi ta dự tính chiến tranh sắp tới rồi Đội trưởng ở một bên phân tích, Hứa Thanh nghe hết vào trong tai, lúc trước kiến thức nửa vời cho nên hắn không biết rất nhiều tin tức mấu chốt trong này, giờ phút này nghe xong thì đáy lòng lập tức hiểu rõ, nhưng vẫn còn có chút nghi ngờ, vì vậy hắn liền hỏi một câu. Tại sao sau khi lão tổ đột phá lại đói khát, ngươi sẽ không muốn biết cái này đâu? Đội trưởng liếc nhìn Hứa Thanh với thâm ý sâu sắc, cùng lúc đó, Thất Gia ở trên bầu trời mang theo vẻ mặt hài lòng, ánh mắt đảo qua đại địa, sau đó lão vung tay lên, đại rực dưới thân lập tức ngửa mặt lên trời gào thét phun ra một mảnh ánh sáng màu tím xuống dưới mảnh ánh sáng màu tím này vừa rơi xuống dưới liền khuếch tán ra tạo thành biển ánh sáng bao phủ bốn phía hòn đảo mở ra cổng truyền thống âm thanh nổ vang vang lên trái tim hứa thanh cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi trong một cái chớp mắt hắn và tất cả mọi người ở nơi này đều biến mất vô ảnh tất cả đã được truyền thống trở về sơn môn thất huyết đồng sau khi đám người bọn hắn rời đi ánh mắt của những tu sĩ trúc cơ trên bầu trời lập tức sáng lên thất ra nhìn bọn họ một chút sau đó nở nụ cười đi thôi lời này vừa ra trên trăm tu sĩ trúc cơ lập tức hóa thành trên trăm đạo cầu vồng lao thẳng đến bốn hòn đảo bên dưới đối với những tu sĩ trúc cơ này mà nói nếu tới đây mà không có lợi ích dĩ nhiên là bọn họ không vui rồi lúc trước bởi vì đang tiến hành thi đấu và lại còn đều là tu sĩ ngưng khí cho nên bọn họ cũng không thèm để ý nhưng giờ phút này trong mắt từng người đều lập lòe tia sáng nhanh chóng bay tới và phân tán lao tới bốn hòn đảo, tiến hành lục soát tìm kiếm những thứ có giá trị. Cùng lúc đó bên trong tế đàn của chủ thành thất huyết đồng, lúc biển ánh sáng màu tím đột nhiên xuất hiện, trên không trung lập tức hình thành một vòng tròn cực lớn, từng thân ảnh của đệ tử ngọn núi thứ bảy xuất hiện bên trong, sau đó nhao nhao bay thẳng đến mặt đất. Cho đến giờ phút này, rốt cuộc hứa thanh cũng đã chú ý tới, số lượng người trở về hình như còn chưa tới 2000 nhưng trên người của ai cũng đều tồn tại sát khí rất đậm. Lúc đi có hơn 4 người, khi trở về liền thiếu hơn phân nửa. Sau khi hứa thanh hạ xuống, hắn không ở cùng một chỗ với Trương Tam và đội trưởng, ánh mắt của hắn đảo qua bốn phía, đáy lòng lại tăng thêm càng nhiều nhận thức đối với sự tàn khốc của thất huyết đồng. Bất quá hắn cũng chú ý thấy một điều, từng người trở về thì ngoại trừ sát khí bên ngoài, thân sắc của ai cũng không giấu được vẻ hưng phấn, hiển nhiên là thu hoạch lần này của mọi người đều rất rất kinh người, thậm chí trong đám người này, hứa thanh còn nhìn thấy tên mập. Trước khi thi đấu thì đối phương đã chọn đi tới hòn đảo khác với hứa thanh, giờ phút này y đang đứng ở nơi đó nhưng mặt mày rất hớn hở, trên lưng thình lình treo bảy tám cái túi chữ Phật, một bộ vinh váo tự đắc. Sau khi phát hiện ra ánh mắt của hứa thanh, y vội vã hưng phấn chạy thẳng một đường đến bên người hắn. Thế nào, người có thu hoạch được nhiều không, lần này thu hoạch của ta cực kỳ lớn. Hứa thanh nhẹ gật đầu, chỉ là toàn thân của hắn tới bây giờ vẫn còn đau đớn, từng trận cảm giác suy yếu không khống chế được mà xuất hiện trên toàn thân, khiến cho hắn cảm thấy có chút mỏi mệt. Tên mập vừa muốn tiếp tục mở miệng, nhưng vào lúc này, từ trong cổng truyền tống trên bầu trời có một thân ảnh đi ra, thân ảnh này vừa ra thì chấn động tu vi minh mông lập tức chấn áp bát phương, khiến cho đệ tử nơi đây nhao nhao im lặng, ngẩng đầu nhìn lên phía trên. Hứa thanh tương tự ngẩng đầu ngóng nhìn, lập tức nhận ra đối phương chính là gia gia của Triệu Trung Hằng, tam trưởng lão của ngọn núi thứ bảy. Bên phía nhân ngư tộc vẫn còn có việc cần phải xử lý, cho nên phong chủ muốn ở lại đó chờ lão tổ trở về, vậy nên kết quả của cuộc thi đấu lần này sẽ do lão phu tới tuyên bố. Điểm tích lũy giết chóc của các ngươi đều được lệnh bài thân phận của riêng mình ghi chép lại, về phần thu hoạch của các ngươi thì cứ yên tâm đi, lệnh bài sẽ không ghi chép những thứ này, cũng không có chức năng này, cho nên bất kể là các ngươi thu hoạch được bao nhiêu thì đều là việc riêng của các ngươi, bất cứ là thi đấu ở thời kỳ nào cũng đều là như thế, tông môn sẽ không để ý tới lão phu lần này, chỉ tới để tuyên bố người đạt được vị trí đệ nhất. Đinh Tiêu Hải, ra khỏi hàng, chương 305, nhà đầu mốc 2. Theo lời tam trưởng lão nói, Đinh Tiêu Hải đang đứng trong đám người lập tức ngẩng đầu, có thể thấy đạo bào tàn phá trên người của gã, rõ ràng bên trong đã bị thương nặng, miễn cưỡng dựa vào phi hành phù để bay ra bên ngoài. Đinh Tiêu Hải, người đạt được vị trí thứ nhất của lần thi đấu này, ban thưởng thân phận đệ tử hạch tâm, được mặc áo bào tím, có quyền lên núi cư trú, nhưng mà động phủ rất đắt đỏ, cho nên người phải tự mình đi mua. Thanh âm của Tam trưởng lão không có một tia gợn sóng nào, tiếng nói như thiên lôi vang vọng bát phương. Cảm xúc của Đinh Tiêu Hải lại có chút kích động, chắp tay lên bầu trời, cúi đầu thật sâu. Đa tạ tông môn, Tam trưởng lão cúi đầu nhìn Đinh Tiêu Hải, người đệ tử dưới núi đã đạt được vinh dự đệ nhất nhân trong lần thi đấu này, trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Lão tán thưởng là vì đệ tử đi phấn đấu cho vinh quang của tông môn, nhưng mà tán thưởng thì tán thưởng lão cũng không có bất kỳ ý niệm muốn thi ân nào với đối phương ở trong đầu cả. Hơn nữa đối phương cũng cảm tạ tông môn, không phải cảm tạ riêng mình. ở vào góc độ của tông môn đệ tử như vậy rất tốt, vì thu được đệ nhất mà cố chấp vô cùng, toàn lực giết địch. nhưng ở vào góc độ cá nhân, lão cảm giác tính cách đối phương quá cố chấp, quá chú trọng thanh danh, vì thế thà rằng hy sinh cơ hội thu hoạch nhiều lợi ích hiếm có của lần thi đấu này người như vậy khó sống lâu ở loạn thế. mà nếu sống không lâu thì hết thảy thi ân đều không có ý nghĩa, huống hồ trong loạn thế phải biết chú ý che giấu ánh sáng trên người, phải biết giấu tài. Người bộc lộ ra tài năng phần lớn đều có kết cục rất thảm, điểm này lão vẫn là rất tán thưởng tên tiểu tử gọi là hứa thanh kia, vô thanh vô tức liền đã đạt đến bên bờ đột phá cảnh giới. Giờ phút này theo thanh âm kích động của Đinh Tiêu Hải truyền ra, đệ tử bốn phía có hầu bao phình to đều rất cổ động, riêng phần mình chúc mừng. Chúc mừng Đinh Sư Huynh, chúc mừng Đinh Sư Huynh. Trong đám người, Hứa Thanh đã nghe được thanh âm của đội trưởng, tên mập ở một bên cũng hô to chúc mừng, sau đó cúi đầu cảm khái với Hứa Thanh. Đinh Sư Huynh là người tốt đấy, chỉ một lòng giết địch mà không tranh đoạt tài nguyên cùng chúng ta, nếu toàn bộ thất huyết đồng này đều giống như Đinh Sư Huynh thì tốt rồi. Hứa Thanh ngẩng đầu, nhìn Đinh Tiêu Hải trên bầu trời, cảm thấy như thường. Ở cái thế giới này, mỗi người đều có phương pháp sống của mình, có lãi nặng, có lỗ nặng, điều này không có đúng với sai. Tuy rằng tu vi của Đinh Tiêu Hải đã đến biên giới đột phá, chỉ cần vừa đột phá liền có thể đổi bộ áo bảo tím nhưng nói không chừng thân phận đệ tử hạch tâm lại là chấp niệm thứ nhất của gã thì sao hứa thanh không đi đánh giá nhưng hắn tự mình biết hắn không thèm để ý những thứ này thứ mà thất huyết đồng thu hút hắn chỉ có lợi ích hắn rất khát vọng trở thành trúc cơ một mặt là khiến cho bản thân trở nên mạnh hơn đại khái có thể sống sót tốt hơn một mặt khác là hắn rất thèm món lợi ích phân phối cho trúc cơ mỗi tháng mặt khác hắn không thích lộ ra tài năng như vậy Trừ phi làm như vậy liền nhận được chỗ tốt kinh người, bằng không mà nói, ẩn thân trong bóng tối sẽ càng thêm an toàn hơn. Giờ phút này sau khi tông môn gửi phần thưởng cho Đinh Tiêu Hải, theo Tam trưởng lão lại bước vào cổng truyền tống bên trên rời đi, đệ tử trên thế đàn cũng nhao nhao tản ra, Hứa Thanh cũng lập tức rời đi. Dù bây giờ hắn mỏi mệt vô cùng, nhưng Hứa Thanh cũng không dám lưu lại ở Thất Huyết Đồng quá lâu, thật sự là tiền lời lần này hắn kiếm được là quá lớn. Lớn đến trình độ mà một khi bộc lộ ra ngoài, toàn bộ thất huyết đồng đều phải chấn động. Dẫu sao, món kia là thứ mà có thể khiến cho đại tông của đại lục vọng cổ cũng phải thèm thuồng. Cho nên hứa thanh trước tiên liền đi đến từng cái cửa hàng ở ngoài bến cảng, bán toàn bộ những thứ giải rác mà mình lấy được ở lần này đi, đổi toàn bộ thành linh thạch. Sau đó lại bổ sung một số phù bảo, sau đó thì đi đến cửa hàng buôn bán trận pháp, dùng rất nhiều điểm cống hiến do giết chóc kiếm được ở lần thi đấu này, không tiếc đắt đỏ mua năm bộ trận pháp phòng hộ bao trùm lên nhau giá cả của bộ trận pháp này cực kỳ kinh người, nhưng tương tự hiệu quả cũng rất mạnh, bất luận mở ra một bộ nào cũng có thể khiến cho đệ tử trong trận pháp ở dưới tình huống không gặp phải trúc cơ đã mở huyền diệu thái ra tay, có thể bảo trì an toàn một thời gian dài. Và cũng chỉ cần có đầy đủ linh thạch, thì liền có thể liên tục duy trì uy lực của nó, càng đầy đủ hơn là nó còn có năng lực tự sửa chữa hồi phục lại. Mà nếu cộng dồn sử dụng chùm 5 bộ lên nhau, vậy thì hiệu quả càng tốt năm bộ trận pháp trùm lên nhau này đã tiêu hao hết chín thành điểm cống hiến mà hứa thanh chém giết được ở trận thi đấu này nhưng hắn biết rõ đây là đáng giá vì vậy lại đi tới tiệm thuốc mua rất nhiều đan dược và độc thảo làm xong hết những thứ này hứa thanh cũng cảm thấy mình đã chuẩn bị không sai biệt lắm rồi giờ phút này chỉ thiếu việc sửa chữa hồi phục lại pháp chu xem xem sửa chữa hồi phục lại pháp chu cần phải mất bao lâu nếu như thời gian trong vòng một ngày vậy thì ta sẽ chờ đợi nếu như lâu quá mà nói không đợi được hứa thanh nheo mắt lại hắn phải nhanh chóng chúc cơ một chút mệnh đăng đang ở trong tay chúc cơ chậm một ngày hắn liền cảm thấy căng thẳng bất an một ngày Và lại hắn biết lần này mình không thể chúc cơ ở tông môn bởi vì hắn không xác định lúc chúc cơ dung nhập mệnh đăng vào cơ thế có thể hình thành chấn động mà ngoài người có thể cảm giác được hay không trên người đang mang bảo vật trọng đại hắn không thể đi đánh bạc được nhất là hắn còn tận mắt nhìn thấy một tên tu sĩ nhân ngư tộc xui xẻo trên đảo câu anh đang lúc chúc cơ lại xuất hiện chuyện ngoài ý muốn mặc dù đối với thất huyết đồng mà nói hầu như không thể nào xuất hiện tình huống ngoài ý muốn như vậy nhưng hứa thanh cũng không thể không phòng bị một chút mà hứa thanh cũng đã có linh thức đăng với tư cách che chở hắn cảm thấy mình đã có đủ tư cách chúc cơ một mình ở bên ngoài vì vậy giờ phút này hắn cất bước tăng nhanh tốc độ đi thẳng đến vận chuyển ti tìm kiếm trương tam sắc trời ngày hôm nay cũng đang dần dần tối lúc hứa thanh một đường cảnh giác đi đến vận chuyển ti ở bên trong khách sạn trên đường bản viên lão đầu đang đau lòng cho đại xà ngồi trước mặt trên vải rắn có một chút miệng vết thương Ngươi nha, vậy mà dám che giấu ta đi mua hóa hình đan rồi tự ăn, cái đồ chơi kia có thể ăn bậy sao? Ngươi còn chưa tới thời điểm hóa hình, ăn vào cũng chỉ hóa hình được mấy ngày thôi, nếu ngươi ăn nhiều thì tu hành đời này coi như liền phế đi đấy, ngươi có biết hay không? Hơn nữa, con rắn ngốc nhà ngươi, ngươi ăn hóa hình đan lại là vì tham gia thi đấu của ngọn núi thứ bảy, chàng thi đấu kia có bao nhiêu nguy hiểm ngươi không biết sao? Lão đầu đau lòng khủng khiếp, bôi xong thuốc liền nổi giận đùng đùng nói ọt 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 ọt, xì xào xì xào. Đại xa hình như rất vui vẻ, vặn vẹo thân thể đưa đầu rắn ngó qua, đắc ý mở miệng về phía lão đầu. Ta không lừa ngươi, hứa tiểu tặc thật sự nhắm vào túi mật của ngươi đó. Hả, ngươi đi tham gia thi đấu, không phải là đi tìm hắn đó chứ. Lão đầu chừng mắt, ọt 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 ọt, đại xa không phục kêu lên vài tiếng. Lão đầu nhìn lên con đại xa trước mặt này, một lát sau liền thở dài một tiếng, giơ tay sờ lên đầu đại xa, như một người cha già nói chuyện cùng khuê nữ nhà mình vậy, lời nói vô cùng thành khẩn. Nhà đầu ngốc, hắn nói túi mật rắn đắng, cái này không phải đại biểu là hắn đã từng nếm qua túi mật rắn sao, hơn nữa nhất định không chỉ ăn một cái. Đại xa sững sờ, đứng ở chỗ đó với đôi mắt dần dần đục ngầu, giống như muốn khóc. chương 306, ra ngoài để trúc cơ. Một, chủ thành thất huyết đồng, ánh trăng như cát chảy, trải dài trên khắp mọi nơi. Hứa thanh dẫm lên ánh trăng, một đường đi về phía trước. Tuy bây giờ tu vi của hắn đã đến ngưng khí đại viên mãn, nhưng thương thế trong trận thi đấu này vẫn còn, cho nên hứa thanh vẫn cảnh giác như là lúc hắn mới vừa đến thất huyết đồng vậy. Nhất là hôm nay trên người của hắn lại còn có mệnh đăng, cái này khiến cho hứa thanh càng nâng cao đề phòng đến cực hạt, khi đi về phía trước thì tay phải của hắn nhìn như lắc lư theo tự nhiên, nhưng trên thực tế hễ là có động tính hay chút gió thổi cỏ lay, hắn đều có thể lập tức lấy ra que sắt màu đen. Đây là kinh nghiệm mà hứa thanh học được khi ở trong thất huyết đồng, trong bông có kim mới là đạo sinh tồn, trừ phi là có mục đích khác, nếu không thì không thể vì thói quen mà lơ đáng hiển lộ mũi nhọn của mình ra bên ngoài được. Mặt khác, trải qua những ngày ở thất huyết đồng cũng khiến cho hứa thanh học được một phương pháp, càng cảnh giác thì thân thể lại càng phải buông lòng. Bởi vì hắn đã phát hiện, như lúc ban đầu hắn ở xóm nghèo cùng với doanh địa thập hoang giả, khi hắn ở trong trạng thái căng thẳng, thì nhìn hành vi của thân thể giống như lúc nào cũng có thể lập tức phát động công kích, nhưng trên thực tế vẫn sẽ có chỗ chậm chạp, phương pháp chân chính chính là phải để thân thể ở vào trạng thái buông lỏng trong lòng tràn đầy đề phòng vậy thì người bên ngoài sẽ không nhìn ra cái gì mà bản thân cũng chỉ cần một ý niệm trong đầu thân thể liền có thể lập tức xuất động những thứ này đều là kỹ năng mà hắn học được trong thất huyết đồng trong lúc bất chi bất giác cũng đã cải biến nhiều hành vi của hắn chỉ là tuổi tác của hứa thanh vẫn còn khá nhỏ hôm nay hắn vẫn không thể làm được giống như đội trưởng ngay cả biểu cảm cũng có thể che giấu hoàn mỹ hứa thanh cũng không đi cưỡng ép khuôn mặt của mình hết thảy đều hành động dựa theo bản năng của hắn, giờ phút này trong lúc thân thể đi nhanh, hắn càng ngày càng cách vận chuyển ti của Trương Tam gần hơn. Nhưng ngay khi đi ngang qua một con phố nhỏ, bước chân hứa thanh bỗng nhiên ngừng lại, nghiêng đầu nhìn ra sau lưng, hàn ý trong mắt bay lên. Dưới ánh mắt khóa chặt của hắn, từ một nơi hẻo lánh ở xa có một thân ảnh nhỏ gầy chậm rãi đi ra, chính là tên thiểu niên câm kia. Đạo bào thất huyết đồng ở trên người y vẫn rộng thùng thình như trước, bên trong còn phủ một lớp áo da chó, khiến cho thoạt nhìn qua thì cả người y rất là to, nhưng cũng khác biệt lúc trước, là trên đạo bào của y đã có nhiều thêm một cái huy chương, đây là tiêu chí đội viên chính thức của bộ hung ti. Tên thiếu niên cầm này xuất hiện từ đằng xa, nhanh chóng liếc mắt nhìn về phía hứa thanh, sau đó thân thể ngồi xổm xuống, bày ra tư thế, ta không hề phát động công kích gì nha, càng giống như là đi theo và bảo vệ hơn. Hứa thanh nhìn chằm chằm vào thiếu niên cầm, thấy được huy chương trên đạo bào của y. Đối với người thanh niên cầm này, Lúc trước Hứa Thanh cũng đã xem qua hồ sơ của y rồi, biết được thân phận của đối phương khi tiến vào bộ hung ti là làm trợ thủ, nhưng hiển nhiên bây giờ đã chuyển qua làm thành viên chính thức, vì vậy hắn chậm rãi mở miệng. Ta không thích có người đi theo, thiếu niên câm trầm mặc, sau đó lặng lẽ lui ra phía sau, rồi tan biến vào trong đêm tối. Lúc này Hứa Thanh mới thu hồi ánh mắt, hắn mặc kệ đối phương có hảo ý hay là ác ý, bây giờ hắn không rảnh để suy đoán, nhưng nếu như dưới tình huống mình đã cảnh báo cho đối phương biết trước, mà đối phương vẫn tự làm theo ý mình mà đi theo hắn, như vậy thì hắn sẽ giết người. Giờ phút này thân thể hắn nhoáng một cái, tiếp tục đi về nơi xa. Thời gian không lâu, hứa thanh đã đến được cận chuyển thi, từ rất xa trông thấy được Trương Tam đang kiểm kê hàng hóa, hiển nhiên là sau khi ra ngoài thi đấu, Trương Tam rất là để ý tới những bảo bối kia của bản thân, sợ đồ vật của mình bị người khác đánh cắp. Trương Tam cũng nhìn thấy hứa thanh, vẫy vẫy tay về phía hứa thanh, sau khi gã kiểm kê hoàn thành, vừa lòng thỏa ý nhả ra một hơi khói. Hứa thanh sư đệ, ngươi vừa trở về không đi nghỉ ngươi đi, đến chỗ của ta có chuyện gì? Hứa thanh không hề hỏi trương tam tại sao không cất vật phẩm vào trong túi chữ vật hay những vấn đề khác, hắn lấy pháp chu của mình ra. Theo pháp chu anh một tiếng rơi xuống đất, mặt đất chấn động một cái, vài phụ kiện vụn vặt treo ở phía trên cũng lập tức rơi là tả ra mặt đất. Sửa pháp chu, hứa thanh bình tĩnh mở miệng, trương tam ở một bên suýt nữa thì trừng rất cả trong mắt ra ngoài, tẩu thuốc trong tay cũng quên hút, ngơ ngác nhìn một nửa chiếc pháp chu vừa quen thuộc lại lạ lẫm trước mắt này. Cái tình trạng này là do lúc chúng ta thi đấu mà trở thành như vậy sao? Chúng ta cùng nhau đi tới thần miếu bảo vệ đội trưởng, sau đó còn cùng nhau trở về mà. Sững sờ cả buổi, biểu cảm của Trương Tam có chút lờ mờ hiểu ra. Đúng vậy, Hứa Thanh kinh ngạc nhìn Trương Tam, nếu như không phải ta nghe nhầm, ta nhớ trong lúc thi đấu thì người ta gặp được và đi cùng cũng đúng là ngươi. Vậy thì ngươi hãy nói cho ta biết tại sao chiếc pháp chu này của ngươi lại biến thành như thế này vậy trời ạ à, đây chính là tác phẩm kiệt xuất nhất của ta đấy mẫu thân của ta ơi cho dù ngay cả tu sĩ trúc cơ ra tay cũng rất khó có thể hủy nó đến mức độ như vậy cơ mà đến cùng ngươi đã làm như thế nào tại sao có thể làm cho pháp chu bị phá hủy một nửa luôn vậy ngươi đây là cầm nó ra để làm tấm thuẫn đó hả trương tam ôm lấy ngực giờ phút này tim của gã hình như còn đau đớn hơn so với hứa thanh Thật sự là trong lúc thi đấu gã nhớ kỹ hứa thanh đã dùng qua pháp chu, còn bắn cho con hải thi tộc to lớn một kích, nhưng lúc ấy nó vẫn hoàn hảo không hao tổn gì. Vậy mà hôm nay lại bị phá hủy đến mức độ như vậy, việc này khiến cho gã cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, trừ phi là hắn đã làm sự tình gì đó điên cuồng như là đội trưởng. Nghĩ đến đây, trong lòng Trương Tam bỗng nhiên đập mạnh một cú, gã nhớ lúc chạy trốn ở thế giới phía dưới của đảo Câu Anh, lúc ấy gã thấy hứa thanh vô cùng chật vật và suy yếu, vì vậy gã hít vào một hơi, không lẽ là ngươi cũng đã làm sự tình gì đó điên cuồng giống như đội trưởng đấy chứ hứa thanh lắc đầu trương tam sư huynh pháp chu của ta cần phải sửa bao lâu trương tam nhìn pháp chu thở dài một tiếng được rồi được rồi lần trước ngươi tới chỉ cầm được đúng một chiếc phi chu nhỏ trong đó so sánh như vậy thì lần này vẫn còn đỡ hơn rồi ít nhất còn thừa một nửa pháp chu nhưng mà trong thời gian ngắn không cách nào sửa chữa hồi phục lại được ngày mai ta và đội trưởng cần ra ngoài một chuyến kêu ta cóng đi tới một địa phương nào đó để khôi phục thương thế, nói rằng ta cũng có thể chúc cơ ở đó. Nếu như ngươi không vội, vậy thì chờ ta chúc cơ xong quay về sẽ luyện chế lại cho ngươi một lần nữa. Sau khi ta chúc cơ sẽ luyện chế ra pháp chu càng tốt hơn, huống hổ máu thịt mà đội trưởng thu được cũng có thể dùng làm nguồn động lực mới ở trong thuyền. Trương Tam đi vòng quanh pháp chu của hứa thanh một vòng, bộ dạng cam chịu số phận, thở dài nói. Hứa thanh suy nghĩ một chút liền gật đầu, hắn cũng không đi hỏi ý kiến của đối phương về việc chúc cơ loại việc này thì bất kể có quan hệ gì, hỏi một chút cũng sẽ khiến cho cả hai kiêng kỵ. Vì vậy hắn liền chắp tay cáo từ, chương 307, ra ngoài để trúc cơ. Hai, giờ phút này ban đêm bên ngoài vô cùng tối tăm, mà truyền tống trận của thất huyết đồng sẽ không mở ra vào ban đêm trừ phi có chuyện cần thiết. Vì vậy hứa thanh suy tư một chút, hắn không lựa chọn khách sạn mà là đi tới bộ hung ti. Sau khi tấn thăng làm đội phó, hắn cũng có gian phòng riêng của mình ở trong bộ hung ti chữ huyền, chỉ là ngày bình thường hầu như hắn không đi tới đây, nhưng bây giờ không còn chỗ ở, hứa thanh dự định đi vào trong đó chú một đêm. Dẫu sao so với khách sạn phía ngoài, trình độ an toàn bên trong bộ hung ti vẫn là tương đối cao. Cứ như vậy, hứa thanh trong đêm đi tới bộ hung ti. Bên trong bộ huyền không có người nào, đội trưởng cũng không có ở đây, hứa thanh đi vào gian phòng của mình, mở ra trận pháp phòng hộ vừa mua được, nhắm mắt đả tọa. Một đêm trôi qua, sáng sớm ngày thứ hai, hứa thanh mở mắt ra, không chút do dự thu hồi trận pháp sau đó nhanh chóng rời khỏi bộ hung ti, đi thẳng đến truyền tống trận trong chủ thành. Một đường tốc độ đi nhanh, rốt cuộc sau nửa canh giờ, hắn liền thấy được truyền tống trận từ xa. Chỗ đó đã xếp hàng không ít người muốn truyền tống, trong đó có hai người cực kỳ dễ thấy trong đám người, một người là Trương Tam, còn một người là đội trưởng được Trương Tam cõng trên lưng. Nhớ tới lời hôm qua Trương Tam nói, hứa thanh cũng không ngoài ý muốn, đội trưởng trên lưng Trương Tam cũng đang nhìn chung quanh, rất nhanh liền thấy được hứa thanh, vừa ăn táo vừa vẫy tay gọi hắn theo hứa thanh tới gần đội trưởng cười nhạt lướt qua ngươi là không dám ở lại tông môn muốn đi ra bên ngoài tìm địa phương đột phá sao có muốn ta giới thiệu cho ngươi mấy địa phương hay không trương tam cũng nhìn hứa thanh tươi cười chào hỏi vừa nghe lời của đội trưởng ánh mắt của gã lập tức sáng lên sau đó lại nhìn hứa thanh vài lần trong thần sắc rất có cảm giác mừng rỡ khi đầu tư thành công ra ngoài làm việc hứa thanh quét mắt nhìn đội ngũ đang đợi truyền tống trận bình tĩnh mở miệng hứa đội phó vẻ mặt này của ngươi quá giả dối nha để ta dạy cho ngươi nhé về sau lúc muốn nói dối thì ngươi nhất định phải nhìn vào ánh mắt đối phương như vậy mới tỏ ra chân thật mà ngươi cứ che lấp như vậy xem ra lần này cũng có đại thu hoạch ở trên đảo đúng không đến 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 lấy ra để cho bổn đội trưởng nhìn xem có đáng giá quả táo này hay không đội trưởng đưa quả táo ăn xong trong tay lấy ra quả táo lớn mà hứa thanh đưa cho ở trên đảo câu anh thoáng thổi qua sau đó cắn ừm đội trưởng lần này ngươi muốn đi đâu vậy hứa thanh gật đầu ánh mắt thu hồi từ chỗ truyền tống trận hỏi một câu ta à ta đi khôi phục thương thế đợi khi trở về ta sẽ càng lợi hại hơn nữa đến lúc đó nếu như tiểu tử ngươi không trả một vạn linh thạch thiếu nợ của ta vậy thì cũng đừng có trách ta hung ác không nể tình đó nhé đội trưởng nheo mắt lại thâm ý sâu sắc nhìn túi ra trên người hứa thanh một chút sau đó thu hồi ánh mắt cầm quả táo cắn một miếng lớn chúc đội trưởng khôi phục thuận lợi hứa thanh nhìn vào ánh mắt đội trưởng nói rất nghiêm túc. Đội trưởng sướng sờ, nhìn đôi mắt hứa thanh một chút, thần sắc lộ ra vẻ trầm ngâm, giống như đang phân tích trình độ chân thành trong những lời này của hứa thanh. Giờ phút này trương tam thở dài, gã coi như là đã nhìn ra rồi, hai tên biến thái đội trưởng và hứa thanh này mỗi lần gặp phải đoán chừng cũng đều nói chuyện phiếm như thế này, vì vậy gã vừa muốn mở miệng. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên toàn bộ bầu trời thất huyết đồng biến hóa trong nháy mắt, bầu trời vốn dĩ trong xanh lập tức hóa thành một màu đen nhánh, một cỗ uy áp từ trên trời giáng xuống khiến cho người ta vô cùng hoảng sợ, khiến cho toàn bộ chủ thành thất huyết đồng cũng phải rung động lắc lư, ngay cả bảy ngọn núi cũng đều vang lên tiếng nổ. Tâm thần của tất cả mọi người bên trong chủ thành đều ầm ầm nổ vang, tu sĩ cũng tốt hay phàm nhân cũng được, giờ phút này đều đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, ngay cả sóng biển ở bến cảng giờ phút này cũng đều dấy lên những trận sóng lớn, phảng phất như đang vái chào về phía trước. Hứa Thanh cũng biến sắc, lúc hắn ngẩng đầu lên liền thấy được nguyên nhân mà bầu trời biến thành màu đen. Đó là một đám mây đen mênh mông không nhìn thấy điểm cuối, nó đang gào thét từ phía hoàng cấm bay đến, lúc bay ngang qua phía trên thất huyết đồng liền che đậy hết cả một bầu trời, khiến cho cả đại địa hóa thành một mảnh đen nhánh. Bên trong đám mây đen này còn kèm theo những tia chớp vô tận, bọn chúng ầm ầm vạch phá chân trời, trong lúc di chuyển phóng về khắp bát phương, từ bên trong đám mây đen còn tràn ra uy hiếp không gì sánh kịp, bao phủ tất cả chúng sinh bên dưới. Toàn bộ người thấy đều theo bản năng hiện ra cảm giác nguy cơ sinh tử trong lòng hình như ở bên trong mây đen cất giấu một tồn tại nào đó giống như thần linh giống như hoàng giống như ưng thân hình màu nâu tựa như nham thạch lồng vô tựa như từng đoàn từng đoàn hỏa diễm giờ phút này hình như nó mang theo sự phẫn nộ hùng hổ lao thẳng đến phía biển cấm theo âm thanh gào thét biển khơi xa xa cũng theo nó đi về phía trước sóng không ngừng lớn lên âm thanh vang dội ngập trời nếu dùng cảm giác để phỏng đoán so sánh với nó thì câu anh liền tỏ ra vô cùng kém hơn rất rõ ràng tranh lệch giữa hai bên cực lớn mà hứa thanh nơi đây chỉ liếc mắt nhìn từ xa xa đã đau đầu như muốn nứt những người khác ở bốn phía cũng đều như thế còn có một vài người thất khiếu trực tiếp chảy máu đáy lòng hứa thanh hoảng sợ hắn nhận ra đối phương tồn tại trong mây đen này đúng là thứ mà hắn gặp phải lần đầu tiên khi ra biển trở về nó là hoàng của cấm khu đệ nhất ở nam hoàng châu viêm hoàng chỉ là lần đó cảm xúc của đối phương hình như khá bình tĩnh cho nên hứa thanh không hề có cảm giác đầu đau như muốn nổ tung bây giờ mà bây giờ Viêm hoàng hiển nhiên đang mang theo cảm xúc phẫn nộ, cảm xúc chấn động ảnh hưởng tới hết thảy. Viêm hoàng ra biển, xem ra phải có chuyện lớn phát sinh, chẳng lẽ hoàng bên trong thi cấm đã đi ra khỏi cấm địa. Đội trưởng nhẹ giọng nói nhỏ, mây đen từ trên bầu trời thất huyết đồng cũng đang gào thét bay qua, dần dần đi xa, bầu trời thất huyết đồng dần trong sáng trở lại, nhưng tâm thần của tất cả mọi người vẫn còn đang chấn động kịch liệt như trước. Hứa Thanh thở sâu, lần trước sau khi trở về hắn đã từng hỏi qua Trương Tam về việc của Viêm hoàng. Sau khi biết rõ thân phận của đối phương, hắn cũng biết rõ tồn tại kinh khủng này cũng không phải là dạng hung thần, đa số thời gian đều lâm vào ngủ say, chỉ thỉnh thoảng mới thức tỉnh. Nó đối đãi với nhân tộc và dị tộc như nhau, nhất là chúng sinh sinh sống ở Nam Hoàng Châu, phần lớn sẽ được nó che chở ở mức độ nhất định. Cho nên mới có bộ phận nhân tộc kéo dài ở đây đến tận hôm nay. Một hồi lâu sau, theo Viêm Hoàng hoàn toàn đi xa, bên trong thất huyết đồng mới lại miễn cưỡng khôi phục vận hành trở lại, Hứa Thanh cũng thu hồi ánh mắt đi về phía truyền tống trận, bước một bước vào, thân ảnh trong chốc lát liền tan biến. Tiểu tử này là không tin tưởng ta đây mà, xem ra lần này hắn cũng kiếm được thứ tốt nha, nhưng mà cho dù có tốt, cũng không lợi hại hơn máu thịt câu anh của ta được. Ha ha ha. Đội trưởng đắc ý cười to, vỗ vỗ đầu Trương Tam. Đi thôi Trương Tam, ca ca dẫn người đi ăn thịt. Trương Tam thở dài, thầm nghĩ đâu chỉ là hứa thanh không tin ngươi, ta cũng không tin ngươi mà, bất quá nghĩ đến mình đã đầu tư nhiều năm như vậy không có biện pháp gì khác, gã chỉ có thể cam chịu số phận. Người được ta đầu tư, con mợ nó đều là gia gia của ta. Trương Tam lắc đầu, cóng đội trưởng trên lưng bước vào truyền tống trận. Theo hứa thanh cùng Trương Tam và đội trưởng truyền tống rời khỏi, thất huyết đồng cũng dần dần khôi phục hoàn toàn như bình thường, chỉ là chẳng biết từ lúc nào, dường như bầu trời xuất hiện một chút mây mù. Hình như bão tố, lại sắp tới, chương 308, cầm đèn độc tu, một. Hứa Thanh phải cực kỳ cẩn thận để lựa chọn địa phương trúc cơ, phương diện hắn phải suy tính có rất nhiều, ví dụ như phải kiểm tra xem có người nào bí mật theo dõi hắn hay không, đồng thời lựa chọn nơi mà bốn phía không tồn tại thế lực nào cường đại. Còn có chính là phương diện linh năng, cái này cũng phải cân nhắc thật kỹ, linh năng không thể quá nồng, cũng không thể quá mức thưa thớt. Mặt vị trí địa lý thì không thể tới gần cấm khu, cũng không thể tới gần thành trì, hoang dã là lựa chọn ưu tiên của hắn. Nhưng tổng hợp những thứ bên trên lại thì địa phương có điều kiện phù hợp cũng không còn nhiều lắm. Cuối cùng, hắn còn phải cân nhắc xem nơi mình lựa chọn dựa theo những yếu tố kia có thể đã từng cũng bị người khác lựa chọn qua hay chưa. Tất cả những thứ này đều hiện ra ở trong đầu của hắn, hắn cũng đã nghĩ tới thần miếu ở cấm khu doanh địa thập hoang giả, nhưng bốn phía trong này quá nguy hiểm, còn có tiếng ca quỷ dị kia cũng làm cho hứa Thanh do dự, cuối cùng hắn vẫn là bỏ qua lựa chọn này. Giờ phút này, theo truyền tống trận rời đi, nơi đầu tiên hắn đi là một phân thành của tử thổ dựa vào gần thất huyết đồng, nơi đây nằm trong khu vực nội địa của nhân tộc ở Nam Hoàng Châu, rất ít cấm khu, đồng thời tính an toàn cũng tương đối cao hơn một chút. Nhưng mà đồng dạng, người ở nơi này cũng càng hỗn tạp hơn địa phương khác nhiều. Giờ phút này theo tia sáng trong truyền tống trận tan biến, hứa thanh đi ra khỏi trận pháp, hắn cũng không lập tức rời khỏi thành trì mà tìm một khách sạn, cảnh giác quan sát và nghỉ ngơi một đêm, sau đó mới lấy phủ bảo cải biến bộ dáng tiếp tục truyền tống rời khỏi. Cứ như vậy, hắn liên tiếp truyền tống 7-8 lần trong vòng nửa tháng, mỗi lần đều biến hóa thành một bộ dạng khác biệt. Đại khái đã đi qua khắp các khu vực ở Nam Hoàng Châu một lần, sau khi xác thực chắc chắn là không có người nào đi theo phía sau mình, hứa thanh liền thở dài một hơi từ đáy lòng. Đồng thời trong nửa tháng này thì thương thế của hắn cũng đã khôi phục được 7-8 phần, bây giờ phương diện chiến lực của hắn đã không kém bao nhiêu so với lúc ở trên nhân ngư đảo. Mà thương thế khôi phục cũng khiến cho hứa thanh sau khi truyền tống bắt đầu đi ra bên ngoài thành trì, đi vào hoang dã tìm kiếm nơi thích hợp để trúc cơ. Cho đến khi hứa thanh lại tìm thêm nửa tháng, rốt cuộc hắn đã tìm được một vị trí. Nơi đây thuộc về khu vực phía đông nam của Nam Hoàng Châu, là một vùng núi. Nơi đây có rất nhiều dãy núi, mà giữa hai ngọn núi thường thường đều có rừng rậm, nhưng không phải là cấm khu mà như một khu rừng rậm thông thường, chỉ là tồn tại rất nhiều trướng khí và bùn lầy mà thôi. Điều này cũng khiến cho gần đây có rất ít thành trì, từ thành trì muốn đi tới đây cũng phải mất lộ trình 7-8 ngày dị chất cũng không phải rất đậm nhưng linh năng cũng tương tự như thế cho nên ở đây cũng không có thế lực lớn nào chiếm đóng cả nhưng đối với hứa thanh mà nói mặc dù tổng thể nơi này không phải đặc biệt phù hợp với yêu cầu nhưng sau khi hắn xem xét nhiều địa phương vẫn cảm thấy nơi đây cũng khá thích hợp hắn lựa chọn nơi không phải vì dãy núi mà là vì khu rừng rậm ở giữa hai ngọn núi dựa theo kinh nghiệm từng vào trong rừng rậm hứa thanh tìm một vị trí sau đó bắt đầu đào hầm dưới mặt bùn là đất xốp nên không dễ đào móc thành động nhưng Hứa Thanh có hóa hải kinh, hắn rút ra hơn phân nửa lượng nước ở phạm vi này, cuối cùng vẫn có thể đào thành một cái động ở sâu trong lòng đất. Vị trí cửa vào đã bị hắn che lấp, Hứa Thanh lại hạ xuống đủ loại phấn độc ở bốn phía, cuối cùng khoanh chân ngồi trong động quật, sau khi cảm thụ bốn phía một hồi, hắn lấy ra năm bộ trận pháp trùng lên nhau, mở ra toàn bộ. Đồng thời còn xuất ra một bộ trận pháp che lấp khí tức và chấn động, sau khi để linh thạch vào liền bày ra, làm xong những thứ này thì Hứa Thanh liền khoanh chân ngồi trong động quật thở ra một hơi thật sâu. Một cảm giác an toàn từ rất lâu mới có nổi lên trong lòng của hắn. Chúc cơ ở ngay chỗ này, hứa thanh cúi đầu nhìn túi chữ vật của mình, hắn đã mua số lượng thức ăn khá lớn với đủ loại món ăn khác nhau từ những thành trì khác biệt, những thức ăn này đầy đủ để sinh tồn ở nơi này nửa năm. Hắn không biết lần này mình chúc cơ cần phải mất thời gian bao lâu, nhưng hứa thanh đã chuẩn bị kế hoạch xong xuôi hết rồi, từ giờ trở đi hắn quyết định không ra ngoài nữa, cũng sẽ không suy nghĩ về bất cứ chuyện gì bên ngoài nữa hắn muốn dùng toàn bộ thân xác và tinh thần để đắm chìm vào bên trong việc đột phá. Nhưng mà trước khi tu hành, hứa thanh cảm thấy mình cần phải xử lý trước hai chuyện. Vì vậy hắn lấy ra que sắt màu đen, tay trái bấm niệm pháp quyết, linh năng lập tức tràn vào bên trong, hướng về phía lão tổ kim cương tông đang ngủ say, hung hăng chấn áp một chút, tiếng kêu thảm thiết lập tức từ bên trong que sắt truyền ra. Chủ tử, xảy ra chuyện gì vậy? Ta sai rồi, ta sai rồi, đừng giết ta. Ngài hãy nói cho ta biết ta sai ở đâu, để ta sửa đổi đi mà hứa thanh không thèm để ý mà vẫn tiếp tục chấn áp cho đến khi lão tổ kim cương tông không ngừng suy yếu đến cực hạt cuối cùng là hôn mê lúc này hứa thanh mới dừng tay hắn lo lắng lúc mình đang đột phá thì lão tổ kim cương tông sẽ đi ra ngoài quấy nhiễu bây giờ lão đã suy yếu đến trình độ như vậy hứa thanh cảm thấy không còn vấn đề nữa rồi sau đó hắn bấm niệm pháp quyết dùng một tầng rồi lại một tầng linh năng để phong ấn cho đến khi đáy lòng cảm thấy ổn rồi mới thu hồi lại cùng lúc đó theo cử động lần này của hắn, cái bóng ở một bên hiển nhiên là thấy toàn bộ, vì vậy nó cũng tự mình biết rõ, biên cuồng run rẩy. Hứa Thanh mặt không cảm xúc cúi đầu nhìn cái bóng, cái bóng càng lúc càng run rẩy kịch liệt, cuối cùng dưới ánh mắt của Hứa Thanh, nó đột nhiên đã tự mình bắt đầu xé rách, tựa như tự mình hại mình, khiến cho bản thân nứt ra mấy đạo khe hở. Chưa đủ, giọng nói của Hứa Thanh không có một tia gợn sóng, hóa lực lượng của thủy tinh màu tím trong cơ thể hóa thành lực lượng chân áp, lập tức oanh oanh hạ xuống khiến cho cái bóng càng ngày càng ảm đạm, cho đến khi tới trình độ gần như hoàn toàn tan vỡ, hứa thanh mới ngừng lại, chậm rãi nói một câu. Nếu như ta chúc cơ thất bại, trước khi chết ta cũng sẽ chấn chết người trước. Nói xong, hứa thanh không thèm để ý tới cái bóng nữa, giờ phút này khi hai đại tai họa ngầm trong cơ thể đã trở nên suy yếu, đáy lòng của hắn cũng đã hoàn toàn yên tâm, lấy ra linh thức đăng từ trên người, bắt đầu đốt nó lên. Trường 309, cầm đèn độc tu, 2 ngọn đèn lập tức tản ra ánh sáng lờ mờ, bao phủ hứa thanh ở bên trong. Bình thường mà nói, mỗi một lần đốt loại pháp khí dùng để che chở này lên cũng sẽ hình thành tiêu hao đối với bản thân nó, cho nên chỉ có một khắc khi đang đột phá trúc cơ thì tu sĩ mới mở nó ra. Coi như là thất huyết đồng tài đại khí thô cũng là như vậy, phần lớn đệ tử vào lúc sắp đột phá mới đi thuê nơi che chở trúc cơ, sẽ không dùng xa xỉ như thế. Nhưng hứa thanh cảm thấy không cần thiết, dù bây giờ hắn vẫn không có tính toán lập tức đột phá, mà muốn tu luyện cho linh hải của bản thân đạt đến cực hạt, nhưng đốt linh thức đăng lên lại không tốn tiền của hắn, thứ tiêu hao chính là linh tính của chiếc đèn này. Và lại hứa thanh cũng đã cảm thụ qua, hắn phát hiện linh tính của ngọn đèn này vẫn còn rất sung túc, vì vậy không đau lòng chút nào, lại lấy ra hai cái hộp ngọc. Một hộp chứa ba viên trúc cơ đan, hộp khác thì chứa hai viên. Hộp phía trước là đến từ chỗ đội trưởng, hộp sau thì là hứa thanh lấy được từ trên thi thể của tên nhân ngư tộc xui xẻo trong trúc cơ tháp hiển nhiên thân phận của đối phương rất cao, hẳn là đã ăn mấy viên rồi, nhưng bên trong vẫn còn thừa lại hai viên đan dược để dự phòng. Cất kỹ năm viên trúc cơ đan, biểu cảm của hứa thanh lộ ra vẻ thỏa mãn. Hắn thở sâu một cái, trong khi ánh sáng của linh thức đang bao phủ xuống chung quanh, hắn nhắm mắt lại bắt đầu tu hành. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh đã qua 7 ngày. Trong 7 ngày này hứa thanh không hề phân tâm, toàn tâm đắm chìm trong việc tu luyện, theo hóa hải kinh không ngừng được vận hành linh năng bốn phía nhanh chóng bay vào tới, linh hải trong cơ thể hắn cũng ầm ầm cuộn mình. Phạm vi của nó càng lúc càng lớn, từ 290 trượng đã biến thành 340 trượng. Cái phạm vi này đã vượt qua mức cao nhất bên trong ngọn núi thứ bảy của thất huyết đồng từ trước tới nay. Phải biết rằng thất gia lúc trước cũng chỉ là 270 trượng mà thôi, nhưng trước thất gia cũng không có ai đạt tới cái trình độ của lão cả. Hứa thanh ở trong một động quật không người biết, lần nữa tăng giới hạn cao nhất của linh hải lên. Linh hải 340 trượt, vậy thì trình độ dồi dào của nó cực kỳ kinh người, nếu mà hứa thanh bày toàn bộ linh hải ra, nhất định sẽ khiến cho cái mảnh rừng rậm này nổ vang, thậm chí nếu thất huyết đồng biết được việc này, sợ là từ trên xuống dưới đều chấn động. Chỉ là kết quả như vậy sẽ khiến cho cao tầng thất huyết đồng coi trọng hơn, nhưng nếu như tỏ ra quá trói mắt như thế ở thất huyết đồng, một nơi ngưng tụ toàn những người tới vì lợi ích, vậy thì kết cục cũng khó mà nói. Cho nên hứa thanh không có bất kỳ ý định sẽ công khai nào trong đầu, hắn chỉ muốn sống thật mạnh khỏe thanh danh gì đó thì hắn không thèm để ý hắn chỉ quan tâm xem mình có thể thuận lợi sống sót hay không và lại càng có thể sống tốt hơn một chút hay không mà muốn làm được như vậy ở trong cái thế giới tàn khốc này chỉ có một cách là biến thành càng mạnh hơn mà thôi giết chết toàn bộ địch nhân uy hiếp tới an toàn tính mạng của mình vậy thì mình liền an toàn đương nhiên nếu trong tình huống buộc phải lộ ra linh hải để có thể đạt được mục đích nào đó của hắn thì như vậy hứa thanh vẫn sẽ lo lắng nói cách khác khi không đạt tới lực lượng có thể chấn áp được bát phương, thì tốt nhất nên thu liếm mũi nhọn của bản thân lại, chỉ bộc phát ở một khắc đánh chết địch nhân mà thôi, như vậy mới là đạo sinh tồn của hắn. Hứa thanh thở sâu, thần sắc bình tĩnh rồi tiếp tục tu hành. Cứ như vậy, thời gian ngày lại trôi qua ngày, mỗi một ngày thì linh hải của hắn cũng đều tăng thêm phạm vi mười trượng, phảng phất như không có cực hạn vậy, việc này khiến cho nội tâm hứa thanh cũng càng ngày càng phấn khởi hơn. 350 trượng, 370 trượng, lại trôi qua 7 ngày nữa, linh hải trong cơ thể hứa thanh thình linh đạt đến trình độ 400 trượng, phạm vi này đã vượt qua đệ tử đại viên mãn bình thường của thất huyết đồng gấp 4 lần. Trong màn ánh sáng bao phủ của linh thức đăng, có thể thấy vào thời khắc này toàn thân hứa thanh cũng trở nên óng ánh hơn rất nhiều, phảng phất có vô số nước biển đang chảy trong cơ thể của hắn vậy, thậm chí hơi nước bốn phía cũng càng ngày càng trở nên nồng đậm hơn. Vẫn còn có thể tăng thêm một chút, hai mắt hứa thanh chấp chấp, tạm thời dừng tu hành lại, ăn một chút thức ăn, sau đó kiểm tra lại trận pháp cùng với phấn độc tản ra ở bên ngoài, sau khi xác định bốn phía trong khoảng thời gian này vẫn còn bình thường, hắn nghỉ ngơi một lát liền tiếp tục tu luyện. 410 trượng, 420 trượng, 430 trượng. Cho đến khi trôi qua thêm 7 ngày nữa, linh hải trong cơ thể hứa thanh đã đạt đến 470 trượng, rốt cuộc giờ khác này hắn đã cảm nhận được thân thể xuất hiện cảm giác đau đớn, không chịu nổi nữa. Loại đau đớn này thật giống như thân thể đã trở thành một cái túi nước căng phồng, nước bên trong đã đầy ắp, bản thân hắn cũng đã tới cực hạn, phảng phất như muốn nứt ra. Hô hấp của Hứa Thanh có chút dồn dập, sau khi trầm ngâm thì hắn hung hăng nghiến răng, lại tiếp tục tu luyện nữa, lần này tốc độ của hắn rõ ràng đã chậm lại, phạm vi gia tăng mỗi ngày bắt đầu giảm xuống, từ mỗi ngày 10 trượng biến thành mỗi ngày 5 trượng. Và lại càng về sau thì sự gia tăng lại càng chậm, cảm giác cơ thể sắp nổ tung cũng càng ngày càng mãnh liệt, cho đến hơn nửa tháng sau, rốt cuộc hắn thúc đẩy linh hải trong cơ thể đến một trình độ kinh người, 500 trượng. Loại phạm vi này nghe thấy liền hoảng sợ, thậm chí toàn thân Hứa Thanh bây giờ cũng đang đau đớn vô cùng, phảng phất như đang vỡ vụn, mà thủy tinh màu tím cũng đang biên cuồng chữa trị khôi phục cho hắn. Cực hạn, Hứa Thanh nhẹ giọng nói nhỏ. Bây giờ hắn cảm giác cho dù mình chỉ hoạt động nhẹ một chút, cũng đều cảm thấy vô cùng khó khăn, phảng phất như bản thân đeo cả dãy núi và biển khơi trên lưng vậy, nặng nề vô cùng, thậm chí có một loại cảm giác cực kỳ áp lực. Tuy có thủy tinh màu tím đang cố gắng khôi phục. Nhưng Hứa Thanh hiểu rõ, loại trạng thái này của hắn không cách nào liên tục duy trì quá lâu. Như vậy thì, bắt đầu chúc cơ, trong mắt Hứa Thanh lộ ra vẻ quyết đoán, không chút do dự đưa tay cầm lấy viên chúc cơ đan trước mặt, một hơi nuốt vào. Tựa như lại nhồi nhét thêm đồ kích thích, linh hải 500 trượng trong cơ thể lập tức nổ tung, hình thành một cơn sóng kinh người giống như bài sơn đảo hải, điên cuồng dũng mãnh lao tới từng chỗ trong cơ thể Hứa Thanh. Lần cảm ứng chúc cơ đầu tiên, bắt đầu, chương 310, quỷ dị thổi đèn một từ ngưng khí đột phá đến trúc cơ, chia làm ba giai đoạn lớn. Giai đoạn thứ nhất là bộc phát linh năng toàn thân để trùng kích về toàn bộ khu vực trong cơ thể, tìm kiếm cùng cảm ứng vị trí của pháp khiếu, tìm ra toàn bộ chúng nó từ những nơi ẩn nấp trong cơ thể, sau đó phải một mực nhớ kỹ toàn bộ vị trí của những đạo pháp khiếu này, điều này có liên quan tới vấn đề đột phá trong tương lai. Đồng thời số lượng pháp khiếu cũng là như vậy, do đây là giai đoạn cảm ứng trọng điểm, cho nên quá trình này có thể tiến hành nhiều lần. Hiệu dụng của trúc cơ đan cũng là để dùng trong lúc này. Toàn bộ quá trình này gần như là chiếm hơn phân nửa thời gian của quá trình trúc cơ rồi. Giai đoạn thứ hai chính là hội tụ lực lượng linh hải trong cơ thể, toàn lực phóng tới vị trí pháp khiếu thứ nhất, hoàn toàn phá mở nó ra, hoàn thành lần phá khiếu đầu tiên. Sau khi dung nạp linh năng vào đầy trong pháp khiếu vừa được mở ra, liền có thể hóa linh năng thành vòng xoáy, đản sinh ra luồng pháp lực đầu tiên của tu sĩ. Pháp lực vừa xuất hiện, liền dùng nó chạy khắp toàn thân cải tạo máu thịt tu sĩ, khiến cho cấp độ sinh mệnh xuất hiện một bước nhảy, đây cũng là giai đoạn thứ ba. Đến lúc này, khi hoàn thành cả ba giai đoạn, thì tu sĩ đó mới tính là bước vào cảnh giới trúc cơ. Nói thì đơn giản, nhưng chân chính có thể hoàn thành được ba khâu này ở trong thực tế thì cần phải chuẩn bị 10 phần vẹn toàn, cùng với phải có vận khí nhất định mới có thể làm được. Giờ phút này hứa thanh đang làm giai đoạn thứ nhất, theo linh hải rộng tới 500 trượng bộc phát trong cơ thể hắn, một luồng sóng lớn đang khuếch tán trong khắp nơi trong cơ thể bắt đầu tìm kiếm pháp khiếu pháp khiếu không phải là huyệt vị cho nên vị trí của chúng nó trong cơ thể mỗi người với mỗi tư chất khác nhau đều sẽ khác biệt không hề giống nhau mà linh năng của bản thân hùng hậu khiến cho hứa thanh có thể kéo dài nhiều thời gian hơn cũng có thể chọn nhiều loại phương thức để cảm ứng bây giờ hắn đang chuẩn bị sử dụng phương thức dò xét cường tham của bên trong ngọc giản của đinh tuyết hướng dẫn phương pháp cường tham là dùng toàn bộ linh năng của bản thân khuếch tán ra khắp toàn thân mượn nhờ phương pháp trùng kích cuồng bạo này để làm lộ ra vị trí của pháp khiếu đây là đòn sát thủ cuối cùng của rất nhiều đệ tử ngưng khí dùng trong giai đoạn này nhưng đối với hứa thanh mà nói hắn chỉ cần dùng một bộ phận linh năng là có thể hoàn toàn làm được việc này hắn cũng không hề kỳ vọng một lần cảm ứng bằng phương pháp cường tham liền có thể tìm được đầy đủ pháp khiếu của bản thân mà hắn chỉ dự định thử nghiệm làm quen trước một chút mà thôi vì vậy hắn chỉ tản ra hai thành lực lượng của linh hải cũng chính là 100 trượng. Tuy chỉ là hai thành, nhưng đối với đệ tử thất huyết đồng bình thường mà nói, đây đã là tất cả bộ phận linh hải của bọn họ rồi. Giờ phút này trong cơ thể hứa thanh vang lên tiếng nổ, linh hải 100 trượng từ vùng đan điền bộc phát, như nước thủy chiều vậy, theo kinh mạch, máu thịt, xương cốt đổ vào khắp mọi nơi trong cơ thể hứa thanh. Theo thủy chiều khuếch tán, kinh mạch của hắn giống như những con sông, linh hải cuộn mình tựa như từng con hải long, lướt qua rất mãnh liệt. Về phần máu thịt, xương cốt cùng với lục phủ ngũ tạng ngoài kinh mạch lại như những thửa ruộng cạn vậy, lập tức được linh năng bao phủ để bồi dưỡng, đồng thời cũng bắt đầu cảm giác và tìm kiếm pháp khiếu. Rất nhanh hắn liền phát hiện ở trong một vài kinh mạch thình lình tồn tại một số vòng xoáy rất nhỏ, vị trí của chúng nó rất bí ẩn, chỉ khi phồng toàn bộ kinh mạch lên mới có khả năng phát hiện ra được. Những vòng xoáy kia tựa như thiên môn vậy, khi linh năng tràn ngập liền mơ hồ lộ ra một cỗ khí tức huyền diệu vô cùng. Sau khi hứa thanh cảm giác được những khí tức này, trong đầu của hắn lập tức hiểu ngay, chúng nó chính là pháp khiếu. Mà vị trí của những đạo pháp khiếu huyền diệu này không chỉ tồn tại trong kinh mạch, hắn cũng phát hiện một số vị trí huyền diệu như vậy ở trong máu thịt bên ngoài kinh mạch cùng trong lục phủ ngũ tạng. Chín người mốt vị trí, trong mắt hứa thanh lóe lên một tia sáng, theo lần cảm ứng đầu tiên của hắn kết thúc, linh năng trong cơ thể liền như thủy triều hạ xuống vậy, chậm rãi dần dần tản đi. Dựa theo thông tin về trúc cơ mà hắn thu được từ trước tới giờ, Thứ ảnh hưởng tới khi cảm ứng pháp khiếu chính là dị chất, mà trên lý luận thì số lượng pháp khiếu cực hạn chính là 120 đạo, nói như vậy thì người phát hiện ra 80 đạo pháp khiếu cũng đã là người có tư chất không tệ rồi, người phát hiện ra 90 đạo pháp khiếu thì chính là người rất giỏi. Lấy điều kiện dùng 30 đạo pháp khiếu liền có thể hình thành một đoàn mệnh hỏa để tính toán, vậy thì lúc này đại biểu tương lai của hắn đã có thể hình thành ba đoàn mệnh hỏa rồi. Nếu như hứa Thanh giờ phút này không để ý số lượng pháp khiếu trong lòng mà nói, Vậy thì hắn có thể lập tức tiến hành giai đoạn thứ hai, phá vỡ một cái pháp khiếu đầu tiên, sau đó hình thành vòng xoáy và sinh ra pháp lực. Nhưng trong cơ thể ta không hề có dị chất, tại sao chỉ cảm ứng được 91 đạo pháp khiếu? Hứa Thanh trầm ngâm, một lát sau hắn cảm thấy có lẽ đây chính là do tư chất. Trước khi thần linh đến thế giới này, cái thế giới này cũng không hề có dị chất, khi đó tu sĩ tu hành không hề dựa vào trình độ thuần khiết trong cơ thể, mà là dựa vào tư chất của bản thân. Chỉ bất quá tới thời đại bây giờ tư chất gì đó đối với tuyệt đại đa số tông môn và thế lực mà nói đã không còn trọng yếu nữa chỉ có những hạt giống được ký thác hy họng lớn ở trong những thế lực lớn mới phải xem xét tư chất nói cách khác tư chất của ta quyết định số lượng pháp khiếu ta có thể cảm ứng được ở trong cơ thể dù trong cơ thể của ta không có dị chất nhưng vẫn sẽ có một số vị trí pháp khiếu ẩn nấp vô cùng sâu như cũ không cách nào để ta tìm được hứa thanh như có điều suy nghĩ trong ánh mắt chậm rãi lộ ra tia sáng hắn cảm thấy giờ phút này không tìm được cũng không sao Tư chất của mình có hạn cũng không sao cả, chỉ cần linh năng trong cơ thể đầy đủ, vậy thì dù những pháp khiếu này có ẩn nấp sâu, cũng không phải là không có biện pháp tìm được. Một lần không tìm được, vậy thì hai lần, ba lần, vẫn không tìm được thì liền dùng năm lần sáu lần. Chương 311, quỷ dị thổi đèn hai. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh khép kín hai mắt lại, trầm ngâm một hồi rồi phân ra một nửa linh hải còn lại trong cơ thể. Linh hải 200 trượng lần nữa bộc phát về khắp nơi trên thân thể, bắt đầu lần cảm ứng thứ hai. Loại linh hải hùng hậu đến trình độ như thế này đã vô cùng kinh người, vượt qua tu sĩ bình thường rất nhiều. Dưới sự bộc phát của hắn, kinh mạch toàn thân hắn lập tức bành trướng, máu thịt và lục phủ ngũ tạng đều được linh năng tràn ngập, xương cốt cũng là như vậy, toàn thân trong ngoài đều tràn ra chấn động mãnh liệt. Bởi vì lực lượng trùng kích thật sự là quá lớn, cho nên trong thời gian ngắn liền có thêm năm đạo pháp khiếu lộ ra từ các nơi ẩn giấu. Pháp khiếu được cảm ứng tới đã trực tiếp đạt đến con số 96 đạo. Nhưng linh năng trong lần cảm ứng thứ hai vẫn đang còn dư lại rất nhiều, giờ phút này vẫn không tiêu tán mà vẫn đang trùng kích cuồng bạo trong cơ thể, nhanh chóng tìm tòi tới các vị trí khác. Nguyên lý này giống như là thổi căng một quả bóng vậy, khi nó bị thổi căng sẽ khiến cho những vị trí bí ẩn tồn tại trên người nó lộ ra, nếu như những chỗ ẩn giấu càng sâu, vậy thì hãy khiến cho quả bóng này càng căng thêm một chút. Linh năng của ta đầy đủ, trúc cơ đan cũng đầy đủ. Hứa Thanh nheo mắt lại, Linh hải 200 trượng còn lại trong cơ thể vào lần cảm ứng thứ hai vẫn chưa kết thúc, vẫn đang ầm ầm bộc phát, nhanh chóng cảm ứng. Nhưng vào lúc này, dị biến đột nhiên nổi lên, hứa thanh đang khoanh chân đả tọa bên trong địa quật, linh thức đang vốn dĩ vẫn đang phát sáng như bình thường, hình thành ánh sáng bao phủ hứa thanh vào bên trong. So sánh với bóng tối ở bốn phía thì hắn giống như được che chở ở trong ánh quang minh vậy. Nhưng giờ phút này tựa như có những tồn tại vô hình tạo thành từng cơn gió thổi tới, hỏa diễm lập tức lay động, ngọn lửa của linh thức đang lập tức xuất hiện dấu hiệu lung lay muốn tắt. Và lại theo ánh sáng của linh đang lay động, tường đất bốn phía của động quật cùng với mặt đất lại hiển lộ ra vô số tồn tại âm u, thân hình của chúng nó giống như chưa hoàn chỉnh vậy, không nhìn rõ được cụ thể, chỉ có thể nhìn thấy từng đoàn từng đoàn thân ảnh mơ hồ hư ảo. Phảng phất như chúng nó là những tồn tại ở trong những khe hẹp của thời gian và không gian, không hề có bộ dáng cụ thể. Ngày bình thường thì phần lớn chúng nó đều mơ mơ màng màng, nhưng hôm nay bởi vì hứa thanh cảm ứng pháp khiếu cho nên đã lộ ra khí thức của mình vào trong thế giới mà bọn nó tồn tại, cũng khiến cho những con ở gần chỗ hứa thanh lộ ra khí thức bị thu hút tới. Mà chỗ thế giới của bọn nó hình như rộng lớn vô hạn, loại khí thức như hứa thanh đã rất lâu rồi không hề lộ ra, nhưng lại cách nhau cũng rất xa, cho nên thường thường chỉ thu hút được những con quỷ dị ở khu vực gần nơi khí thức phát ra tìm tới. Chỉ là hỏa diễm của linh thức đang rõ ràng có thể hình thành áp chế đối với chúng nó, khiến cho giờ phút này chúng nó đã tới được bốn phía quanh động quật nhưng lại không cách nào lao lên nhưng những luồng tham niệm trên người chúng nó lại càng lúc càng mãnh liệt loại tham niệm này gần như đã hóa thành thực chất đã trở thành vô số cảm giác ác ý khiến cho giờ phút này hứa thanh đang nhắm mắt cũng có thể cảm thụ tới làm tâm thần của hắn lập tức chấn động hắn không biết những thứ kia là cái gì trên ngọc giản chúc cơ cũng không nói rõ về cái này nhưng hắn biết rõ một khi bị những thứ ác ý này xâm nhập vậy thì mình nhất định sẽ chúc cơ thất bại cũng may mặc dù linh tức đang chỉ là pháp khí thông thường, nhưng nó cũng không tùy tiện liền bị dập tắt, giờ phút này mặc cho ngọn lửa đang lay động kịch liệt, nhưng ánh sáng từ ngọn đèn vẫn bao phủ quanh người Hứa Thanh như trước. Hứa Thanh thở sâu, hắn biết mình không có thời gian để lãng phí, cho nên giờ phút này hắn liền toàn lực vận hành linh hải trong cơ thể, lần nữa cảm ứng vị trí của những đạo pháp khiếu. Trong lúc cơ thể vang lên tiếng nổ, hắn lại tìm được thêm 7 đạo pháp khiếu, đạt đến con số 103 đạo pháp khiếu cách lý luận cực hạn 120 đạo, còn kém 17 đạo. Tiếp tục, hứa thanh hung hăng nghiến răng, khuếch tán linh hải trong cơ thể tạo thành thủy triều không ngừng lên xuống, không ngừng trùng kích toàn thân. Thanh âm tách tách bỗng nhiên truyền ra, lại xuất hiện thêm bốn đạo pháp khiếu ẩn giấu. 107 đạo, cùng lúc đó, quỷ ảnh ở bốn phía cũng càng ngày càng nhiều, bọn chúng phát ra âm thanh gầm rú, bay vờn quanh bốn phía hứa thanh, cũng không ngừng thổi từng cơn gió lạnh về phía linh thức đăng, khiến cho ngọn lửa bên trong linh thức đang càng lúc càng lắc lư mãnh liệt hơn, giống như tùy thời có thể bị dập tắt. Hứa Thanh không rảnh để ý tới những thứ này, giờ phút này hắn mở mắt ra rồi lập tức lấy một viên trúc cơ đan nuốt vào, linh hải khô héo bên trong lập tức có linh năng nổ tung ầm ầm. Từ bên trong trúc cơ đan bạo phát ra chấn động linh năng kinh người nên Hứa Thanh không hề chần chờ gì cả, lập tức đưa cỗ linh năng này khuếch tán ra toàn thân, khiến cho toàn thân hắn xuất hiện cảm giác bành trướng mãnh liệt tựa như toàn bộ thân thể trong thời khắc này đang bị thổi căng ra vô hạn vậy. Theo rồi rào linh năng tràn vào, ba lượt cảm ứng đều không phát hiện ra thêm pháp khiếu, nhưng lúc này khi thân thể nổ vang, nháy mắt lại xuất hiện được thêm ba đạo pháp khiếu, đạt tới con số 110 đạo pháp khiếu. Hô hấp của hứa thanh rồn rập, giờ tay đưa lên một chảo, cả hộp trúc cơ đan bị hắn hút tới tay, ba viên trúc cơ đan bên trong đều bị hắn một hơi nuốt vào toàn bộ. Trong cơ thể vang ra tiếng nổ, ba viên trúc cơ đan hóa thành ba con hải long cuồng bạo, lần nữa phóng vào trong cơ thể, thanh âm oanh oanh bộc phát khắp nơi, thân hình của hắn phảng phất không chống đỡ nổi nữa, cả người bành trướng đến cực hạn, lúc này. Một chỗ rồi lại một chỗ pháp khiếu ẩn nấp cực kỳ kỹ lần lượt lộ ra. 111, 113, 115, cho đến 118 đạo pháp khiếu. Giờ phút này, hứa thành chỉ còn có hai đạo pháp khiếu nữa là có thể đạt đến cực hạt, nhưng khi toàn bộ tâm trí hắn đang đắm chìm ở trong cơ thể để đi tìm tòi từng vị trí một trong cơ thể, bởi vì giờ phút này hắn đã cảm ứng được quá nhiều vị trí pháp khiếu, khí tức đã tràn ra quá nồng cho nên quỷ dị bị thu hút tới cũng đã trở nên nhiều vô số kể. Những người khác đột phá, nhiều nhất là cảm ứng tới khoảng 90 mấy đạo pháp khiếu mà thôi, nhưng hứa thanh ở nơi đây đã gần như đạt đến mức vô hạn cuối cùng. Khí tức nồng đậm như thế, thật giống như một bó đuốc cực lớn trong đêm tối vậy, sức hấp dẫn quá lớn. Mà chất lượng bản thân linh thức đăng lại không phải là loại tốt nhất, có thể kiên trì tới giờ phút này cũng đã là cực hạn rồi, dù sao đối với nó mà nói, nó chưa từng che chở qua tu sĩ nào như hứa thanh cả. Giờ phút này ngọn lửa của nó đang lay động cực kỳ mãnh liệt, cuối cùng trong một trận gió lạnh kinh người thổi qua, bỗng nhiên dập tắt. chương 312, Hoa Cái Chiếu Giỏi một Ngay một khắc khi ngọn đèn bị dập tắt, nháy mắt khi ánh sáng bảo vệ bốn phía do ánh lửa biến mất thì vô số quỷ dị chung quanh giường như phát ra tiếng cười chói tai, mang theo sự khát vọng và tham lam trước đó chưa từng có, từ bát phương đổ ập đến phía hứa thanh nhưng cũng trong nháy mắt này, một luồng ánh sáng còn trói mắt hơn rất nhiều so với linh tức đang lúc trước, thậm chí căn bản là không cách nào so sánh hai cái này với nhau, tựa như so trăng sáng cùng với ngọn lửa vậy, ánh sáng này từ trước mặt hứa thanh tràn ra, bao trùm khắp bát phương. Tựa như cả thiên địa cũng sáng lên, toàn bộ quỷ dị trong thời khắc này đều phát ra âm thanh thê lương thảm thiết, thân hình bọn nó trực tiếp hóa thành cho bụi, tiêu tán ngay lập tức. Trước mặt hứa thanh xuất hiện một ngọn đèn màu đen giống như đang cháy đúng là trí bảo mà hắn thu được từ chỗ đảo của nhân ngư tộc mệnh đăng ngọn đèn này vẫn chưa được đốt cháy đó chỉ là tia sáng là từ bản thân mệnh đăng tràn ra nhìn như là đang cháy nhưng thực ra lại không phải vậy mặc dù như thế nhưng tia sáng mà bản thân mệnh đăng tràn ra vẫn rất kinh người nó lập tức bao phủ ở quanh người hứa thanh khiến cho những quỷ ảnh bên ngoài như là thiêu thân lao đầu vào lửa vậy khi mà hơn phân nửa đám quỷ dị tiêu tán mặc dù bốn phía vẫn còn có quỷ dị xót lại, nhưng rõ ràng bọn nó đã kiêng kỵ không dám tới gần nữa. Mà hứa thanh cũng mượn nhờ cơ hội này, phát hiện ra manh mối ở ngay chỗ trái tim mình. Trong nháy mắt sau đó, theo linh năng tràn vào, theo tiếng nói vang vọng ở trong đầu hắn, theo thân thể của hắn chấn động mãnh liệt, hội tụ những yếu tố này thì rốt cuộc hắn đã tìm ra vị trí của hai đạo pháp khiếu cuối cùng. Đã đạt tới 120 đạo pháp khiếu, từ xưa đến nay không có ai ở thất huyết đồng có thể làm được việc này, cảm ứng ra 120 đạo Pháp khiếu là chuyện gần như không tưởng, là chuyện hoang đường gần như chỉ có trên lý thuyết. Mà vị trí Pháp khiếu cũng chỉ có thể cảm giác ra ở ngay một khắc khi tu sĩ trúc cơ mà thôi. Cho nên, thời điểm này tu sĩ nào cảm giác ra bao nhiêu đạo Pháp khiếu, vậy thì cũng đã cơ bản quyết định tương lai cuối cùng của tu sĩ đó. Thậm chí không chỉ là ở thất huyết đồng, tuyệt đại đa số thế lực và tông môn đều là như thế, người như vậy rất hy hãn xuất hiện, tựa như trong truyền thuyết. Cho nên bên trong Ngọc Giản mà Hứa Thanh thu được, lý luận cực hạn cũng chỉ tới 120 đạo pháp khiếu là hết. Về phần sau khi đạt tới cực hạn là 120 đạo pháp khiếu sẽ như thế nào, liền không có giới thiệu gì nữa, thử liên tưởng cũng không hề có. Nhưng giờ phút này Hứa Thanh đã biết, sau khi cảm ứng ra hết 120 đạo pháp khiếu, đáy lòng của hắn lại sinh ra một cảm giác thông thấu, cảm giác này để khiến hắn mơ hồ hiểu được, thật ra 120 đạo pháp khiếu không phải là cực hạn về phần pháp khiếu sau 120 đạo này, thì không phải thời điểm bây giờ có thể cảm ứng ra ngay được, cần hắn chân chính giải khai hết 120 đạo pháp khiếu rồi mới có thể tiếp tục tìm kiếm. Nhưng hắn có một loại cảm giác mơ hồ, đạo pháp khiếu sau 120 đạo pháp khiếu này sẽ giống như là tăng vọt lên về chất, tương lai chỉ cần mỗi lần hắn tìm ra thêm một cái thôi, cũng đều sẽ khiến cho bản thân hắn thuê biến, tạo thành biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hứa thanh thở sâu, nội tâm vô cùng chờ mong, nhưng hắn biết rõ bây giờ không phải là lúc đi suy tư việc này, tạm gác lại để tương lai rồi tính. Vậy thì, bắt đầu giai đoạn thứ hai, mở ra pháp khiếu thứ nhất. Hứa thanh giơ tay phải lên cách không vung một chảo, hút viên trúc cơ đan cuối cùng vào bàn tay. Một hơi nuốt vào, linh hải trong cơ thể lập tức ầm ầm bộc phát, tạo thành từng đợt thủy chiều lên xuống, ầm ầm đổ về phía đạo pháp khiếu mà hắn phát hiện đầu tiên ở trong cơ thể. Cảm giác va chạm trước đó chưa từng có xuất hiện trên người hứa thanh, hắn cảm thấy tựa như mình bị một con mãnh thú đang lao với tốc độ cao đụng vào vậy một khắc này thân thể hắn dường như muốn tan vỡ mà đạo pháp khiếu thứ nhất trong cơ thể hắn cũng được mở ra giống như là khai thiên tích địa vậy hắn mở pháp khiếu ra pháp khiếu liền hóa thành một điểm sáng tỏa ra ánh sáng rực rỡ trong đó còn hình thành hỏa diễm theo rất nhiều linh năng tràn vào bên trong liền hóa thành một vòng xoáy vòng xoáy ầm ầm xoay tròn khí tức trong cơ thể hắn lập tức xuất hiện biến hóa kịch liệt hỏa diễm bốc lên rồi không ngừng khuếch tán một sợi lửa sáng ngời dường như được áp súc tận cùng chậm rãi bay lên từ bên trong vòng xoáy. Sợi lửa này giống như một sợi tơ vậy, cái này cũng chính là pháp lực của trúc cơ. Một sợi tơ này cũng đã vượt qua ngưng khí đại viên mãn rất nhiều, căn bản là giữa cả hai tồn tại chênh lệch về cấp độ. Lúc này sợi tơ đang không ngừng bay lên, từ trên người nó tản mát ra một luồng ánh sáng chói mắt, cũng bộc phát ra nhiệt độ kinh người, khiến cho giờ phút này thoạt nhìn trong cơ thể Hứa Thanh như bị một luồng ánh sáng to lớn chiếu rọi mà vòng xoáy linh hải bên trong pháp khiếu của hứa thanh cũng vượt qua khỏi tu sĩ tầm thường. Lúc hắn ngưng khí đã đạt được mức cực hạn của linh hải là 500 trượng, ưu thế này cũng được thể hiện cực lớn khi đột phá trúc cơ. Pháp khiếu của hắn, tương tự cũng có thể dung nạp vòng xoáy do linh hải 500 trượng biến thành, kể từ đó pháp lực đản sinh ra cũng càng nồng đậm hơn nhiều so với tu sĩ tầm thường. Ngay khi sợi pháp lực vừa ra, khí tức hứa thanh trong nháy mắt liền thay đổi, pháp lực lập tức chạy nhanh chóng khắp trong cơ thể hứa thanh, những nơi nó đi qua, thân thể của hắn liền xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đầu tiên là kinh mạch, theo pháp lực chạy tới, kinh mạch của hắn đã trở nên càng thêm cứng cỏi, thậm chí mơ hồ có thể thấy được từng đạo phù văn thiên nhiên từ bên trên, giống như chúng nó tự hình thành sẵn bên trong kinh mạch vậy. Sau đó là máu thịt, máu thịt cũng đồng dạng được cải biến từng khúc khi sợi tơ pháp lực nhanh chóng chạy qua, thậm chí nếu như có thể phóng đại ra để nhìn vào bên trong, thì có thể thấy hết thảy vật chất cấu tạo thành máu thịt của hắn đều đã xuất hiện biến hóa về chất tiếp theo là xương cốt cùng với lục phủ ngũ tạng toàn bộ khu vực này bây giờ đều đang vang lên tiếng nổ xương cốt của hắn trở nên càng cứng rắn hơn phía trên cũng xuất hiện những đường vân thậm chí máu thịt và ngũ tạng cũng đều như vậy đây cũng chính là cơ thể pháp thân một khắc khi tu sĩ bước vào cảnh giới trúc cơ cấp độ sinh mệnh sẽ tựa như nhảy vọt một bước từ cơ thể phàm trần hóa thành pháp thân theo pháp thân được hình thành theo pháp lực tràn ngập một cỗ chấn động vượt xa ngưng khí từ trên người hứa thanh ẩm ẩm bộc phát ra khuếch tán về bốn phía, lúc này hứa thanh mở mắt ra, bên trong mắt lập tức lộ ra hào quang màu tím rất chói mắt. Hắn nhớ tới bên trên ngọc giản trúc cơ từng nói, đệ tử tu thành long kình biển cấm vào lúc trúc cơ có thể có lợi hơn so với người khác, đó là họ có thể mở ra đạo pháp khiếu thứ hai. Mà ngay một khắc trúc cơ liền mở ra pháp khiếu thứ hai, như vậy thì người đó sẽ có nhiều hơn người khác một lần cơ hội cải tạo lại thân thể, loại chuyện này cũng duy chỉ có chớp mắt khi Chúc cơ mới xuất hiện từ đó về sau thì bất kể mở ra thêm đạo pháp khiếu nào cũng sẽ không còn tiền lệ như thế nữa. Cho nên cơ hội này rất là chân quý, và lại cái pháp khiếu này cũng sẽ trở thành pháp khiếu bổn mạng thứ hai của người đó. Hứa thanh giơ hai tay ra rồi chợt phung lên, long kình biển cấm với hình dạng xà cảnh long đã được hình thành lại sau khi thương thế của hắn khôi phục, lập tức xuất hiện ở bên ngoài thân thể của hắn. Nó lập tức bị áp xúc đến cực hạn, thu nhỏ lại cỡ như một cái nắm đấm, sau đó chợt bị hứa thanh há miệng rồi trực tiếp nuốt xuống, khi xà cảnh long vào trong cơ thể liền phát ra tiếng gào thét vui sướng, sau đó bỗng nhiên phóng thẳng đến vị trí pháp khiếu thứ hai của hứa thanh. Âm thanh nổ vang lại vang vọng, pháp khiếu thứ hai. Mở ra, xà cảnh long nhảy vào trong đó, hóa thành vòng xoáy linh hải 500 trượt, hỏa diễm từ bên trong bốc lên, sợi tơ pháp lực thứ hai cũng được áp xúc từ bên trong hiển lộ. chương 313, Hoa Cái Chiếu Giỏi Hai, sau khi sợi pháp lực thứ hai xuất hiện cũng đồng dạng chạy khắp toàn thân hứa thanh, lần nữa ra chỉ cường hóa thân thể của hắn. Cùng lúc đó, quỷ ảnh bốn phía giống đã bị thu hút đến cực hạt lần nữa cố gắng tới gần, ý đồ áp chế ngọn đèn màu đen, nhưng chúng nó vẫn không có cách nào làm được. Nhưng rất nhanh, một cỗ gió lạnh trước đó chưa từng có, giống như một cơn gió bão gào thét đến, tựa như có một đại hung trong đám quỷ ảnh đã bị hấp dẫn tới nơi này, chờ thổi luồng gió lạnh về phía ngọn đèn màu đen. Mặc dù vẫn là không cách nào thổi tắt mệnh đăng, nhưng cũng có thể khiến cho nó lờ mờ đi một chút, mượn nhờ cơ hội ánh sáng hơi lờ mờ đi này hình như con đại hung không nhìn thấy này vô cùng hưng phấn phát ra tiếng gào thét không âm thanh ngay lập tức nó phân ra một đám hư ảnh bay về phía hứa thanh mắt thấy sẽ lập tức tới gần đang định nhảy vào mi tâm của hắn nhưng theo tia sáng của mệnh đang lập lòe một đám hư ảnh này vẫn bị cản lại bọn chúng mang theo vẻ không cam lòng lại lùi trở về nhưng trong nháy mắt tiếp theo cái bóng trên mặt đất bị hứa thanh chấn áp không thể di chuyển lúc trước tựa như người thấy được mùi của Mỹ vị vậy, đột nhiên nó phóng thẳng đến hư ảnh kia. Không đợi hư ảnh kịp lùi về, đã bị cái bóng nháy mắt lướt tới gần, nó tựa như ăn điểm tâm vậy, mở ra cái miệng rộng và trực tiếp nuốt xuống. Trong khi con đại hung gào thét, thì dường như cái bóng rất là thỏa mãn nức một cái, sau đó nhìn về phía hứa thanh, mơ hồ hiện ra vẻ hung hăng. Nhưng cuối cùng nó vẫn run rẩy vài cái, hình như nhớ lại ký ức chấn áp đáng sợ, cho nên nó không dám ra tay, lại trở về dưới chân hứa thanh, sau đó nó lại tiếp tục bày ra bộ dáng vụn nát lung lay sắp vỡ, nằm ở nơi đó trông vô cùng buồn chán. Mà vào giờ phút này toàn bộ quỷ dị ở bốn phía cũng đều dừng lại, tựa như bên trong bầy cá tự nhiên xuất hiện thêm một con cá mập vậy, trong chốc lát đồng loạt rút lui, ngay lập tức liền tiêu tán không còn. Hứa thanh mở ánh mắt ra, cúi đầu nhìn cái bóng. Giờ phút này cái bóng cũng hơi run rẩy, bên trên lập tức xuất hiện thêm nhiều khe hở, hứa thanh nheo mắt lại, hắn cũng không biết là thiệt hay giả, nhưng hắn tạm thu hồi ánh mắt, sau đó kiểm tra bên trong thân thể của mình một chút, lúc này thân thể của hắn đã được cường hóa thêm lần nữa, trong cơ thể vang ra từng tiếng nổ ngập trời, đó chính là tiếng trái tim nhảy lên. Như những hồi chống trận, mà sợi pháp lực thứ hai cũng đang nhanh chóng dung hợp lại với sợi pháp lực thứ nhất, hóa thành một đám pháp lực. Một đám pháp lực này khiến cho thân thể hứa thanh tràn ngập ánh lửa, hai cái pháp khiếu bên trong cơ thể đang không ngừng có hỏa diễm đốt cháy linh hải, Pháp lực đang không ngừng được hình thành và không ngừng hội tụ, chiếu sáng cả một mảnh rồi chiếu sáng toàn bộ khu vực toàn thân, sau đó tản ra tới bên ngoài. Khí tức mạnh mẽ vượt qua hắn lúc trước rất nhiều, căn bản là không có cách nào đi so sánh, đó là khác biệt trên cấp độ. Thậm chí Hứa Thanh so sánh với những chút cơ đã gặp, chỉ nhìn riêng từ mặt pháp khiếu liền có thể thấy giữa cả hai sẽ tồn tại chênh lệch không nhỏ. Pháp khiếu trong cơ thể bọn họ rõ ràng không có trói mắt bằng pháp khiếu của Hứa Thanh. Mục đích mở ra pháp khiếu là vì tu luyện mệnh hỏa. 30 pháp khiếu có thể hình thành đoàn mệnh hỏa thứ nhất. Tu ra mệnh hỏa mới thật sự là trúc cơ sơ kỳ, đoàn mệnh hỏa thứ hai chính là trúc cơ trung kỳ. Cũng chỉ có tạo thành đoàn mệnh hỏa mới có thể triển khai ra năng lực đạt tiêu chí của tu sĩ trúc cơ huyền diệu thái. Hứa Thanh thì thào nói nhỏ, thông qua ngọc giản nêu kiến thức về trúc cơ nên hắn biết rõ một điều, sau khi tu sĩ trúc cơ đã có mệnh hỏa, bình thường đều sẽ không đốt nó lên. Bởi vì tiêu hao của huyền diệu thái là cực kỳ khủng bố nhưng đồng dạng sau khi mở ra huyền diệu thái, chiến lực của họ cũng liền trở nên cực kỳ kinh người. Cho nên hầu như toàn bộ tu sĩ trúc cơ đã hình thành mệnh hỏa cũng chỉ mở huyền diệu thái vào lúc chiến đấu, mà bình thường dù không mở ra huyền diệu thái, bởi vì pháp lực và pháp thân cường hán cũng đủ để họ ứng phó một số chuyện. Như vậy xem ra, lão tổ Kim Cương Tông vẫn chưa có hoàn thành 30 đạo pháp hiếu, cho nên khi chiến đấu với ta mới bị như thế. Ta phải nhanh chóng mở ra 30 đạo pháp hiếu trong mắt hứa thanh lộ ra sự cảnh giác cùng vẻ chờ mong mãnh liệt, hắn cảnh giác chính là vì tu sĩ trúc cơ không phải đơn giản như mình đã nghĩ, chờ mong chính là sau khi mình hình thành mệnh hỏa, cũng có thể mở ra huyền diệu thái, đồng thời còn có mệnh đăng. Mệnh đăng là trí bảo mà các đại tông môn và thế lực lớn đều khát vọng, có một mệnh đăng liền tương ứng là có thêm lực lượng của một đoàn mệnh hỏa. Nhưng mà muốn sử dụng thì cần phải hình thành đoàn mệnh hỏa thứ nhất, sau đó mới có thể để vào trong người và thiêu đốt sử dụng. Nói cách khác, chỉ cần ta tu thành đoàn mệnh hỏa thứ nhất rồi đặt mệnh đăng lên trên đó, mệnh hỏa có căn thì ta cũng hiện ra lực lượng của hai đoàn mệnh hỏa, có thể dựa vào cảnh giới sơ kỳ trấn áp hết thảy tu sĩ trúc cơ sơ kỳ khác cùng cảnh giới, cũng có thể đánh một trận cùng tu sĩ trúc cơ trung kỳ, và lại dựa theo trình độ hùng hậu của pháp khiếu của ta, thời gian mở ra huyền diệu thái của ta cũng sẽ càng lâu hơn so với đối phương. Ánh mắt hứa thanh như điện, cúi đầu nhìn mệnh đăng màu đen trước mặt, sau khi cầm lấy, tia sáng trong mắt dưới sự chiếu rọi của mệnh đăng lại càng mãnh liệt hơn. Tiếp đến, chính là trước phải dung nhập mệnh đăng để nó vào trong người mới là an toàn nhất. Hứa Thanh thì thào, pháp lực trong cơ thể ầm ầm bộc phát, pháp lực từ hai chỗ pháp khiếu lan tràn ra ngoài, sau khi bao phủ mệnh đăng trong tay hắn, mệnh đăng liền biến thành trong suốt kỳ dị, trong nháy mắt tiếp theo liền hòa hợp lại cùng với pháp lực của Hứa Thanh. Theo pháp lực trở về cơ thể, Hứa Thanh lập tức liền cảm nhận được đan điền của mình thình lình xuất hiện ngọn mệnh đăng màu đen này, ở trên đèn còn lộ ra vẻ thâm sâu và âm u, ngọn đèn chậm rãi đóng mở mà mỗi một lần đóng mở, đều có sát khí từ trong tràn ngập ra ngoài. Trong nháy mắt tiếp theo, theo mệnh đang đóng mở mấy lần, trạng thái hoàn toàn động lại rồi hòa làm một thể với cơ thể hứa thanh, một cỗ cảm giác năm tháng tang thương mọc dễ ở trong cơ thể hứa thanh. Đỉnh đầu hứa thanh mơ hồ xuất hiện một cây dù màu đen như ẩn như hiện, nó tựa như sao hoa cái, hạ xuống từng đạo thiên hỏa, tản ra từng trận che chở, khiến cho tâm thần hứa thanh ở dưới cây dù bỗng cảm thấy vô cùng an bình pháp khiếu của hắn cũng đã được cường hóa thêm vào trong thời khắc này tốc độ xoay tròn của linh hải nhanh hơn tương tự cũng hình thành pháp lực nhanh hơn thậm chí mơ hồ trong đó trong pháp lực được hình thành của hắn cũng nhiều thêm một tia khí thức của cây dù màu đen bên trong lộ ra một cảm giác cổ xưa còn hiện ra cảm giác nóng rực khuếch tán toàn thân hứa thanh khiến cho thân thể của hắn lập tức nóng hổi vô cùng thậm chí vào thời khắc này quần áo cũng bị hóa thành cho tàn nhiệt độ quanh khu vực bế quan lập tức trở nên nóng vô cùng bìa quật bị khô nước trong nháy mắt mưa bên ngoài rừng cũng trong bốc hơi chớp mắt, cây cối khắp nơi tự bốc cháy rồi biến thành cho bụi, đồng thời luồng nhiệt nóng này vẫn còn lan tràn ra bốn phía, cho đến khi bao phủ toàn bộ khu rừng. Vô số sương mù bốc lên, mặt đất xuất hiện từng đạo khe hở do khô nứt, tất cả cây cối đều hóa thành cho tàn, phạm vi ảnh hưởng cực lớn, trọn vẹn tới hơn 3000 trường. Việc này khiến cho bên trong phạm vi của khu vực này tỏa ra nhiệt độ nóng kinh người, thật giống như ruộng cạn bị mặt trời nung đốt suốt 100 năm vậy. Mà ở trong mặt đất khô cằn này, Động quật trong đất bùn của Hứa Thanh đã bị nhiệt độ cao nung đốt rồi thành kết tinh màu đen, hắn vẫn khoanh chân ngồi ở chỗ kia, nhắm hai mắt lại và thần sắc vô cùng bình tĩnh. Lúc này nếu như những tu sĩ trúc cơ khác có thể nhìn thấy trong cơ thể Hứa Thanh, nhất định sẽ hoảng sợ vô cùng, bởi vì pháp khiếu của bọn họ rất nhỏ, mà pháp khiếu của Hứa Thanh lại vô cùng kinh người, bên trong cơ thể còn có một cái dù lớn màu đen sừng sững che chở thần hồn. Cái dù màu đen kia tỏa ra tia sáng vạn trượng, chiếu rọi từ trong ra ngoài thân thể của hắn mơ hồ như thiên cung muốn mở ra vậy. Mãi một lúc lâu sau, hứa thanh mới mở mắt ra. Thế là hứa thanh đã trúc cơ thành công, còn nện xuống căn cơ cực kỳ vững chắc, có thể nói là rất khủng bố. Cầu mọi người đề cử ngọc phiếu để tuần này chuyện cũng được lên top như tuần trước, cảm ơn mọi người. chương 314, Thoát Phạm 1, theo hai mắt của hắn mở ra, nhiệt độ trong phạm vi hơn 3.000 trường lập tức sôi trào, khiến cho sương mù bỗng nhiên cuồn cuộn bay lên bầu trời, Mơ hồ hóa thành một cây dù màu đen, chấn áp hết thảy chấn động ở nơi đây lại, khiến cho không ai có thể trông thấy một màn xảy ra ở khu vực này, nhưng mà tất cả những con dã thú ở bên trong phiến khu vực này bây giờ đều đang trở nên run rẩy. Từng con nằm dạp xuống tại chỗ, không dám nhúc nhích chút nào. Một mặt là do khí tức của Hứa Thanh bây giờ đã bước vào trúc cơ, mà uy áp do trúc cơ tạo thành cũng có phần kinh người, một mặt khác là vì mệnh đăng trong cơ thể Hứa Thanh. Ngọn mệnh đăng này có hình thù như một cây dù màu đen, không biết nó đã từng trải qua chuyện xưa gì, nhưng bên trong ẩn chứa sát khí vô cùng nặng. Mà dựa theo lời đội trưởng nói lúc trước, thì mệnh đăng đã có từ trước khi một nửa khuôn mặt của thần linh đi đến thế giới này, mà tu sĩ muốn tu luyện ra mệnh đăng thì phải có huyết mạch của cổ hoàng chúa tể, lại phải dùng công pháp hoàng cấp mới có thể hội tụ ra được. Ở cái thời đại kia, loại người này đã là phượng mau lân giác, bất kỳ một người nào cũng có thể trấn áp bát phương, người có thể chiến đấu cùng với bọn họ, chỉ có người cũng đồng dạng có đủ huyết mạch cổ hoàng chúa tể, và lại cũng đã ngưng tụ ra mệnh đăng. Mà khi nửa khuôn mặt thần linh đến phiến thế giới này, phần lớn cổ hoàng chúa tể cũng đã rời khỏi. Bởi vậy, trước mắt thì người có được mệnh đăng ở trong thế giới này là cực kỳ hiếm thấy, chỉ có những hạt giống được ký thác kỳ vọng to lớn của các đại tông môn và thế lực lớn mới có loại cơ duyên dung nhập mệnh đăng này. Không biết cây mệnh đăng mà ta thu được là của huyết mạch cổ hoàng chúa tể nào ngưng tụ ra. Hứa Thanh lấy ra một bộ trường bào dự phòng tầm thường mặc vào, sau đó ngẩng đầu nhìn lên đám mây có hình dáng của cây dù màu đen một lúc sau hắn mới há to miệng khẽ hấp một hơi lập tức toàn bộ sương mù nóng bức trong phạm vi hơn ba trượng bị cuốn ngược lại chỗ hắn chỗ của hứa thanh giờ phút này như hóa thành trung tâm của một cái vòng xoáy vậy khiến cho những đám sương mù nhiệt độ cao kia trong nháy mắt tập trung tới gần sau đó chui vào theo đường miệng mũi của hắn không còn lại một tia dư thừa mà theo từng đám sương mù biến mất hai mắt hứa thanh cũng càng ngày càng sáng ngời trong mắt tựa như có những ngôi sao vậy Khí tức trúc cơ mãnh liệt từ trên người hắn tràn ra, chấn nhiếp tâm hồn người khác, hình như do pháp lực ở trong cơ thể nhiều đến cực hạn, cho nên đã theo bản năng mà tản ra bên ngoài. Thân sắc hứa thanh vẫn như thường, hắn biết rõ nguyên nhân việc này, trạng thái của hắn như vậy là bởi vì hắn vừa mới bước vào trúc cơ, cho nên thân thể vẫn chưa có hoàn toàn thích ứng luồng pháp lực đáng sợ của chúc cơ. Tu sĩ trúc cơ, sở tu chính là pháp khiếu và mệnh hỏa, nhiệm vụ cuối cùng là hình thành ba đoàn mệnh hỏa, sau đó bước vào cảnh giới mới mà pháp khiếu của ta thì có thể hình thành tận bốn đoàn mệnh hỏa. Hứa thanh cúi đầu cảm thụ ngọn mệnh đang hình cây dù màu đen đang chậm rãi an tĩnh ở trong cơ thể, trong ánh mắt lộ ra vẻ chờ mong thật sâu. Đội trưởng đã từng nhắc qua mệnh đăng, coi như là thời đại trước khi nửa khuôn mặt thần linh đến thế giới này, cho dù những người con của cổ hoàng chúa tể, những người có đủ huyết mạch của cổ hoàng chúa tể, thì cũng không phải nhiều người có thể hình thành được mệnh đăng, và lại phần lớn cũng chỉ hình thành được một ngọn mệnh đăng mà thôi. Chỉ có loại con nối dõi của cổ hoàng chúa tể, Loại Thiên Kiêu chân chính của thời kỳ đó, người được cho rằng tương lai có thể trở thành cổ hoàng chúa tể, mới có thể dễ hình thành nhiều mệnh đăng hơn, mà cực hạn của mệnh đăng cũng tương tự như mệnh hỏa. Một ngọn mệnh đăng, ta cũng đã rất thỏa mãn rồi, nhưng ta cũng phải nhanh chóng mở ra 30 đạo pháp khiếu. Hứa Thanh cảm thụ một chút bản thân mình lúc này, khi cây dù màu đen phủ xuống, chấn động tu vi của hắn cũng đã tương đối bình thường trở lại, không còn làm cho người khác chú ý nữa bởi vì sự tồn tại của cây dù màu đen còn dễ để làm người khác chú ý hơn hắn nhiều vì vậy hứa thanh cúi đầu đưa nắt nhìn về cái bóng theo tâm niệm vừa động cái bóng lập tức phân ra một đám dung nhập vào trong cơ thể bao phủ ở trên ngọn mệnh đăng màu đen khi vừa mới tới gần cái bóng liền run rẩy kịch liệt giống như cực kỳ bài xích nhưng dưới ánh mắt bình tĩnh của hứa thanh nó hình như không dám phản kháng chỉ có thể mặc cho do hứa thanh chi phối biến nó thành một tầng che chở bao bọc che đậy mệnh đăng lại thân thể hứa thanh lập tức tối hơn một chút mặc dù chấn động trúc cơ vẫn còn nhưng mệnh đăng đã không còn lộ ra bên ngoài nữa duy chỉ có một điều đáng tiếc đó chính là hải sơn quyết có lẽ do cấp độ quá thấp cũng có lẽ nó đã đạt đến cực hạn chân chính rồi cho nên thủy trung không cách nào tấn cấp hứa thanh có chút tiếc nuối nói hải sơn quyết đã trợ giúp cho hắn rất lớn chỉ là hiện giờ nó đã bị hắn tu luyện đến mức cực hạn rồi rất khó đột phá thêm nữa dù là đến bây giờ hắn vẫn không cách nào tăng nó lên cả trong cảm giác của Hứa Thanh, hắn cảm thấy hình như mình vẫn thiếu khuyết một cơ hội nào đó. Về sau có nên nghĩ thêm biện pháp gì hay không, xem xem có cách nào có thể đề thăng cấp độ của Hải Sơn quyết lên. Bây giờ đợi tu vi của mình ổn định thêm một chút, sau đó liền mau chóng quay về Thất Huyết Đồng, lên núi đăng ký thân phận trúc cơ, đồng thời cũng đi đổi lấy công pháp trúc cơ. Bây giờ Hứa Thanh cũng không có công pháp trúc cơ, không cách nào mở ra pháp khiếu mới, cho nên hắn thở sâu một hơi, nhắm hai mắt lại, bắt đầu ân cần ổn định tu vi của mình. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua, rất nhanh đã qua một tháng. Từ khi hứa thanh đi ra bên ngoài đến bây giờ, đã không sai biệt lắm được ba tháng rồi, chấn động trong cơ thể hắn cũng chậm chậm nổi liếm lại, hơn nữa do hắn dùng cái bóng bao phủ trên mệnh đăng, cho nên hôm nay vô luận là người ngoài nhìn như thế nào, cũng chỉ thấy hắn là một tu sĩ trúc cơ tầm thường, không có khác nhau quá lớn với những tu sĩ khác. Đồng thời trong một tháng này, hứa thanh cũng càng hiểu rõ hơn về mệnh đăng ở trong thể nội, và cũng nắm quyền nhiều hơn với nó giờ phút này hắn chậm rãi mở hai mắt ra trong mắt thoáng hiện lên điện quang mịt mờ rồi biến mất hắn bình tĩnh giơ tay lên bấm niệm pháp quyết chỉ một ngón tay về phía bầu trời theo pháp khiếu trong cơ thể thiêu đốt một cỗ lực lượng kinh người từ bên trong pháp khiếu thứ hai tràn ra theo kinh mạch tràn vào ngón tay hình thành một luồng chấn động cường hãn bắn thẳng đến bầu trời bên trên bầu trời một hình thù hơi mờ được hình thành nhanh chóng lay động không ngừng khuếch trương ở giữa không trung cuối cùng hóa thành bộ dáng của một con xà cảnh long con xà cảnh long này vừa xuất hiện liền ngửa mặt lên trời gào thét, thân thể cũng nhanh chóng từ hơi mở biến thành ngưng thực. Trên người của nó còn không ngừng bốc lên những luồng khí thức cuồng bạo, cuối cùng cũng đã hoàn toàn thành hình, trạng thái cũng vô cùng chân thật, nhìn qua không khác gì xà cảnh long chân chính, ngay lập tức có một cỗ chấn động trúc cơ liền từ trên người nó khuếch tán ra ngoài. chương 315, Thoát Phạm 2 Giờ phút này, một con xà cảnh long trên bầu trời đập thẳng vào trong mắt hứa thanh, nó có thân hình màu đen, tràn đầy cảm giác man hoang, cái cổ thon dài linh động vô cùng còn có một loại gai sắc đang nhanh chóng lay động trên cổ cùng với hai cặp mắt sáng như đèn khiến cho nó thoạt nhìn trông rất sống động thậm chí nếu đặt nó vào bên trong biển cấm trừ phi nó tự ra tay bằng không mà nói thì rất khó nhìn ra nó là do pháp thuật hình thành mà thân hình tượng như mai rùa kia hiển nhiên cũng có được sự phòng hộ cường hãn giờ phút này nó mở to miệng lộ ra hàm răng sắc bén bên trong còn mang theo vẻ hung ác khiến người ta nhìn thấy mà giật mình nhất là bốn cái vây rồng rộng thùng thình một khi nó động vây nhất định có thể khiến cho tốc độ trên biển trở nên càng kinh người. Nhìn thân hình xa cảnh long đạt đến hơn 300 trượng trên bầu trời, hứa thanh đứng lên bước một bước đi tới, hắn không hề sử dụng phi hành phù, thân thể trực tiếp đạp không mà đi. Từng bước từng bước một, tựa như bước lên những bậc thang trên trời, đi về phía xa cảnh long. Vài bước lúc đầu hứa thanh còn có chút không thích ứng, nhưng sau khi đi ra 7-8 bước, hắn liền tìm được cảm giác, cho đến khi đi tới trên bầu trời, đi tới trước mặt xa cảnh long xà cảnh long cúi đầu hứa thanh cất bước đi tới đứng ở trên đỉnh đầu xà cảnh long một khắc hắn quay người xà cảnh long liền phát ra một tiếng gầm nhẹ bốn cái vây rồng thật lớn mãnh liệt vẫy một cái thân thể cao lớn bỗng nhiên gào thét bay về bầu trời phía trước tốc độ của nó cực nhanh vô cùng kinh người mà phàm nhân sẽ không nhìn thấy con xà cảnh long này thậm chí nếu có tu sĩ ngưng khí nhìn vào thì trừ phi là dùng linh năng hội tụ ở hai mắt bằng không mà nói cũng sẽ không thấy rõ cụ thể con xà cảnh long này được cho nên nếu như có người chợt nhìn qua thì sẽ thấy cả người hứa thanh tựa như là đang đứng ở trên trời, chắp tay ra sau lưng, thân thể cứ thế tự bay đi. Cái này, chính là trúc cơ, giống như lúc hứa thanh bị lão tổ kim cương tông đuổi theo phải bỏ chạy vào bên trong cấm khu ở xóm nghèo vậy, lão tổ kim cương tông đứng ở trên kim cang trợn mắt cực lớn, cứ thế bay về phía trước. Chỉ là nếu so sánh với bây giờ, thì hư ảnh kim cang trợn mắt của lão tổ kim cương tông, vô luận là từ trình độ ngưng thực hay là khí tức, cũng đều yếu hơn hứa thanh lúc này rất nhiều. Tuy là cùng một cảnh giới, nhưng hơn kém giữa nhau giống như là bầu trời và vực thẳm vậy. Giờ phút này hứa thanh đứng ở trên đầu xa cảnh long, bình tĩnh nhìn qua mặt đất, điều khiển xa cảnh long bay về phía thành chỉ có truyền tống trận ở gần đây. Một đường bay qua, hắn thấy được mặt đất hoang vu của nơi này, thấy được hoàn cảnh ác liệt, thấy được bạch cốt không biết đã chết từ bao lâu. Phạm nhân ở cái thế giới này, thật là đáng buồn. Đối với phạm nhân, thì nhìn như lựa chọn của tu sĩ có vẻ nhiều hơn mình một chút, nhưng bản thân tu sĩ lại bị dị chất hành hạ, tồn tại mạo hiểm dị hóa, và lại tài nguyên tu hành cũng rất đắt đỏ, những việc này cũng đủ để cho quá nhiều tu sĩ tuyệt vọng. Muốn thăng cấp thì nhất định phải đi tranh đoạt tài nguyên, mà đi tranh đoạt tài nguyên tất nhiên sẽ tồn tại nguy cơ sinh tử. Cho nên tu sĩ ở cái thế giới này cũng rất là bất đắc dĩ. Cũng chính vì như thế, mới có người như lão tổ Kim Cương Tông vậy, có lẽ lão cũng đã từng sống qua một khoảng thời gian huy hoàng, nhưng cuối cùng sau khi vùng vẫy đau khổ đến mức độ nhất định, lão liền lựa chọn ở lại một chỗ làm mưa làm gió ở đó hưởng thụ quãng đời còn lại trong loạn thế lựa chọn như vậy có lợi mà cũng có hại hứa thanh cũng muốn như vậy chỉ là hắn sợ hãi loại cuộc sống như vậy sẽ không kéo dài được quá lâu sau đó sẽ bị nguy cơ không biết đột nhiên phủ xuống rồi nghiền ép đè nát cho nên nếu muốn chân chính sống ổn định muốn sống sót chân chính hắn nhất định phải làm cho mình trở nên càng mạnh hơn nữa ta chỉ muốn có thể an toàn sống sót và càng sống tốt hơn một chút ở trong loạn thế này mà thôi ánh mắt hứa thanh sắc bén tốc độ của xa cảnh long dưới thân lại càng nhanh hơn thời gian cũng dần trôi qua trong khi những cơn gió lớn đập vào mặt từ xa bỗng xuất hiện một tòa thành trì đây không phải là tòa thành trì hứa thanh đến lúc trước mà là một tòa thành trì khác cũng có truyền tống trận tuy đã trúc cơ nhưng hứa thanh vẫn đề phòng như trước hắn vẫn sẽ cẩn thận như thời còn là ngưng khí giờ phút này theo hắn bay đến thân thể của hắn bỗng bước về phía trước một bước xa cảnh long cũng lập tức tiêu tán mà thân ảnh hứa thanh cũng lặng yên không một tiếng động rơi xuống mặt đất. Hắn sửa sang lại quần áo, cải biến lại bộ dáng hóa thành một nam tử trung niên, chậm rãi đi đến tòa thành chỉ phía trước. Tòa thành này không thuộc về thất huyết đồng, mà nó tương tự như tòa thành ở Hồng Nguyên vậy, là do thất huyết đồng, tử thổ còn có ly đồ giáo, ba phương thế lực cùng chung nhau xây dựng tạo thành điểm truyền tống, loại việc này cũng rất thường thấy ở Nam Hoàng Châu. Dẫu sao khu vực của nhân tộc ở Nam Hoàng Châu cũng không nhỏ, Giữa mấy phương thế lực cũng tồn tại rất nhiều khu vực trống. Những nơi này hoặc là điểm giao giới giữa hai bên, hoặc là nơi mà tài nguyên cằn cỗi như gân gà, bỏ qua thì đáng tiếc mà chiếm cứ lại không cần. Nhưng vì tiện cho việc di chuyển, cho nên liền tạo thành việc ba phương thế lực cùng nhau xây dựng và lập ra truyền tống trận ở đây. Hứa Thanh vừa đến, lập tức liền khiến cho hộ vệ bên trong thành trì kinh hãi, bởi vì cho dù là Hứa Thanh đã che đậy mệnh đăng, cũng không cho xà cảnh long bước vào nhưng ngay một khắc bước vào, tu vi trúc cơ trên người của hắn vẫn bị người ta phát hiện. Tu sĩ trúc cơ, trừ phi là cực kỳ cố ý ẩn nấp chấn động của mình, bằng không mà nói, dù chỉ tản mát ra một tia khí tức trên người, cũng đã khiến cho tu sĩ ngưng khí hãi hùng khiếp vía. Lúc hứa thanh vẫn là ngưng khí và lại không có chuẩn bị gì khi gặp phải trúc cơ cũng là như vậy, lần đầu gặp phải lão tổ kim cương tông, đối phương từ xa liếc nhìn hắn một cái, đã liền khiến cho tâm thần của hắn nổ vang. Mà đấy là lão tổ kim cương tông còn chưa có hình thành mệnh hỏa, không tiến vào huyền diệu thái, lúc đó cũng chỉ là trạng thái bình thường mà thôi. Tu vi càng thấp thì cảm thụ càng lớn, chỉ có tu sĩ đạt đến ngưng khí tầng 8 về sau mới có thể có chút chống cự với việc này, nhưng thường thường có thể chống cự là bởi vì đối phương chỉ là trúc cơ của tiểu tông môn, công pháp tầm thường, pháp khiếu còn chưa mở tới 30 đạo. Nếu đổi thành trúc cơ của các đại tông môn, lại mở ra trên 30 đạo pháp khiếu rồi hình thành mệnh hỏa, như vậy cho dù nhân tài kiệt xuất lợi hại trong ngưng khí, cũng không cách nào đối kháng lại uy áp của trúc cơ đã mở huyền diệu thái. Cái này đã hoàn toàn không phải là cùng một tầng nữa rồi. Như lúc trước ngoài hoa tiêu ti, khi Lý chấp sự đến, gã chỉ quát khẽ một tiếng liền khiến cho tâm thần hứa thanh chấn động. Bây giờ hắn đi đến tòa thành trì này, đối với tu sĩ bên trong tòa thành trì này mà nói, cảm thụ của bọn họ bây giờ cũng giống như hứa thanh khi gặp Lý chấp sự vậy. chương 316, trên núi vang lên tiếng chuông một Dẫu sau khi nửa khuôn mặt thần linh vừa đến, cả thế giới này liền biến thành loạn thế, phần lớn tu sĩ cũng đều là ngưng khí tập tu, không nhiều người có thể trở thành trúc cơ, cho nên ở những thành trì bên ngoài đều rất ít khi thấy tu sĩ trúc cơ. chỉ có tông môn lớn như thất huyết đồng mới hội tụ rất nhiều tu sĩ trúc cơ. vì vậy khi hứa thanh xuất hiện, tất nhiên sẽ dẫn tới náo động nhất định, thậm chí khi vài người thị vệ ở đó còn đang cung kính, không đợi hứa thanh đi đến truyền tống trận, hắn liền cảm nhận được một cỗ chấn động từ phủ thành chủ đằng xa truyền đến. hứa thanh nhăn mày lại. Đáy lòng dâng lên cảm giác đề phòng, lạnh nhạt nhìn sang. Giữa không trung, một đạo cầu vồng gào thét tới gần, khi tới phía ngoài Hứa Thanh ba trượng liền dừng lại, từ bên trong lộ ra một người nam tử trung niên mặc một chiếc trường bào hoa lệ. Tướng mạo của nam tử trung niên này cũng tầm thường, giờ phút này trên người gã đang tản ra pháp lực trúc cơ, trực tiếp dò xét Hứa Thanh. Hứa Thanh cũng dò xét nhìn về phía cái cổ của gã, đáy lòng cũng đang phán đoán xem đối phương đã mở ra bao nhiêu pháp khiếu. Không biết đạo hữu tới đây là có chuyện gì. Tại Hạ Chu Hằng Lực, là tộc nhân gia tộc họ Chu của tử thổ, nhậm mệnh đảm nhiệm chức vị thành chủ của tòa thành này. Tòa thành này là do ba phương tử thổ, thất huyết đồng cùng với ly đồ giáo cùng chung quản lý. Đi ngang qua, truyền tống, hứa thanh mở miệng mà không lộ ra một tia gợn sóng, hắn mơ hồ cảm thấy đối phương cũng không mở ra nhiều đạo pháp khiếu cho lắm, vẫn không đạt tới trình độ hình thành mệnh hỏa. Giữa không chung, biểu cảm của nam tử trung niên Chu Hằng Lực vẫn như bình thường, nhưng tâm lý của gã đã trở nên vô cùng cảnh giác, bởi vì gã cảm nhận được sát khí nồng đậm đến từ trên người của tên tu sĩ mặt vàng như nến này. Hiển nhiên, đối phương hẳn là hạng người giết chóc vô số, với cả nhìn từ trên quần áo lại không hề nhìn ra lai lịch gì, việc này càng khiến cho gã vô cùng cảnh giác, nhất là ánh mắt của đối phương hình như còn đã đặt vào trên cổ của mình, việc này càng khiến cho gã theo bản năng dựng hết cả tóc gáy lên. Nhưng thứ để cho gã kinh hãi nhất, chính là gã không thể nhìn ra được tu vi của người trước mắt, gã đang lo mình gặp phải một người có mệnh hỏa. Mời Đáy lòng Chu Hằng Lực chấn động, nhưng trên thần sắc lại không lộ ra một chút nào, trầm thấp mở miệng mời, đồng thời cũng lập tức an bài xong xuôi. Toàn bộ người đi đường phía trước Hứa Thanh lập tức bị đuổi hết ra, bốn phía không còn bóng người, hắn cũng đồng thời được một người dẫn đường đi về truyền tống trận phía trước. Thần sắc Hứa Thanh rất bình tĩnh, hắn biết rõ đây là một loại thái độ không chào đón của đối phương, rõ ràng đối phương hy vọng mình nhanh chóng rời khỏi, mà hắn cũng cảm nhận được ở bên trong tòa thành trì này còn có từng sợi khí tức tràn ra đây không phải là khí thức của tu sĩ tản ra, mà giống như là một vài trận pháp đang được mở ra. Hứa Thanh cho rằng loại đề phòng này cũng là bình thường, dù sao đối với với một thành chỉ trốn hoang dã mà nói. Có tu sĩ trúc cơ từ bên ngoài đi vào, dĩ nhiên sẽ phải cảnh giác cao độ rồi. Hứa thanh gật đầu, dứt khoát không hề đi bộ, ầm ầm bộc phát tốc độ, cả người trực tiếp bay lên, gào thét lao về phía truyền tống trận phía trước mà đi với tốc độ cực nhanh, cuồng phong lập tức hiện lên bốn phía, khiến cho bụi đất tung bay khắp nơi đôi mắt của chu hằng lực lập tức co rụt lại nhanh chóng bay theo trong khi phi hành hứa thanh rất nhanh đã đến chỗ truyền tống trận nơi đây đã bị dọn bãi từ sớm bốn phía không có bất kỳ người tạp vụ nào duy có có mấy người thị vệ duy trì trận pháp vận hành là đang run rẩy kính sợ bái kiến hứa thanh bái kiến tiền bối trận pháp đã điều chỉnh xong rồi không biết ngài muốn đi nơi nào hứa thanh nhìn qua cổ của bọn họ lại quét mắt nhìn về thành chủ đi theo ở xa nhìn thành chủ đang tỏ ra bình thường nhưng thực ra vô cùng đề phòng này giờ khắc này hắn liền cảm nhận sâu sắc được địa vị của tu sĩ trúc cơ. Vì vậy khi hắn cất bước đi đến bên cạnh truyền tống trận, liền bình tĩnh truyền ra lời nói. Chủ thành thất huyết đồng, lời hắn vừa nói ra, thì vệ duy trì trận pháp bốn phía vội vàng vâng dạ, bắt đầu điều chỉnh trận pháp, cho đến khi liên tục xác định không có vấn đề gì, bọn họ mới cung kính rút lui ra ngoài hơn 10 trường. Ánh mắt hứa thanh đảo qua truyền tống trận, hắn không hiểu trận pháp, nhưng truyền tống nhiều rồi cho nên hắn cũng có thể nhìn ra một chút môn đạo của nó, giờ phút này hắn chỉ đảo qua liền bước vào, theo từng tia sáng trong truyền tống lập lòe, thân ảnh của hắn cũng thoáng chốc tan biến vào bên trong. Cho đến khi thân ảnh của hứa thanh tiêu tán bên trong truyền tống trận, chu hằng lực đứng ở phía xa mới thở vào một hơi, mặc dù gã cũng là trúc cơ, nhưng từ trong đáy lòng, gã không hề muốn đi chiêu chọc đối với hạng người có sát khí nặng như vậy. Dưới quy tắc không chào đón tu sĩ trúc cơ từ bên ngoài đến của thất huyết đồng, mà hắn còn dám đi vào trong đó, nói rõ hắn có thể không phải là tội phạm truy nã, chẳng lẽ là tu sĩ trúc cơ của thất huyết đồng? Chu Hằng lực sờ sờ lên cổ của mình, lắc đầu không suy tư về việc này nữa, đối với gã mà nói, tất cả trúc cơ từ bên ngoài đến đều vô cùng nguy hiểm, một khi gặp người đã có mệnh hỏa mà nói, dưới trạng thái huyền diệu thái thì mình sợ là sẽ lập tức mất mạng, cho nên có thể mau chóng tiến người đi chính là lựa chọn tối ưu nhất. Chứ nếu như thật sự phát sinh mâu thuẫn mà nói, ở tòa thành trì hoang dã cách xa gia tộc này, mình chết cũng chính là chết, cho dù gia tộc có phát giác được cũng rất khó điều tra ra kết quả gì. Giờ phút này phía đông nam Hoàng Châu, một nơi kết nối giữa biển khơi và sơn mạch chân lý, dưới bảy con mắt thật lớn đang ngóng nhìn, trong tòa truyền tống trận của chủ thành vô cùng phồn vinh, thân ảnh của hứa thanh bỗng xuất hiện giữa những tia sáng lập lè. Hứa thanh vừa mới xuất hiện, không đợi hắn xem xét bốn phía, hắn liền mãnh liệt ngẩng đầu lên, thần sắc hơi đổi. Hắn cảm nhận được một cỗ chấn động cường hãn từ bốn phía bên trong chủ thành, trong một cái chớp mắt, cỗ chấn động vô hình này đã đi đến và bao phủ hắn vào bên trong, mặc dù không có động tác gì, nhưng loại bao phủ này giống như là đang giám sát và quản chế hắn vậy. Chương 317, trên núi vang lên tiếng chuông khai. Hứa Thanh không hề xa lạ gì với chấn động này, đây chính là lực lượng trận pháp của Thất Huyết Đồng. Những lần trước Hứa Thanh trở về chưa bao giờ cảm thụ được loại cảm giác này. Nhưng khi hắn tấn trước trúc cơ trở lại liền lập tức gặp phải lúc này hắn cũng đã hiểu ra nguyên nhân tại sao mà đám người trúc cơ từ bên ngoài lại không dám tùy tiện đi tới thất huyết đồng rồi hiển nhiên đối với trận pháp mà nói nó sẽ ưu tiên trúc cơ hơn là thân phận đệ tử rồi cho nên dù giờ phút này lệnh bài thân phận của hứa thanh vẫn đang lập lòe nhưng bởi vì hắn chưa có lên núi đăng ký tu vi cho nên không cách nào hóa giải loại cảm giác bị theo dõi này hứa thanh thở sâu rồi thu hồi ánh mắt bình tĩnh tiêu sái rời khỏi truyền tống trận trận pháp vô hình bao phủ quanh người hắn nhưng lại không khiến cho bất luận tu sĩ và bình dân nơi đây chú ý, mà sau khi hứa thanh rời đi, hắn liền đổi lại đạo bào mà mình đã chuẩn bị. Lần đi đến đảo Hải Tích đã khiến hứa thanh học được một chút kinh nghiệm, cho nên hắn đã chuẩn bị trước mấy bộ đạo bào để mặc trong túi. Giờ phút này, mặc vào đạo bào màu xám của đệ tử thất huyết đồng, hứa thanh đi trên đầu đường, thử nghiệm không ngừng nội liếm cùng ẩn nấp tu vi trong cơ thể, thử xem trận pháp vô hình của chủ thành có còn khóa chặt hắn nữa hay không, hay là sẽ có biến hóa gì khác. Nhưng cho dù hắn ẩn nấp tu vi đến cực hạn, thậm chí khiến cho tu sĩ bốn phía đi ngang qua cũng không hề phát hiện, nhưng cảm giác bị khóa chặt đến từ trận pháp vô hình vẫn tồn tại như cũ, cái này khiến cho Hứa Thanh càng nhận thức sâu hơn đối với trận pháp của Thất Huyết Đồng. Không biết dùng cái bóng che đậy có thể tránh đi sự theo dõi của trận pháp hay không. Hứa Thanh trầm ngâm, hắn cũng chỉ nghĩ qua như vậy mà không có thử nghiệm, theo hắn thấy thì tạm thời không cần phải kiểm tra việc này, bất kể thành công hay không thành công đều đều tồn tại mạo hiểm. Như vậy liền lên núi đi. Hứa thanh thì thào trong lòng, ngẩng đầu nhìn về phía ngọn núi thứ bảy ở nơi xa, cất bước đi thẳng đến. Trên đường đi ngang qua các cửa hàng, nhìn những người vừa lạnh lùng vừa vội vàng đi đường, nhìn những đệ tử mặc áo bảo màu xám liên tục xuất hiện, hắn không khỏi nhớ lại đủ loại hồi ức từ khi đến thất huyết đồng. Trong lòng hắn cũng có chút cảm khái, nhưng cũng có càng nhiều chờ mong đối với tương lai của mình, bây giờ mỗi tháng đều có thể cầm được ít nhất 5.000 linh thạch từ chia lợi ích. Mà ngay khi bước chân của hắn nhanh dần, từ xa bỗng xuất hiện một đạo thân ảnh quen thuộc. Đối phương vừa xuất hiện lập tức liền dẫn tới bình dân bốn phía kính sợ, nhao nhao né tránh, đồng thời đám người đệ tử dưới núi thất huyết đồng lại càng thêm cung kính, trong mắt mọi người đều khó nén được vẻ hâm mộ. Người đến là một thanh niên, toàn thân mặc một đạo bào màu tím đạp, trong lúc đi qua đám người, bộ đạo bào màu tím đại biểu thân phận cao quý, phối hợp bề ngoài không tầm thường cùng chấn động tu vi cường hãn, khiến cho trong mắt mọi người, người này phảng phất như thần tử phủ xuống phàm trần vậy. Người này, chính là Triệu Trung Hằng. Hứa Thanh nhìn thấy gã, gã cũng đã nhìn thấy Hứa Thanh. Nếu như đổi thành thường ngày, Triệu Trung Hằng sợ là sẽ lập tức quay đầu liền đi, không muốn nói nhiều một câu cùng với Hứa Thanh ở đây. Nhưng hôm nay sau khi thấy, gã bỗng hử một tiếng, tay phải đột nhiên giơ một ngón lên bầu trời.